tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 165, Linh Quỷ Biến Dị trong lúc Tống Thư Hàng muốn tìm bạch tiền bối giúp đỡ thì năng lượng của ngũ hành trúc linh đàn đã hết sạch. Không còn trận pháp trói buộc nên linh quỷ thoát ra ngoài. Lẽ ra một khi quỷ long tiên trên trận pháp khô cạn, linh quỷ cũng sẽ bị kéo về lại trong phong hồn băng châu. Nhưng bây giờ, không biết linh quỷ bị biến dị kiểu gì, không có quỷ long tiên hỗ trợ mà nó vẫn có thể duy trì được hình thái của mình. Sau khi phá trận xông ra, linh quỷ gầm lên, hung hăng nhào về phía Tống Thư Hàng. Nó vẫn còn nhớ rõ, chính là tên nhân loại này đã dùng trận pháp tra tấn nó tàn nhẫn, nó phải băm xác kẻ này ra thành trăm ngàn mảnh. Đối mặt với linh quỷ hung hăng xông tới, Tống Thư Hàng không chút sợ hãi, hắn siết chặt nắm đấm, nện một quyền thật mạnh về phía linh quỷ. Quyền pháp căn bản 1. Linh quỷ gầm to, cũng đánh một quyền tới. Ầm, uhm, hai bên đánh một quyền trực diện. Tống Thư Hàng phải liên tục lùi lại 7-8 bước mới có thể đứng vững, còn Linh Quỷ thì chỉ hơi nghiêng về sau một chút. Thực lực cách nhau quá xa. Tống Thư Hàng xoa xoa nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Linh Quỷ. Gào. Linh Quỷ lại gào vang lần nữa, thân thể sông lên như tên rời dây, quỷ trào có hàn quang lóe lên, chộp về phía Tống Thư Hàng. Lúc này, Bạch Tôn giả ra tay, hắn điểm nhẹ ngón tay một cái. Đi. Thanh kiếm linh lực nho nhỏ bay lơ lửng trước ngực của Tống thư hàng lay nhẹ, một đạo kiếm khí chính diện chém về phía linh quỷ. Audio điện tử võ tấn bền. Linh quỷ đang nhào tới chợt hoảng hốt, lập tức khởi động cái lá chắn màu vàng đỡ lấy kiếm khí. Xoẹt, kiếm khí chém lên lá chắn màu vàng kia. Lá chắn kiên cố lại bị xé rách dễ dàng như một tờ giấy. Sau đó, kiếm khí còn sót lại chém lên người linh quỷ với khí thế không giảm khiến nó bay ngược ra ngoài. Trong lúc lơ lửng trên không, linh quỷ gào lên thảm thiết, trên người xuất hiện vô số vết dạn nứt. Vết thương cực nặng. Đây là kết quả sau khi bạch tôn giả đã cố gắng áp chế uy lực của kiếm khí xuống mức thấp nhất rồi, nếu không thì hắn chỉ cần tiện tay đánh ra một kiếm thôi cũng đủ để đánh con linh quỷ này vỡ tan thành khói bụi. Sau khi linh quỷ rơi xuống đất thì hoảng sợ rên rỉ, kêu la thảm thiết. Nó nhìn về phía bạch tôn giả với vẻ hoảng sợ một kiếm vừa rồi khiến nó hiểu rõ sự đáng sợ của đối phương, cho nên nó quyết đoán chọn cách đánh bài chuồn, nó lăn một vòng tại chỗ, giấy ruộa bò dậy, nhào về phía cửa sổ. Thú vị lắm, bạch tôn giả cười khẽ. Sau đó, thanh kiếm khí chém vào bên trong cơ thể linh quỷ chợt nổ tung. Linh quỷ mới chạy ra được hai bước lại ngã quỵ xuống. Lần này nó chẳng còn sức lực đâu để bò dậy nữa. Linh quỷ hoảng sợ, liều mạng chữa trị những vết thương trên người mình, áp chế vết thương do kiếm khí để lại. Trong quá trình chữa trị vết thương, linh thể của nó càng lúc càng nhỏ lại, đây là do năng lượng của bản thân nó không đủ, chỉ có thể hòa tan linh thể của bản thân để khôi phục những vết thương trên cơ thể. Sau khi chữa lành vết thương trên người xong, linh quỷ chỉ còn lại được chừng một nắm tay. Chấm. Ồ. Bạch tôn giả nghi hoặc kêu lên một tiếng, linh quỷ trung dai, dù có bị thương nặng hơn nữa thì cũng không thể nào biến thành to chừng một nắm tay như thế được. Con linh quỷ này đã hấp thu năng lượng còn sót lại sau khi tán tu áo xanh kia hóa đạo biến mất nên sinh ra biến dị sao? Không đúng, linh quỷ không biến dị dễ như thế. Trong chuyện này, át hẳn vẫn còn nguyên do gì đó mà hắn chưa rõ. Bạch tôn giả bước lên một bước, vươn tay về phía con linh quỷ bị thu nhỏ lại chỉ còn cỡ bàn tay kia. Linh quỷ muốn trốn tránh, nhưng những ngón tay thon dài của bạch tôn giả tựa như biến thành một không gian, bao vây lấy nó. Đồng thời, Tinh thần lực của Bạch Tôn giả chuyển hóa thành pháp thuật giám định, quét qua toàn thân của linh quỷ. Sau khi quét một lượt từ đầu tới đuôi của linh quỷ, Bạch Tiền Bối mở mắt ra, lộ ra vẻ lạ kỳ. Con linh quỷ này vốn là linh quỷ trung cấp, nhưng bây giờ lại bị hạ xuống một cấp, biến thành linh quỷ hạ cấp rồi. Phẩm chất của linh quỷ chính là đã được chú định sẵn kể từ khi ra đời, trừ phi có được kỳ ngộ, bằng không cả đời cũng sẽ không thay đổi nhưng tại sao phẩm cấp của con linh quỷ này lại bị hạ thấp đi rồi? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, có vấn đề gì không? Con linh quỷ này của ngươi biến thành linh quỷ hạ cấp rồi. Bạch Tôn giả nhấc con linh quỷ lên để quan sát thật kỹ, đồng thời cố gắng nhớ lại những chuyện tương tự như thế trong trí nhớ hơn ngàn năm của mình. Linh quỷ hạ cấp, Tống Thư Hàng mở to hai mắt. Tuy rằng hạ dai và trung dai chỉ kém nhau có một dai, nhưng hai bên đương nhiên không giống nhau linh quỷ hạ giai không có trí lực chỉ có thể cung cấp thêm một phần năng lượng dự trữ cho chủ nhân hơn nữa cùng lắm cũng chỉ có thể tấn cấp lên được tới cảnh giới hậu thiên tam phẩm còn linh quỷ trung giai thì lại có được trí tuệ không thấp có thể cộng hưởng tâm linh và năng lượng với chủ nhân giúp đỡ chủ nhân đề thuần năng lượng trong cơ thể lại có thể giúp chủ nhân tu luyện tăng cường năng lượng cao nhất còn có thể tấn thăng lên tới cảnh giới tương đương với lục phẩm linh quỷ hạ giai chỉ có thể như trang bị cộng thêm còn linh quỷ trung giai thì có thể xem như tun hách chính hiệu. Lẽ nào nhân phẩm của mình kém tới mức đó? Sau khi thất bại một lần thì lại khiến linh quỷ bị rất gấp. Cô nàng Vũ Nhu tử nhà người ta thất bại biết bao nhiêu lần mà có nghe nói bị như thế bao giờ đâu. Chẳng lẽ lúc trước mình đã xài hết vận may rồi à? Tống thư hàng nhủ thầm. Đúng lúc Tống thư hàng đang cảm thấy ủ rũ thì Bạch Tôn giả đã phát hiện ra điểm khác thường của con linh quỷ này. Không đúng không phải nó biến thành linh quỷ hạ dai. Bạch tôn giả nhìn chằm chằm vào con linh quỷ này kiểm tra cả buổi trời, sau gió lại cười nói. Hóa ra là như thế, thư hàng tiểu hiếu, vận khí của ngươi không tệ chút nào. Tống thư hàng hỏi ngay. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Bạch tôn giả dơ con linh quỷ trong tay lên, chỉ vào một một mảnh phù văn hóa thành hạch tâm đang chậm rãi chuyển động của linh quỷ. Đã thấy rồi chứ, đây chính là hạch tâm. Linh quỷ trung cấp và hạ cấp không có hạch tâm, chỉ có linh quỷ cao cấp mới có loại hạch tâm này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân nên linh quỷ của ngươi mới sinh ra biến dị, nhưng nó không thể tiến hóa thành linh quỷ cao cấp ngay lập tức, mà dùng năng lượng toàn thân để ngưng tụ ra cái hạch tâm này. Sau đó, bởi vì bản thân tiêu hao quá nhiều sức lực, cho nên mới tạm thời thoái hóa thành linh quỷ hạ cấp. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, đợi đến khi nó tích lũy đủ năng lượng thì có thể khôi phục lại thành linh quỷ trung cấp đến lúc đó nó sẽ có cơ hội trùng kích thành linh quỷ cao cấp. Bồi dưỡng nó cho tốt vào, nói không chừng ngươi có thể thu hoạch được một con linh quỷ cao cấp đấy. Bạch tôn giả cười nói, tiến hóa thành linh quỷ cao dai. Tống thư hàng cảm thấy rung động, linh quỷ trung dai chỉ tương đương với một tu sĩ bình thường giúp ngươi tu luyện. Nhưng linh quỷ cao cấp thì giống như có thêm một tu sĩ đẳng cấp thiên tài giúp ngươi khổ tu ngày đêm. Tranh lệch giữa hai bên giống như trời với đất vậy. Như vậy, bây giờ thư hàng tiểu hữu người còn tinh thần lực nữa không? Nếu như còn thì mau nhân dịp nó suy yếu cực độ mà bày trận lần nữa, thì triển ngũ hành khế linh đàn này thành lập khế ước với nó đi. Bạch tôn giả trêu chọc tống thư hàng, linh quỷ bây giờ đang lúc suy yếu nhất, bây giờ không khế ước thì còn đợi tới lúc nào nữa? Đương nhiên là còn dư sức rồi. Tống thư hàng tuét miệng cười, dù có vắt khô thì hắn cũng sẽ vắt ra cho đủ tinh thần lực. Chấm. Trong nhóm cửu châu số 1, các tiền bối khác vẫn còn đang nói chuyện. Sược sư, đã kiểm tra ra được nguyên nhân gây nên chứng mất trí nhớ của bốn vị đạo hữu sau khi tiến vào hòn đảo thần bí kia rồi, thật sự không phải do tế bào ký ức của não bộ bị thương, cũng không phải bị người ta xóa ký ức, càng không bị ảnh hưởng của ảo thuật. Thế thì tại vì sao? Hoàng Sơn Trân Quân hỏi, tuy là rất quỷ dị, nhưng mấy người chúng ta có được kết luận chung là hai vị đạo hữu kia và đạo đồng của họ đã chủ động ký kết một loại, khế ước với một nhân vật vào hàng đại năng nào đó, sau đó chính bản thân họ tự phong ấn trí nhớ của mình lại. Dược sư cười khổ trả lời. Lúc có được kết quả này, nói thật, ngay cả bản thân dược sư cũng không thể nào sự thật lại là như thế, hai vị đạo hữu đã mất trí nhớ kia đều dùng một đạo pháp môn đặc biệt để phong ấn trí nhớ của mình lại. Trên pháp thuật phong ấn trí nhớ còn lưu lại một đạo ấn ký khế ước. Chắc là đầu mối để lại, một khi bọn họ có thể thỏa mãn được điều kiện nào đó thì có thể cởi bỏ trí nhớ đã bị phong ấn nhưng bây giờ cả côn di đạo trưởng lẫn huyền huyền đạo cô đều không nhớ nổi chuyện trong phần trí nhớ bị phong ấn lúc ở hòn đảo thần bí mọi người hoàn toàn không có chút manh mối nào về cái điều kiện kia bây giờ có muốn cởi bỏ phong ấn này cũng không biết phải bắt đầu từ đâu có thể khiến cho hai vị linh hoàng kim đan ngũ phẩm cam tâm tình nguyện phong ấn trí nhớ của mình xong mới rời khỏi hòn đảo đó rốt cuộc trên đảo có thứ gì cần phải bảo mật đến thế hoặc là vị đại năng ở trên đó mạnh tới mức nào nhỉ túy nguyệt cư sĩ cảm thán dược sư trả lời mặc kệ thế nào đi nữa ít nhất thì trên hòn đảo thần bí đó cũng không có suy nghĩ muốn đuổi tận giết tận đây cũng xem như may mắn trong xui rủi mấy người tam lãng đã lên đó biết bao ngày rồi không biết bây giờ bọn họ ra sao nữa hoàng sơn chân quân thở dài hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự Thắng lợi quay về. Trong nhóm tạm thời trở nên an tĩnh lạ kỳ. Dược sư lên tiếng hỏi. À đúng rồi, bây giờ Bạch Tiền Bối đã thích ứng được với thời đại hiện đại hóa chưa? Tống Thư Hàng không online, hắn chấp hành nhiệm vụ thế nào rồi? Chứng bệnh mất trí nhớ bên này tạm thời gác lại, hắn lập tức muốn xác định xem khi nào thì nhiệm vụ tiếp đãi Bạch chân quân của Tống Thư Hàng mới kết thúc, để hắn còn biết đường mà quay về, hoàn tất cải biến phối phương thối thể dịch bản đơn giản hóa của mình nữa nói đến tống thư hàng và bạch tôn giả hoàng sơn chân quân gãi cằm nghĩ thầm mình còn chưa kịp nhắc cho thư hàng tiểu hữu biết là phải để ý cái vận may kỳ lạ đột nhiên xuất hiện của bạch tôn giả nữa lúc trước gọi điện định bụng tâm sự chuyện này với tống thư hàng nhưng khi ấy bạch chân quân đang ở kế bên hắn không tiện nói ra nói đến bạch tiền bối hắn không chỉ có mị lực dễ thất thần ngã sập đất mà hắn còn sở hữu vận khí cực kỳ nghịch thiên nhưng phải miêu tả vận khí này của hắn thế nào đây nhỉ đối với những người ở bên cạnh hắn thì vận may luôn đi kèm với tỷ lệ nguy hiểm nhất định ví như năm đó hoàng sơn chân quân tiếp đãi hắn xuất quan vừa đi vừa giới thiệu về sự thay đổi của thế giới cho bạch chân quân nghe sau đó đi mãi đi mãi đột nhiên có một khối vẫn thạch khổng lồ đột nhiên rơi xuống đúng lúc rơi xuống ngay bên cạnh hắn và bạch chân quân cái hố kia chỉ cách hoàng sơn chân quân không tới 20 mươi mét nếu như không phải hắn may mắn thì thiếu chút nữa đã bị thiên thạch nện vỡ đầu tèo luôn tại chỗ rồi lúc ấy bạch trân quân còn bình tĩnh phân giải vẫn thạch ra chia ra làm một đống lớn tài liệu mà tu sĩ có thể sử dụng như gì mà thiên thần cực tinh cương tinh tinh thiết xích kim thạch các loại sau khi làm xong hắn còn chia cho mình một nửa tài liệu nói là ai gặp cũng có phần còn tưởng là chuyện như thế chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nhưng về sau trong những ngày hắn đi theo bên cạnh bạch trân quân thì đã trải qua đủ loại trải nghiệm trời ơi đất hới có khi đang đi đường khơi khơi ra đó tự nhiên trên mặt đất lại có thứ kỳ lạ gì đó nhô lên, có lúc đột nhiên lại bị một tia chấp bổ xuống, đánh cho gốc cổ thụ bên cạnh biến thành lôi kích mộc quý giá. Có lúc đang đi ngang một ngọn núi, thì núi đột nhiên bị sạt lỡ, lộ ra đủ loại dược liệu. Nguy hiểm bùa vây, có thể gặp nguy hiểm đe dọa tính mạng bất kỳ lúc nào, nhưng Bạch chân Quân luôn thu hoạch đầy túi. Bây giờ nhớ lại thì ngoại trừ vụ nguy hiểm đe dọa tính mạng ra thì thu hoạch cũng khấm khá lắm nhỉ. Ừm, tóm lại là cứ phải nhắc Tống Thư Hàng tiểu hữu chú ý an toàn cho bản thân mới được. chương 166, người có giữ được không? Hoàng Sơn Trân Quân lập tức gọi điện thoại cho Tống Thư Hàng, sau đó, Trân Quân nghe thấy một giọng nói dễ nghe lần lượt đọc ba lần. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoàng Sơn Trân Quân bất đắc dĩ cúp máy. Thư Hàng tiểu hữu đang làm gì vậy? Sao lại không nghe máy cơ chứ? lúc này tống thư hàng còn đang bận khế ước linh quỷ di động để im lặng đương nhiên là không nghe máy được rồi xài chiêu cũ thiên lý truyền âm cho cậu ta thử xem hoàng sơn chân quân thầm nghĩ trong lòng thế nhưng hắn lại lắc đầu ngay tuy rằng trong tay tống thư hàng có thiên lý truyền âm địch song thực lực của thư hàng không đủ nếu hai người trao đổi thì chỉ có thể trò chuyện một phía thôi cậu ta nghe được mà không nói được đến lúc đó vạn nhất bạch tôn giả đang ở bên cạnh tống thư hàng nghe thấy nội dung trò chuyện của họ thì ngại lắm. Thôi thì để sau thử lại đi, vừa hay đợt xe đầu tiên mai sẽ đưa vào bãi đỗ ở Giang Nam, tới lúc đó lại nói chuyện của bạch tôn giả với thư hàng tiểu hữu vậy. Hoàng Sơn Trân Quân nghĩ thầm. Bên kia, nhân lúc còn chưa qua giờ tí, bạch tôn giả lại bố trí trận pháp ngũ hành khế linh đàn một lần nữa. Lần này không dùng quỷ long tiên, bởi vì linh quỷ đã thoát ra ngoài phong hồn băng châu rồi, quỷ long tiên chẳng còn tác dụng gì nữa. Sau khi bày xong ngũ hành khế linh đàn, bạch tôn giả ấn thằng linh quỷ chỉ còn to bằng nắm tay vào giữa trận, đến trận pháp phong ấn cũng chẳng buồn dùng Linh quỷ bất an vặn vẹo người, sau đó ngoan ngoãn nằm im tại chỗ. Nó đã yếu ớt đến không còn cử động được nữa, cho dù có thể cử động nó cũng không dám động. Thư hàng, tí nữa bỏ qua giai đoạn ngũ kiếp, trực tiếp kích hoạt trận pháp khí ước nó đi. Bạch tôn giả nói, bây giờ linh quỷ đã suy yếu cùng cực, lại thêm phẩm cấp bị tạm thời giảm xuống khiến cho tiểu thuẫn vàng kim cũng không ngưng tụ được. Giờ này đừng nói ngũ kiếp, chỉ cần kim kiếp đầu tiên thôi nói không chừng đã có thể lấy cái mạng nhỏ của nó rồi. Tống thư hàng gật đầu, miệng niệm chú văn, nhảy đại thần quanh trận một vòng, sau đó hai tay kết ấn, vỗ lên trận pháp, kích hoạt ngũ hành khế linh đàn. Sau khi kích hoạt, hắn bỏ qua trình từ lúc trước, trực tiếp khởi động lực lượng của trận pháp ngũ hành khế linh đàn, hóa thành một khế ước đưa về phía linh quỷ. Linh quỷ hơi hơi do dự, song không hề phản kháng mà ngoan ngoãn nhận lấy khí ước linh quỷ. Nó quá yếu ớt, nếu không được ăn lót dạ gì đó để bổ sung sức lực thì có nguy cơ tiêu tán bất cứ lúc nào. Hơn nữa sau khi ngưng tụ ra linh quỷ hạch tâm thì trí lực của nó cũng tăng lên không ít, nó hiểu rõ cái gì là hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt. Để sống sót, cũng là để nhanh chóng khôi phục lại thân thể mình, sau khi nó ký kết khí ước với tống thư hàng còn chủ động mở ra ý thức và liên kết năng lượng của mình nối liên kết với hắn. bởi vậy quá trình tống thư hàng đồng bộ với nó tiến hành tâm linh tương thông năng lượng cộng hưởng có thể giảm đi rất nhiều thời gian tối đa là một tuần hắn sẽ có thể hoàn thành việc đồng bộ cùng linh quỷ. hết thầy chuẩn bị xong xuôi tống thư hàng quát khẽ một câu khế ước thành lập ngũ hành thạch và các loại tài liệu trong trận pháp ngũ hành khế linh đàn đồng loạt sáng lên, cuối cùng lực lượng của trận pháp biến thành hai phù văn khế ước, một mảnh dung nhập thân thể linh quỷ, mảnh còn lại chui vào vị trí trái tim của Tống Thư Hàng. Thành công, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, chỉ hai lần mà khế ước đã thành công, kết quả tốt hơn quá nhiều so với dự tính của hắn. Phải biết đến Vũ Nhu Tử cũng đã thất bại mấy lần rồi đấy nhé. Làm tốt lắm, Bạch Tôn Giả tiếp tục chỉ điểm. Nhân lúc khế ước vừa thành lập, hiệu quả của Ngũ Hành Khế Linh Đàn còn chưa tan đi, ngươi hãy mau chóng vận chuyển minh tưởng pháp, thể ngộ một chút liên hệ giữa mình và linh quỷ, rèn sắt khi còn nóng đi. Vâng, Tống thư hàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Tinh thần lực tản ra từ chân ngã, theo khế ước phù văn thử tạo thành liên kết với linh quỷ. Thân thể linh quỷ trong trận pháp bay lên, chui vào trong cơ thể Tống thư hàng theo phù văn nơi trái tim. Sau đó, Tống Thư Hàng đột nhiên có cảm giác mất trọng lượng như khi thang máy vừa chuyển động, thế rồi cảm quan của hắn và linh quỷ nối tiếp cùng nhau. Hắn có thể cảm ứng thế giới bên ngoài thông qua linh quỷ. Linh quỷ có cảm quan giống với con người, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác không khác gì với nhân loại. Thế nhưng thị giác của nó lại có thể chuyển hoán, ngoài trạng thái thị giác giống như con người, nó còn có thị giác thượng đế, nhìn xuống mặt đất từ trên không. Hiện tại, thông qua linh quỷ, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được nó đang ở một nơi ấm áp, từ bốn phương tám hướng đều có linh lực ấm nóng tràn về linh quỷ, khiến cho nó mau chóng khôi phục lại. Đây là Tâm Khiếu sao? Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra nơi linh quỷ đang ở là Tâm Khiếu nơi mà hắn mở ra đầu tiên, luồng linh lực không ngừng chảy về phía linh quỷ chính là khí huyết chi lực của hắn. Khi linh quỷ bị thương tiêu hao rất lớn, phẩm cấp còn rất xuống cấp thấp, hiện tại nó cần một lượng cực lớn khí huyết chi lực để một lần nữa thăng lên phẩm chất linh quỷ trung cấp đáng tiếc mình mới mở một khiếu, khí huyết chi lực có thể cung cấp cho linh quỷ còn ít quá. Nếu mình có thể mở thêm một khiếu nữa, cung cấp cho nó lượng khí huyết chi lực gấp đôi thì chắc là nó sẽ khôi phục nhanh hơn nhiều nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, cố gắng thôi, phải cố gắng gấp bội thôi. Trước khi linh quỷ khôi phục hoàn toàn sẽ tiêu hao liên tục khí huyết chi lực trong khiếu huyệt của hắn, vô tình khiến cho quá trình tiếp tục khai khiếu của hắn khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng mài đao không lỡ công đốn củi, một chút tiêu hao ấy coi như là chi phí mình dùng để bật hách linh quỷ đi. Tống Thư Hàng vừa nghĩ như thế, đột nhiên linh quỷ trong tâm khiếu chấn động. Sau đó, thân thể linh quỷ tan ra, ngoại trừ linh quỷ hạch tâm và một chút năng lượng để duy trì trạng thái tồn tại của cơ thể thì toàn bộ thân thể nó đều hóa thành năng lượng, đưa vào tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Tiếp theo, luồng năng lượng tinh thuần này cuồn cuộn tỏa ra từ tâm khiếu, lan dọc theo thông đạo giữa tâm khiếu và nhãn khiếu đổ vào trong nhãn khiếu vụ này là ý gì? Tống Thư Hàng mau chóng hiểu ra, Linh Quỷ muốn trợ giúp hắn mở nhãn khiếu. Ngay sau đó Tống Thư Hàng lại thể nghiệm cảm giác khí huyết trị tăng cao, lâng lâng sảng khoái, y hệt khi đứng ở vị trí được các tiền bối trong nhóm chỉ điểm, lúc ở ngoài Nguyệt Đao Tông hôm ấy. Mà lúc này đây, khí huyết trị ở nhãn khiếu tăng lên càng nhanh và dũng mãnh hơn. Bạch Tôn Giả ở một bên nhanh chóng phát hiện ra dị trạng của Tống Thư Hàng hắn vội vàng kiểm tra cho Tống Thư Hàng một lượt rồi bật cười ha hả. Quả nhiên là một tiểu đạo hữu may mắn, Bạch Tôn giả nhẹ giọng tự nói, sau đó lấy ra chiếc nhẫn đồng cổ mà tán tu áo xanh ngàn giảm phi sát tới tặng cho. Đối với một cường giả ở đẳng cấp như Bạch Tôn giả mà nói thì chiếc nhẫn pháp khí vỏn vẹn tam phẩm có phẩm chất quá thấp. Cho dù là tụ linh trận pháp hữu dụng nhất cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Cái tụ linh trận bạch tôn giả vẽ bậy trong tủ lạnh cũng có tác dụng chẳng kém gì nó cả đương nhiên đối với Tống Thư Hàng mới có nhất phẩm thì tụ linh trận này đã có hiệu quả tốt lắm rồi. Bạch Tôn giả miết một cái lên nhẫn đồng cổ, xóa bỏ lạc ấn của chủ nhân cụ Lý Thiên Tố, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng, đeo chiếc nhẫn lên tay hắn. Bạch Tôn giả cười vang, đoạn nhẹ giọng nói. Vừa hay có thể trừ tiền ngươi mua máy tính và điện thoại cho ta. Bạch Tôn giả đưa chiếc nhẫn này cho Tống Thư Hàng, hiệu quả hệt như vẽ rồng điểm mắt. Vừa được đeo lên tay Tống Thư Hàng, chiếc nhẫn đã được chủ động kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, linh khí xung quanh hắn nhiều hẳn lên, mỗi một nhịp thở đều có thể hít vào không ít linh khí tinh khiết. Trong nhãn khiếu, lượng khí huyết cứ không ngừng tăng lên, tăng mãi. Cuối cùng, giống như tâm khiếu lúc trước, nước chảy thành sông, nhãn khiếu mở ra. Tống thư hàng mở to mắt, trong ánh mắt tỏa hào quang sáng ngời, nước mắt đen chảy xuôi theo khóe mắt. Ấy là những tạp chất tích tụ trong mắt bị loại trừ ra khi nhãn khiếu mở khiếu thứ hai, nhãn khiếu, khai mở. Tu luyện một tháng đã mở liền hai khiếu huyệt nhất phẩm, đây chuyện hiếm thấy kể cả đối với đệ tử trong danh môn đại phái. Tuy rằng quá trình khai khiếu của Tống Thư Hàng phần lớn nhờ có trợ giúp bên ngoài, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, thì may mắn cũng là một loại thực lực. Số mệnh huyền diệu khó lòng giải thích, nhưng không một tu sĩ nào dám xem nhẹ số mệnh. Chỉ cần may mắn của người đủ để lật trời, thì cho dù là cặn bã cũng có khả năng trở thành đại năng tu sĩ, là cái nghệ ỷ lại rất nhiều vào số mệnh. Tống Thư Hàng lau sạch nước mắt đen bên khóe mắt, rồi nhẹ nhàng chấp một cái. Giờ đây thế giới trong mắt hắn như vừa chuyển từ định dạng SD sang HD, cảm giác này ngầu chết bỏ. Một nơi khác, trong nhà tù Giang Nam, Triệu bất luật ngồi dựa vào giường. Hòa thượng Tây ngồi trước mặt hắn, nghiêm túc tụng niệm. Tấn hình thọ, không sát sinh, người có giữ được hay không? Triệu bất luật hai mắt rưng rưng. Có thể giữ. Hòa thượng Tây tiếp tục hỏi. Tấn hình thọ, không trộm cắp, người có giữ được hay không? Triệu bất luật nghẹn ngào đáp. Có thể giữ. Hòa thượng Tây hỏi câu thứ ba. Tấn hình thọ, không nói dối, người có giữ được hay không? Triệu bất luật run rẩy đáp. Có thể giữ. Hòa thượng Tây vừa lòng gật đầu, tay hóa thành đao, lướt nhẹ qua đầu triệu bất luật, mái tóc đen của triệu bất luật nhanh chóng trút xuống. Hòa thượng Tây lại hỏi. Tấn hình thọ, không uống rượu, người có giữ được hay không? Triệu bất luật ngây ngốc đáp. Có thể giữ. Hòa thượng Tây vừa lòng, cạo đầu triệu bất luật thành một cái đầu chọc phản quang. Cuối cùng, hắn hỏi. Tấn hình thọ, không ham tiền tài dâm dục, người có giữ được hay không? Triệu bất luật hai mắt đờ đẫn, vẻ mặt như không còn gì lưu luyến trên đời. Có thể giữ thiện tai, thiện tai. Hòa thượng Tây lấy nén hương đặc chế đã chuẩn bị từ trước, liên tục ấn sáu dấu hương lên đầu triệu bất luật, ấn thành sáu vết dưới ba. Hòa thượng Tây thổi một hơi lên đầu triệu bất luật, sau đó tâm đắc đánh giá kiệt tác của mình. Bần tăng đối với người tốt không? Chấm cho ngươi sáu cái một lúc luôn nhé. Không giống sư tổ ngươi chỉ chấm cho ta có bốn, còn lại ta phải tự chấm lên. chương 167, Nhãn Khiếu Thiên Phú sau khi khiếu thứ hai của nhất phẩm là nhãn khiếu mở ra, tu sĩ sẽ có một năng lực thiên phú. Nếu may mắn có thể có được kỹ năng thần kỳ như thiên nhãn thông, may mắn kém một chút cũng có thể có thị giác cự ly siêu xa, động sát nhãn, hoặc thị giác hiển vi phóng đại, các loại năng lực, còn nếu thực sự nhỏ thì khả năng cao là không thu hoạch được gì. Song cho dù không thu hoạch được gì thì cũng không cần ủ rũ, năm khiếu nhất phẩm tâm khiếu, nhãn khiếu, tỵ khiếu, nhĩ khiếu, khẩu khiếu trừ tâm khiếu ra thì khi mở mỗi khiếu còn lại đều có khả năng thức tỉnh một năng lực thiên phú. Cho đến hiện tại, mỗi một tu sĩ sẽ mở ra được ít nhất một thiên phú của khiếu huyệt, nếu may mắn thậm chí còn có được hai thiên phú khác nhau. Thế nhưng hai cũng đã là cực hạn, chưa từng nghe qua ai có từ ba thiên phú trở lên cả. Tống Thư Hàng có thể coi là khá may mắn, sau khi mở nhãn khiếu, hắn có được một năng lực thiên phú. Vì tò mò nên hắn đã sử dụng thiên phú này ngay không phải thiên nhãn thông trong truyền thuyết, cũng không phải mấy cái cự ly, hiển vi hay động sát mà mọi người quen thuộc. Trong khoảnh khắc hắn mở thiên phú, toàn bộ thế giới dường như bị nhấn nút pause, sau đó đổi thành từng pha slow motion. Bước rèm đung đưa khe khẽ, bụi đất bị gió thổi tung, côn trùng mùa hè bay qua bay lại bên ngoài cửa sổ, hết thảy đều chuyển động thật chậm trong tầm mắt của Tống Thư Hàng. Khoảng thời gian đó chỉ có một giây, mà Tống Thư Hàng cảm thấy như 10 giây đã trôi qua sau đó hắn đột nhiên cảm thấy tống thư hàng trống giống, đầu giấy lên đau nhức và bản thân hắn bị đá ra khỏi hình thức quay chậm nọ. Loại thiên phú nhãn khiếu này có lẽ được xem như thị giác cao thủ, hoặc là thị giác siêu nhân, trong mắt của cao thủ, động tác của kẻ địch giống như bị pause lại còn gì. Hiệu quả không tồi, trong lúc then chốt nói không chừng sẽ có tác dụng đảo ngược tình thế. Chỉ có điều thiên phú này tiêu hao tinh thần lực và khí huyết trị quá nhiều thời kỳ đầu mới dùng một lần mà tinh thần lực đã trống rỗng về lâu dài khi mình đã là cao thủ rồi thì xác suất sử dụng thiên phú này sẽ ít đi nói tóm lại có chút vô dụng không phải quá tốt nhưng cũng không hẳn là quá xấu có điều thức tỉnh được năng lực thiên phú đã coi là may mắn rồi nhiều tu sĩ lúc mở nhãn khiếu không thức tỉnh được năng lực thiên phú đâu khi mở nhãn khiếu thức tỉnh được thiên phú hả bạch tôn giả hỏi đúng vậy có điều năng lực thiên phú này tiêu hao tinh thần lực kinh quá. Tống Thư Hàng cười khổ trả lời. Bạch Tôn Giả cười nói. Mở ra được là việc vui rồi, mới khiếu huyệt đầu tiên mà đã mở ra thiên phú, trong ba khiếu huyệt tiếp theo còn có cơ hội kích hoạt thêm một thiên phú nữa. Tinh thần lực không đủ thì nghĩ cách tăng tinh thần lực của mình lên đi. Nhưng hôm nay tới đây thôi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đừng tu luyện nữa. Bạch Tôn Giả bổ sung. Tống Thư Hàng lúc này đã tiêu hao cạn kiệt tinh thần lực, nếu còn tu luyện tiếp sẽ chỉ tạo ra vết thương ngầm trong cơ thể mà thôi. Được, tiền bối, tống thư hàng đáp. Trên thực tế, bây giờ mà hắn muốn tu luyện thì cũng là lòng có thừa mà sức không đủ. Vừa rồi khi mở cao thủ thị giác ra, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, lúc này từng cơn mệt mỏi không ngừng dâng lên. Hắn chỉ muốn kiếm một cái giường mà nằm dài ra ngủ thôi. Tiền bối, ta đi nghỉ ngơi đây, Tống Thư Hàng nói. Nói đoạn, hắn mệt mỏi đi về phòng mình bởi vì quá mệt, cho nên hắn không hề phát hiện ra chiếc nhẫn đồng cổ đeo trên ngón tay. Sau khi Tống Thư Hàng đi rồi, Bạch Tôn giả đi đóng cửa sổ phòng lại. Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một cái vào thanh đoạn kiếm màu lam. Đoạn kiếm như có linh tính, tự động bay lên không chung, đi theo sau lưng hắn. Tán tu, Lý Thiên Tố, Bạch Tôn giả nhẹ giọng nói, nếu hắn đã hỏi tên người ta thì cũng chính là đã lựa chọn nhận lấy đoạn nhân quả này. Nếu một ngày kia gặp được hậu bối hay thân nhân của Lý Thiên Tố đang cần giúp đỡ, thì hắn sẽ vì đoạn nhân quả này mà ra tay trợ giúp họ một phen. Sau đó, Bạch Tôn giả xuống tầng, khắc họa lại mấy phù văn ở xung quanh ngôi nhà, bổ khuyết hoàn chỉnh trận pháp của dược sư vừa bị đâm vỡ. Thu phục, Bạch Tôn giả lười biếng vươn vai, sau đó nói nhỏ, bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Ngay sau đó, ánh mắt hắn lướt lên chiếc điều hòa nhiệt độ trên tầng 2. Ờ vất vả lắm mới dụ được thư hàng đạo hữu đi ngủ, nhân lúc này gỡ điều hòa xuống nghiên cứu một chút thôi tương đương. Thế là, bạch tôn giả sung sướng đi tháo điều hòa. Ở một nơi khác, quỳ hoa tu sĩ đang đứng trong một nhà nghỉ gần Đại học Giang Nam. Bây giờ đã là một giờ sáng, hắn mới vất vả bò ra được khỏi bóng ma tâm lý của sự kiện sụp hố giữa đất bằng lúc ban ngày. Trong thời gian đó, vì lo tống thư hàng sẽ đột nhiên đưa tiền bối tới tận cửa báo thù nên trên đường đi hắn đã phải cải trang mấy lần, thậm chí còn tìm chỗ tắm mấy bận, loại hết mùi trên người, xịt thêm dược thủy tẩy mùi nữa, mãi tới bây giờ mới xong. Đến bây giờ mà tên thư sơn áp lực đại kia vẫn chưa tới tìm mình, có lẽ hắn coi mình là một người qua đường bình thường thật rồi. Quỳ hoa tu sĩ thầm nghĩ. Hắn ngồi thiền tu luyện một chút cho tinh thần mình chấn định lại, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại chuyện hôm nay có thể khẳng định vị thư sơn áp lực đại kia chỉ là một con chim non mới ra ràng trong giới tu sĩ, nếu tên đó chỉ có một mình thì việc bắt hắn rồi cướp huyết thần toàn chẳng khó khăn gì. Song không biết tu sĩ tiền bối đáng sợ bên cạnh thư sơn áp lực đại có thân phận gì, lại có quan hệ gì với hắn. Vị tiền bối ấy sẽ ở luôn bên cạnh thư sơn áp lực đại hay là chỉ ở mấy ngày rồi sẽ đi. Xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã phái thành viên tình báo của vô cực ma tông đi điều tra tình hình gần đây của thư sơn áp lực đại xem có phát hiện ra chút manh mối gì không đúng lúc này di động của hắn vang lên alo quỳ hoa tu sĩ đấy à tình báo về thư sơn áp lực đại mà ngươi cần đã được sắp xếp xong xuôi ngươi đến quán rượu bắc temi một chuyến chúng ta sẽ giao tin tình báo cho ngươi giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên trong điện thoại biết rồi quỳ hoa tu sĩ đứng dậy đi ra ngoài gọi taxi Thi, anh bạn đi đâu? Tài xế là một ông chú mặt đầy dâu ria, trong ánh mắt tựa hồ chất chứa đau thương bất tận. Quán rượu Batami, quỳ hoa tu sĩ thản nhiên nói. Địa điểm này hơi bị xa đấy, tài xế nói. Không sao, không quyệt tiền người đâu mà sợ, quỳ hoa tu sĩ đáp. Được thôi, ngồi cho vững. Nói đoạn, tài xế đạp chân ga, taxi lao như bay. Trên ghế phó lái, quỳ hoa tu sĩ cứ nghĩ mãi chuyện về thư sơn áp lực đại, cả người tỏa ra áp suất thấp. Tài xế tưởng rằng tâm trạng hắn không tốt, bèn hỏi: "Này anh bạn, không vui à? Có cần bật nhạc nghe cho thoải mái tí không?" Quỳ Hoa tu sĩ nghĩ nghĩ rồi gật đầu. "Cũng được, bật nhạc lên nghe thả lỏng chút đi." Hắn đang rất căng thẳng, nghe nhạc nhẹ có thể giải tỏa cảm xúc một chút cũng tốt. Thế nhưng, Quỳ Hoa tu sĩ đã lập tức phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn này của mình tiên sư ông chú tài xế taxi này không mở nhạc trong xe mà tự mình sung sướng bật loa miệng giống lên giống thì giống đi với vẻ ngoài bụi bặm của ông chú này chắc là hát mấy bài đau thương buồn thảm trầm thấp sẽ không tồi cơ mà nào ngờ ổng lại đi hát một bài tình ca nhẹ nhàng thiếu nữ hình như là của một ngôi sao nữ đã hát từ cái thời nào xa lắm hú em muốn dựa vào lồng ngực anh như thế hú em muốn khi thức dậy thấy có anh cạnh bên hú, em muốn, anh đặt tay lên vai em rất nhẹ. Người tưởng tượng cái cảnh một ông chú mặt mày đầy dâu mà eo éo hát tình ca dịu dàng như nước đi, thật là đẹp lắm thay. Đã thế ổng còn không hề ý thức được vụ đó, ổng còn tưởng là mình gào nghe hay lắm. Hát một hồi, tài xế bừng bừng hứng thú, hết bài này lại tua sang bài khác, thế nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là tình ca thiếu nữ óng nghẹo nhẹ nhàng. Chuyện này thực ra không thể trách tài xế được, bởi vì bình thường ổng toàn nghe loại nhạc này thôi. Dù sao người ta là đàn ông thì phải nghe các em gái hát chứ còn gì nữa. Nghe lâu thì thuộc, quanh quẩn cũng chỉ có mấy bài này. Quỳ hoa tu sĩ buông mình dựa vào ghế phó lái, cảm thấy áp lực tinh thần của mình càng nặng nề hơn. Đừng hát nữa, hắn trầm giọng nói, ta muốn yên tĩnh, tài xế tặc lưỡi, tiếc hùi hụi. Lúc này, ở khoảng không trên đầu chiếc taxi, một con chó Bắc Kinh đang thành thơi theo đuôi Quỷ Hoa tu sĩ. Trên cổ chó Bắc Kinh còn đeo một chiếc camera, bên trong ghi lại cảnh tượng Quỷ Hoa tu sĩ gọi điện lúc nãy. Đậu Đậu nhìn video trong máy, cảm thấy kỹ thuật của mình đúng là quá cao siêu. Thân là một con đại yêu quyển thực lực cao thâm, nó có cả trăm ngàn biện pháp theo đuôi Quỷ Hoa tu sĩ mà không bị đối phương phát hiện. Đối với Đậu Đậu mà nói, theo dõi đối phương một chút chẳng qua là việc dễ như bỡn mà thôi. Tiếp theo phải xem tên quỳ hoa tu sĩ này có được tình báo gì về tống thư hàng, rồi hắn quyết định ra sao. Sau khi quay xong, đậu đậu chuẩn bị về nhà. Tài xế mau chóng dừng xe trước cửa quán rượu Bắc Tê Mì. Quỳ hoa tu sĩ trả tiền xong thì chạy khỏi xe y như chạy trốn. Sau đó hắn tới một quán nét bên cạnh quán rượu, gặp nhân viên tình báo của vô cực ma tông. Bởi vì mấy ngày nay Tô Thị A thất đang tìm vô cực ma tông để cho ăn hành. Cho nên đệ tử tình báo các nơi của Vô Cực Ma tông đều phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ A Thất tìm thấy thì cả phân đà sẽ bị diệt như chơi. Quỳ Hoa tu sĩ giả bộ tùy ý tìm một máy tính, bật máy rồi ngồi xuống. Sau đó lấy thuốc lá ra, online. Nửa tiếng sau, một người đàn ông ngồi cạnh hắn đột nhiên cất giọng nói nhỏ. Đây chính là toàn bộ thông tin tình báo về Thư Sơn áp lực đại, sắp tới cẩn thận một chút, đừng để người của Thiên Hà Tô thị phát hiện ra. Tô thị A Thất đúng là điên rồi. Rất nhiều đệ tử tình báo ở các chi nhánh của Vô Cực Ma Tông bị người của Thiên Hà Tô Thị bắt đi rồi đấy. Vừa nói chuyện, người đàn ông vừa bắn ngón tay, lặng lẽ giao cho Quỳ Hoa Tu sĩ một chiếc USB. Quỳ Hoa Tu sĩ yên lặng nhận USB, lên mạng thêm nửa tiếng rồi đứng dậy rời quán nét, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn người đàn ông kia nửa cái. Chương 168: Chuyến du hành vũ trụ của Điều Hòa. Quỳ Hoa Tu sĩ tìm một khách sạn rồi dùng máy tính ở khách sạn để xem những tình báo về Thư Sơn áp lực đại trong gần một năm nay từ USB. hắn xem từ đầu, quan sát tỉ mỉ, chỉ sợ mình bỏ sót manh mối nào. nhưng sau khi nhìn xong tài liệu của hơn nửa năm nay, a à, chỉ là cuộc sống thường ngày của một sinh viên bình thường, đọc sách, đi học, đi tiến bản, thành tích học tập không tệ, thi thoảng chơi game, việc thích nhất là ngày ngày đi tới tiệm thuê sách để coi cọp. đây là một thanh niên thích thể thao, đa tài và độc thân nhưng chẳng có chút thông tin có giá trị nào cả. Bộ phận tình báo lè mình à. Điều đầu tiên quỳ hoa tu sĩ nghĩ đến là có kẻ hãm hại mình. Cũng may, sau khi kiên nhẫn xem tiếp, xem đến tình báo trong vòng một tháng trở lại đây, hắn mới nhận ra vào điểm. Dựa theo quan sát của bộ phận tình báo của vô cực ma tông, một tháng trước ở thành phố bên cạnh hình như từng có một tổ chức tu sĩ nhỏ từng điều tra thư sơn áp lực đại. Nhưng sau đó. Thủ lĩnh của tổ chức này là đàn chủ, lại chết bất ngờ, sau đó thì chuyện này cứ thế mà đột nhiên chấm dứt. Theo tình báo của vô cực ma tông thì thi thể của đàn chủ nọ được tìm thấy ở một chiếc tàu điện ngầm, kẻ nọ bị phân thây bằng đường kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Hung thủ hình như là một hòa thượng Tây, một tu sĩ nhất phẩm có thực lực không tệ, hiện vẫn bị giam trong ngục. Mạng lưới tình báo của vô cực ma tông chỉ điều tra được vậy, dù sao thì khi ấy hành vi của tổ chức tu sĩ đó vô cùng bí ẩn mọi chuyện lại trôi qua cả tháng rồi, không thấy được manh mối nào có giá trị nữa. Sau đó là chuyện thư sơn áp lực đại, Tô Thị A Thất và con cháu Tô Thị cùng xuất hiện trong cái âm mưu công tử Hải bày ra với Nguyệt Đao Tông. Bọn họ cướp được huyết thần toàn từ tay công tử Hải. Chỉ có hai việc này, thư sơn áp lực đại mới lộ ra cái bộ mặt khác với người thường. Quỳ hoa tu sĩ xoa cầm, bắt đầu trầm tư. Trong đống tình báo này, chỉ có cái tổ chức tu sĩ kia là có tí giá trị. Tổ chức ấy chỉ còn lại mấy tu sĩ có tu vi chừng nhất phẩm 2, 3 khiếu, công pháp tu luyện cũng tồi. Có lẽ mình có thể lợi dụng chúng, chỉ cần cho chúng công pháp tốt rồi thêm cả vật tư, không chừng có thể thu phục tổ chức này. Nhưng dù cái tổ chức đó có chút tác dụng, thì hắn biết làm gì để đối phó vị tiền bối đáng sợ bê cạnh thư sơn áp lực đại. À, đợi chút, hình như hắn quên mất việc gì. Khốn thật. Đường thiếu chủ. Hồi trước mình có nhờ Đường thiếu chủ tới nhà Thư Sơn Áp Lực Đại để trộm huyết thần toàn, nhưng hiện tại bên cạnh Thư Sơn Áp Lực Đại có một tiền bối vô cùng đáng sợ, mà mình lại quên nhắc Đường thiếu chủ. Nếu giờ Đường thiếu chủ lẻn vào nhà Thư Sơn Áp Lực Đại để trộm huyết thần toàn, thì chắc chắn sẽ bị tiền bối đánh cho tan tác. Không biết chừng còn bị nhốt trong tầng hầm, rồi bị tra tấn. Quỳ Hoa Tu Sĩ vội vàng cầm điện thoại bấm nhanh số của Đường thiếu chủ. Đường đường, hy vọng ngươi đừng hành động nhanh quá mau nghe máy, mau nghe máy. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Sorry, the number you dial is power off. Giọng nói trong điện thoại khiến hắn cảm nhận được cái hiện thực tàn khốc. Đừng vậy chứ, chẳng nhẽ đã hành động rồi. Quỳ hoa tu sĩ siết chặt di động, chẳng nhẽ giờ đi tìm đường đường, rồi đưa cô ấy về sao. Nhưng nghĩ đến cái cái tiền bối đáng sợ đứng giữa đất bằng mà cũng ngã sắp ra một cái hố bẫy kia, quỳ hoa tu sĩ lại thấy trong lòng ám ảnh nặng nề. Nếu gặp phải tiền bối nọ, thì người ta chẳng cần ra tay, chỉ cần đợi mình tiếp cận rồi ngã sắp xuống là mình chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu. Quỳ hoa tu sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất lực và dối rắm Bây giờ, hắn không nhận ra rằng, phía sau mình, Bắc Kinh yêu khuyển đang bình tình dùng móng vuốt để đóng máy camera lại. Nó cùng thuật ẩn thân để che khuất cơ thể mình, cứ thế mà thoải mái đi theo sau quỳ hoa tu sĩ để quay phim, đợi đến khi quay đủ rồi mới thành thơi rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, máy tính phiên bản mới nhất tới tay. Có máy tính rồi, không cần lo chuyện bị bạch tiền bối hay tống thư hàng giật máy nữa. Có thể chơi game với bà xã bất cứ lúc nào. Ai ra? Để ăn mừng, mình nên làm gì đây? Đi về mắng tên Hoàng Sơn ngu ngốc đi, thế mà dám không qua đón nó thật. Nhổ nước miếng vào mặt hắn, Chẳng nhẽ tên vân vụ đạo trưởng đang bị chấn áp kia lại quan trọng hơn kẻ trốn nhà như nó sao Sau đó thì làm gì nhỉ Ừm, về nhà ngẫm xem có việc gì vui vui mà làm Lão bà trong game chẳng thể bên nó cả ngày được Dù sao người ta cũng là người, cũng cần ngủ Mà lão ngốc Hoàng Sơn còn chưa qua đấy đón nó Không kiếm việc vui vui mà làm thì chán chết mất Bây giờ, ở nhà của Dược Sư Bạch Tôn giả lộ ra vẻ mặt thỏa mãn Máy tính đặt cạnh hắn trên màn ảnh hiện lên bản vẽ cấu tạo của điều hòa. Sau đó, tiền bối liền dỡ hết những linh kiện bên trong, bên ngoài của điều hòa ra. Ý tưởng của phàm nhân càng lúc càng thú vị, dù cái thứ điều hòa này tu sĩ không cần dùng, nhưng đối với người thường thì đúng là thứ thiết yếu trong những ngày hè nóng nực trói trang. Thú vị thật, thời đại này đúng là thú vị, những thứ cần dỡ ra có nhiều lắm. Ừm, phải nhân tiện lắp lại hết trước khi tống thư hàng tiểu hữu tỉnh dậy. Nói xong rồi, Bạch Tôn giả bắt đầu lắp ráp điều hòa. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, từ lúc dỡ ra, hắn đã nhớ kỹ mọi thao tác rồi. Chẳng mấy chốc, điều hòa liền được lắp xong. Lần này không sót linh kiện nào, quả nhiên mà, chỉ cần mình muốn làm thì chẳng có vấn đề gì cả. Bạch Tôn giả mang vẻ mặt vô cùng tự tin, rồi khiêng cái điều hòa vừa lắp xong lên lầu 2, lắp đặt xong rồi cắm điện. Trong lúc dùng điều khiển để mở, Bạch tiền bối làm ra cái vẻ mặt vô cùng tự tin. Chừng 5, 6 giây sau. Bốp bốp, lại là tiếng nổ điện quen thuộc, sau đó là một luồng khói đen dậy lên. Điều hòa, cũng cháy nốt. Bạch tôn giả đờ người, hắn vội vàng rút điện ra ngay lập tức. Sao lại thế nhỉ, rõ ràng là mình lắp lại đúng các bước rồi mà, không có vấn đề gì mà. Sao lại cháy? Tiền bối buồn giàu vô cùng. Cùng lúc ấy, hắn lặng lẽ liếc về phòng của Tống Thư Hàng, giờ Tống Thư Hàng vẫn đương ngủ ngon lành. Chẳng còn cách nào nữa, đành phải dùng trận pháp để thay thế cho công năng của điều hòa vậy. Bạch tiền bối trà trà tay, rồi lại dỡ điều hòa ra, chuẩn bị khắc một cái tụ linh trận pháp, và một trận pháp khác giúp tự động điều tiết nhiệt độ chung quanh. Nhưng, giữa lúc hắn định khắc họa trận pháp thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. a à, đợi chút, hình như mình đâu có học trận pháp giúp điều tiết nhiệt độ nhỉ. Bạch tiền bối ngẩn người bởi sau khi tu sĩ khai khiếu, họ liền có thể tự động điều tiết nhiệt độ của cơ thể, nên chẳng cần cái trận pháp tự động điều tiết độ ấm nữa. Làm sao bây giờ, bạch tiền bối nhìn cái điều hòa với vẻ trột dạ. Ngẫm nghĩ một hồi, lắn lặng lẽ dỡ điều hòa ra lần nữa, rồi cho nó vào thùng, dọn xuống cái sân dưới lầu. Rồi, hắn bẻ bừa một nhánh cây trong sân, tước nó thành hình kiếm, rồi khắc mấy cái trận pháp phức tạp khác. Cuối cùng, hắn truyền một luồng linh khí vào cây mộc kiếm sau khi hoàn thành hết mọi chuyện, cây mộc kiếm tầm thường biến thành một cây mộc kiếm, bảy sắc cầu vồng. Bạch tiền bối lẩm bẩm Ha ha, lâu rồi không làm, ngượng tay quá. Phi kiếm dùng một lần bản 004. Danh đúng như công dụng, đây là cây phi kiếm chỉ có thế dùng một lần, là sáng tạo riêng của bạch tiền bối. Sau đó, bạch tiền bối đặt cái thùng điều hòa đã gói xong xuôi lên cái cây phi kiếm bằng gỗ này. Hắn bắt kiếm quyết, thi triển ngự kiếm thuật đi thôi. Phi kiếm dùng một lần bản 004 bay lên trời, trở theo thùng điều hòa, càng bay càng cao. Bay rồi lại bay, bay đến một độ cao nhất định thì đóng băng, nhưng tốc độ bay của phi kiếm chẳng bị chút ảnh hưởng nào, duy trì cái tốc độ, không gây ma sát tới độ bốc lửa thành thơi mà xuyên qua tầng khí quyển. Cuối cùng, cứ thế mà bay vào vũ trụ, bắt đầu cuộc hành trình lưu lạc giữa vũ trụ dài đằng đẵng. Chỉ cần linh lực trong phi kiếm dùng một lần bản 004 không bị dùng hết, không va đập với hằng tinh, không bị hút vào hố đen, không cuốn vào đám vẩn thạch, thì cái điều hòa kia sẽ trở thành cái điều hòa đầu tiên trên trái đất được đi du lịch vũ trụ. Ừm, thực ra thì trước nó, trong lịch sử còn có một chiếc xe ngựa ngựa dụng xa hoa, ba con rồng cưỡi, hai con voi cưỡi, một con đại xạ yêu từng đắc tội bạch tiền bối, một cái máy giỏ địa chấn vô cùng tinh vi. Vân vân, cưỡi phi kiếm dùng một lần bản 001, phi kiếm dùng một lần bản 002 và phi kiếm dùng một lần bản 003, dưới sự trợ giúp của bạch tiền bối đi lên con đường du lịch vũ trụ đầy bi tráng đối với việc đưa mấy thứ này vào vũ trụ bạch tiền bối tỏ ra vô cùng có kinh nghiệm giờ hắn có thể điều khiển vững tốc độ của phi kiếm đảm bảo rằng chúng sẽ không bị đốt cháy do ma sát khi đang bay qua tầng khí quyển cũng sẽ không thiếu nhiên liệu mà rơi về trái đất lần nữa chỉ cần dùng ngự kiếm quyết là đã dễ dàng thực hiện cuộc du hành vũ trụ rồi làm xong hết những chuyện này bạch tiền bối thầm lau mồ hôi sau đó, hắn về tầng 2, khắc một trận pháp ảo thuật vào cái vị trí cũ của điều hòa. Chỉ chốc sau, một dàn lạnh điều hòa trông cực kỳ giống thật liền xuất hiện ở cái vị trí đó. Sau đó, Bạch Tiền bối lại khắc thêm một cái trận pháp ảo thuật ở bên ngoài, một cục nóng điều hòa trông thật giống lại xuất hiện ngay ở đó. Ha ha, xong rồi. Mấy ngày nữa, mình đi đổi tiền với mấy đạo hữu khác trong nhóm, rồi lặng lẽ đi mua điều hòa về lắp. Tạm thời cứ dùng tạm thế đã. Bạch tiền bối cười gượng, hy vọng trong mấy bữa nay, Tống Thư Hàng đạo hiếu sẽ không phát hiện ra chuyện này. Chắc không bị phát hiện đâu, trình độ ảo thuật của mình không đến nỗi nào mà. Ha ha! Sau khi khắc xong trận pháp, Bạch tiền bối có chút trột dạ, hắn ôm cái laptop của mình, định lên tầng 3 để về gian phòng Tống Thư Hàng xếp cho mình. Nhưng mà, sau khi về tầng 3, hắn liền thấy cái tivi ở trong phòng của mình. Không được rồi, tay hắn lại bắt đầu ngứa ngáy. Ba phút sau, bạch tiền bối nghiến răng nghiến lợi, kiên định bảo. Không sao, dỡ một cái cũng là dỡ, dỡ hai cái cũng là dỡ. Cùng lắm thì mình mua lại hết. Sau đó, hắn tiếp tục hạnh phúc dỡ cái tivi màu ra Sao bấy giờ, Tống Thư Hàng đã ngủ ngon lành. Do dùng tinh thần lực quá nhiều, nên giấc ngủ của hắn ngon hơn bình thường. Mà trên đầu của Tống Thư Hàng, bỗng xuất hiện một đốm đen. chương 169, Phần Thiên Nhất Đao Hận hận hận, dù không vào luân hồi, vĩnh viễn biến thành quỷ vật, cũng phải trả thù. Bên trong linh thể màu đen phát ra tiếng gầm hung tợn, đồng thời, hình thể của nó phình to ra như một quả bóng bơm căng, từ thể tích chừng quả bóng bàn, nhanh chóng biến thành cao hơn nửa người. Nhìn kỹ vào mặt mũi của hắn thì có thể thấy được có vài phần bộ dạng của vị đàn chủ đã chết trong tay tống thư hàng. Bất quá nó chỉ giống chừng 5 phần mà thôi đây rõ ràng là oán linh được hình thành từ lời nguyền rủa của đàn chủ dành cho Tống Thư Hàng trước khi chết. Nhưng oán linh này đã bị Tống Thư Hàng tự tay đánh vỡ qua một lần, sau đó lại bị đậu đậu Bắc Kinh nuốt mất mấy lần, nhưng vì sao lời nguyền này vẫn không biến mất? Lúc này đậu đậu Bắc Kinh không ở bên cạnh Tống Thư Hàng. Còn Tống Thư Hàng thì bởi vì tinh thần lực tiêu hao nhiều quá, nên không thể nào bảo trì kỹ xảo cảnh giác được nữa. Oán quỷ nguyền rủa mới có thể dần dần thành hình, nó nhe răng cười, vươn quỷ chảo bén ngoát của mình lên rồi cắm thẳng về phía yết hầu của Tống Thư Hàng. Một chảo này cắm xuống thì yết hầu của Tống Thư Hàng nhất định sẽ xuất hiện năm lỗ máu ngay. Ngay đúng lúc đầu móng bén nhọn kia sắp đâm vào Tống Thư Hàng thì trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng đột nhiên có một luồng linh thể trắng noãn thoát ra chính là Kim Thuẫn Linh Quỷ đã khế ước cùng Tống Thư Hàng. Linh Quỷ trắng noãn chỉ to cỡ chừng nắm tay, nhưng con oán quỷ màu đen lúc này thì đã to được nửa người rồi. Nhưng Linh Quỷ lại không hề sợ hãi chỉ thấy nó há miệng ra, hút con oán quỷ kia thật mạnh. Cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra một lần nữa, linh quỷ giống như một cái máy hút nước, miệng của nó y hệt cái tử kim hồ lô có thể hút người vào trong, trực tiếp nuốt chửng lấy con oán quỷ màu đen nọ. Hức, linh quỷ thỏa mãn nấc lên một cái no nê, ngay cả hình thể cũng to hơn một chút. Sau đó, nó ngáp dài, chui vào lại bên trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngủ mơ chẹp chẹp miệng, cảm giác như có một giấc mộng đẹp. Hắn lật người sang một bên, tiếp tục ngủ ngon lành. Đó là một giấc mơ rất đẹp. Trong mộng lúc này, Tống thư hàng lại biến thành một người cổ đại. Hắn có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng, có cha mẹ hiền lành yêu thương. Thế nhưng, lúc hắn 6 tuổi, hắn lại mắc phải một căn bệnh lạ, thuốc thang đều không làm được gì. Phụ thân đưa hắn đi khắp nơi cầu y, nhưng căn bệnh lạ của hắn vẫn mãi không thể chữa được. Cuối cùng, cha mẹ của hắn đành phải đưa hắn vào bên trong một đạo quán cũ nát cách nhà hơn 10 dặm, để một vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ thu nhận hắn. Vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ này cũng không phải người bình thường, y là một vị thần tiên. Tống Thư Hàng ở trong mộng bắt đầu sống cùng với y, mỗi ngày phải uống thứ thuốc đáng ghét, học đánh mấy lượt một bộ quyền pháp kỳ lạ cùng vị đạo trưởng kia. Hai năm sau, bệnh tình của hắn đã sắp khỏi hắn, cũng sở hữu sức mạnh vượt xa người thường. Sau đó, vào cái ngày sau 2 năm lẻ 3 tháng, vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ kia dẫn theo tống thư hàng đi đến bên dưới một gốc đại thụ cao chọc trời. Bần đạo tên là Sích Tiêu Tử, giữa ta và ngươi đã định sẵn sẽ có một đoạn duyên phận. Xem cho kỹ đây, đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ cười nói, sau đó y đứng dưới đại thụ, giơ tay bẻ một nhánh cây, bắt đầu biểu diễn ngay tại chỗ. Trong miệng cũng đọc to khẩu quyết của một công pháp nào đó. Đó hẳn là một bộ kiếm pháp tuyệt thế, chỉ là Tống thư hàng xem không hiểu lắm. Bởi vì từ khi đạo trưởng bắt đầu thi triển kiếm pháp thì thân ảnh của đạo trưởng ngày càng mờ dần, hơn nữa thì thoảng lại nhảy qua một đoạn. Còn công pháp với khẩu quyết mà y truyền thụ thì lại giống như nói bằng một loại ngôn ngữ khác, Tống thư hàng nghe vào tai chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt. Nhưng hắn ở trong mộng hình như lại xem rất rõ ràng, chăm chú lắng nghe. Sau khi vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ kia biểu diễn xong thì cười khẽ hỏi, nhớ được bao nhiêu rồi? chín phần hắn ở trong mộng cũng thành thật trả lời khá lắm chín phần này cũng đủ cho ngươi bước lên con đường ngưng tụ được một viên kim đan rồi còn tạo hóa ngày sau thì phải xem sự cố gắng của chính bản thân ngươi xích tiêu tử mỉm cười sờ nhẹ lên đầu của hắn ở trong mộng hắn ở trong mộng chỉ mỉm cười chua chát loáng thoáng cảm giác ra được dường như đạo trưởng đang nói lời từ giã với hắn xích tiêu tử từ ái xoa đầu của hắn lại ngồi xuống trước mặt hắn, muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng đạo trưởng đột nhiên nhìn hắn, trong mộng với vẻ ngạc nhiên. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được, ánh mắt của Sích Tiêu Tử thâm thúy hệt như vũ trụ, dường như có thể xuyên qua, hắn ở trong mộng, trực tiếp xuyên qua vô số thời không lẫn năm tháng, để nhìn thẳng vào chính Tống Thư Hàng vẫn luôn đứng sau, hắn ở trong giấc mơ kia. Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như mình đã bị người ta nhìn thấu toàn bộ vậy hóa ra là thế, thú vị lắm, thú vị lắm, xích tiêu tử đạo trưởng cười ha hả. Sau đó, đạo trưởng lại đứng lên lần nữa, nhặt nhánh cây khi nãy lên. Tiếp theo, xích tiêu tử dùng một loại ngôn ngữ khác, bắt đầu giảng giải về một thiên công pháp khác. Lần này, hắn, ở trong mộng nghe mà không hiểu gì hết, bởi vì đây không phải ngôn ngữ quen thuộc của hắn, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Thế nhưng, Tống Thư Hàng lại có hiểu được. Năm đó, khi xích tiêu tử ta nhập đạo, bằng vào một bộ hỏa diễm đao bình thường có thể gặp được ở bất kỳ nơi nào trong giới tu sĩ, xem như căn cơ tu chân của bần đạo. Nhưng hôm nay, tiện đường tham đạo, nên ta sẽ truyền thụ bộ hỏa diễm đao này lại cho ngươi. Tuy rằng nó chỉ là một bộ đao pháp bình thường không hiếm có gì, nhưng mong rằng ngươi chớ trách bần đạo keo kiệt. Tống Thư Hàng có một loại ảo giác, xích tiêu tử đạo trưởng lúc này không phải đang nói với hắn, ở trong mộng, mà là xuyên qua hắn ở trong mộng để nói chuyện trực tiếp với hắn. Thời gian có hạn, ta chỉ có thể biểu diễn một lần cho ngươi xem. Xích tiêu tử đạo trưởng tiếp tục múa nhánh cây trong tay, lấy nhánh cây làm đao, lật tay chém ra một đao. Trong một thoáng, Tống Thư Hàng cảm giác toàn bộ đất trời đều bốc cháy. Nhánh cây trong tay của đạo trưởng tựa như có một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, ngọn lửa kia không có gì là không thiêu dụi được, vĩnh viễn cũng không tắt. Đao hạ, ngọn lửa lập tức bao phủ thế giới, Vạn vật trong nhân thế phồn hoa, tất cả đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Ngay cả trời cao cao tại thượng kia cũng bị ảnh lửa nhuộm đỏ. Không có khẩu quyết đao pháp, không có chiêu số đao pháp, gần như chỉ có duy nhất một đao ý chém ra. Một đao kia chính là toàn bộ đao pháp. Lúc Tống Thư Hàng đối mặt với một đao kia thì cảm giác như toàn thân nóng bừng lên, miệng lưỡi khô khốc, máu cũng sắp khô cạn. Nhưng lại có được rất nhiều cảm mộ tuy rằng sích tiêu tử đạo trưởng không nhìn thấy Tống Thư Hàng, nhưng hình như đã biết rằng Tống Thư Hàng cũng lĩnh ngộ được không ít, y mới cười lớn, vung tay một cái, nhánh cây trong tay đã hóa thành cho tàn. Hơn nữa, cây đại thụ che trời ở sau lưng hắn cũng hóa thành tàn cho bay theo gió. Hắn, ở trong mộng trợn mắt há mồm. Đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ kêu khẽ một tiếng, bước chân đạp vững vàng lên không chung, không cần dùng đến chút ngoại lực nào, lăng không bay lên, cuối cùng biến mất tăm. Hắn, ở trong mộng cung kính quỳ xuống, dập đầu lại ba lại. Sau đó, cảnh tượng trong mộng thay đổi, không biết đã qua bao nhiêu năm. Hắn, ở trong mộng lúc này đã trưởng thành, lưng đeo một thanh đoản kiếm màu lam, mặc một bộ đạo bào giống hệt với đạo bào của sích tiêu tử đạo trưởng, chi là hắn đã đổi thành màu xanh mà thôi. Tu sĩ tán tu lý thiên tố mặc đạo bào màu xanh. Giấc mơ tới đây là ngừng, tống thư hàng mở mắt ra, trời sáng rồi. Chấm chấm. Bây giờ là 6 giờ 3 phút, thứ ba, ngày 2 tháng 7, trời trong veo. Tống Thư Hàng ngồi dậy. Là mơ à, lúc nói chuyện, hắn phát hiện toàn thân mình ướt đấm, mồ hôi ướt người. Không phải là mơ, vậy đây là ký ức của vị tán tu lý thiên tố kia sao? Bởi vì đã từng gặp cảnh tình cảnh tương tự, nên Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra. Vị Lý Thiên Tố, kia hẳn là vị tán tu tiền bối bay đến làm rớt lại hai món trang bị lúc mình đang khế ước linh quỷ nhỉ? Bởi vì lúc Bạch Tiền Bối hỏi tên vị tán tu kia thì Tống Thư Hàng nghe thấy hắn trả lời tán tu Lý Thiên Tố. Nhưng tại sao ký ức của vị tán tu Lý Thiên Tố kia lại xuất hiện trong đầu hắn? Là linh quỷ gây nên, dường như linh quỷ đã hấp thu một số năng lượng lúc vị Lý Thiên Tố kia hóa đạo mà sinh ra biến dị. Sau đó lúc linh quỷ đồng bộ với hắn thì khiến hắn có thể nhìn thấy được đoạn ký ức kia. Đang lúc suy nghĩ thì Tống Thư Hàng cúi đầu, lại nhìn thấy được chiếc nhẫn cổ đồng trên ngón tay cái của mình. Đây là một trong số hai món đồ mà Lý Thiên Tố để lại sau khi hóa đạo. Chiếc nhẫn này, lẽ nào không phải vì linh quỷ, mà là vì trong chiếc nhẫn này có giữ lại tư niệm của chủ nhân trước kia, nên mới khiến mình mơ thấy giấc mộng ấy. Tống Thư Hàng lại nói, Nhớ tới giấc mộng kia, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tống thư hàng chính là hỏa diễm đao mà vị xích tiêu tử kia truyền thụ lại. Xích tiêu tử nói đây chẳng qua là hỏa diễm đao pháp bình thường có thể tìm thấy được ở khắp nơi trong giới tu sĩ. Nhưng lúc xích tiêu tử chém ra một đao kia, loại cảm giác như có một ngọn lửa bất diệt thiêu cháy vạn vậy, ngay cả bầu trời cũng bị thiêu đốt kia, lẽ nào nó chỉ là một bộ hỏa diễm đao pháp bình thường. Đây rõ ràng là một đao đốt trời luôn mà. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy tay chân ngứa ngáy, xích tiêu tử đã truyền thụ một chiêu hỏa diễm đao này rồi, mình có nên đi thử xem rốt cuộc nó là mơ hay là ký ức của Lý Thiên Tố không nhỉ? Tống Thư Hàng lập tức chạy đến mở két sắt ra, lấy cây thần đao của Tông Chủ Bá Thiên Quân của Nguyệt Đao Tông để lại ra. Đao này tên là Bá Toái, đao dài ba thước ba, vô cùng cứng rắn, lại trải qua thiên kiếp chi hỏa chui rèn, dường như lại có thêm vài thay đổi rất thần kỳ tống thư hàng cầm theo cây đao chạy lên sân thượng bởi vì có vết xe đổ của quạt ngự hỏa ba sao hắn không dám thử nghiệm bậy bạ trong phòng nữa cứ thử xem vậy dù sao thì cũng không ai nhìn thấy coi như mình đang nằm mơ giữa ban ngày cũng được tống thư hàng hít sâu một hơi trong đầu nhớ lại lúc xích tiêu tử thi triển hỏa diễm đao hắn cũng xoay tròn thân đao khí huyết trong tâm khiếu và nhãn khiếu bốc lên sau đó chém ra một đao khí thế hùng hồn tư thế ngầu lòi nhưng chẳng có ngọn lửa nào bắn ra cả. Đừng nói là lửa, một tia lửa cũng không có. Ha ha, Tống Thư Hàng cười gượng một tiếng. Lẽ nào mình thật sự nằm mơ chưa tỉnh à? Hay là chiêu Hỏa Diễm Đao này cần phải chăm chỉ khổ luyện mới có thể lĩnh ngộ được. Dù sao thì ngày nào mình cũng rảnh, chỉ bằng mỗi ngày bớt chút thời gian ra để luyện Hỏa Diễm Đao này cũng được. Tống Thư Hàng tự nhủ thầm. Nếu như có thể làm được như Sích Tiêu Tử đạo trưởng chém một đao ra là có lửa bốc lên cuồn cuộn thì ngầu phải biết. Không nghĩ nhiều nữa, tu luyện trước đi đã, mấy ngày nay còn phải lên lớp nữa. Tống Thư Hàng bắt đầu khởi động tay chân. Sau đó, hắn đặt bá toái đao qua một bên, bắt đầu tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, lại dùng chân ngã minh tưởng kinh dẫn dắt đưa khí huyết về trong tị khiếu. chương 170, dắt đậu đậu đi dạo. Một giờ sau, Tống Thư Hàng ngừng tu luyện hắn cảm thấy hôm nay tu luyện hiệu quả hơn trước kia rất nhiều, bởi vì đã khai nhãn khiếu nên thân thể trở nên mạnh mẽ hơn à. Nhưng lúc trước khai tâm khiếu, hiệu quả tu luyện hình như không tăng lên rõ rệt như vậy mà. Bây giờ Tống Thư Hàng vẫn không hề biết, đây là do hiệu quả ngưng tụ linh khí của cổ đồng giới chỉ trên ngón tay hắn. Có thể không ngừng tẩm bổ cho thân thể của hắn, cũng làm cho hắn có được hiệu quả tu luyện tốt hơn. Được rồi, đi học thôi. Tống Thư Hàng nhặt bảo đao bá toái lên, chuẩn bị đi xuống lầu để tắm. Khi hắn đến tầng 3, thấy Đậu Đậu Bắc Kinh đã trở về, bây giờ nó đang ngồi trước máy tính quẩy game rất khí thế. Bạch Tiền Bối ngồi song song với Đậu Đậu, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang tìm tài liệu gì đó trên mạng. Tống Thư Hàng chào hai người bọn họ. "Chào buổi sáng Bạch Tiền Bối, Đậu Đậu, về rồi à?" "Chào buổi sáng, Thư Hàng tiểu hữu." Bạch Tiền Bối ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu hôm nay bạch tiền bối vẫn cứ tuấn mỹ vô song như thế chỉ là khi nhìn tống thư hàng thì hình như trong ánh mắt của bạc tiền bối lại có chút né tránh về từ sớm rồi cho ngươi này đậu đậu không thèm ngẩng đầu lên cuộn đuôi lại ném một món đồ về phía tống thư hàng nhìn thấy vật đen thùi lùi đang bay về phía mình không biết tại sao tống thư hàng đột nhiên ngu người theo bản năng quơ đao tiêu sái chém một cú xoẹt món đồ màu đen bị chém thành hai nửa cái một hoàn toàn chứng minh trình độ sắc bén của bảo đao bá toái. Một giây sau, Tống Thư Hàng nhìn cái thứ đen thui bị chém ra làm đôi kia, khóc không ra nước mắt. Máy ảnh SLA của ta. Cái máy ảnh SLA mới mua, nhờ mị lực của bạch tôn giả nên mới mua được từ chủ tiệm kia với giá gốc, hắn còn chưa dùng bao giờ, đã bị chính mình chém thành hai nửa mất rồi. Đậu đậu ngẩng đầu lên liếc Tống Thư Hàng một cái. Gâu, cái này là ngươi tự chém, đừng có mà trách ta. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, đau lòng ôm lấy hai nửa máy chụp ảnh SLA, căn bản đã bị cắt làm đôi, không thể nào sửa lại được nữa rồi. Đúng rồi, gâu, nhắc nhở ngươi một chút, ở trong đó còn có video ta đi theo dõi cái tên mặt mũi thanh tú, lưng hùm vai gấu đó. Tốt nhất là ngươi nên xem thử thẻ nhớ trong máy có bị sao không. Nếu bị hư thật, ta cũng không đi quay lại đâu nhé. Đậu đầu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng chỉ có thể yên lặng rút thẻ nhớ ra từ trong máy chụp hình. May thay thẻ nhớ không bị hỏng. Hắn thở phào một hơi, muốn trách thì chỉ có thể trách hôm nay đầu mình bị cửa kẹp mất rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Cái tên đó thật sự có vấn đề à? Gâu, là vô cực ma tông, muốn cướp huyết thần toản trên người ngươi. Nhưng đây chỉ là một tên lâu la nhảy nhép mà thôi. Cụ thể cứ tự xem video thì biết. Đậu đậu trả lời. Đúng thật là vô cực ma tông. Thực lực thế nào?" Tống thư hàng hỏi. Cảnh giới nhất phẩm ngũ khiếu sắp đến dược long môn rồi. Đậu đậu thuận miệng đáp. Sau khi Tống thư hàng suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. "Ta có thể đánh thắng được không?" "Được, nếu như là đấu chính diện, bảo phù cộng thêm cổ đồng giới chỉ trên tay của ngươi, thì ngươi có cơ hội xử lý hắn. Nhưng, nếu như hắn đánh lén, ngươi đương nhiên sẽ không có cơ hội phản kháng." Đậu đậu trả lời. Nói như vậy, chẳng phải ta đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm hay sao? Hơn nữa đối phương còn có thể đến bắt hắn trong bất kỳ lúc nào. Tống Thư Hàng cười khan. Đậu đậu, hôm nay người có muốn ra ngoài đi dạo không? Thế nào, hôm nay lại muốn dắt ta đi dạo à? Đậu đậu ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng. Được thôi, hiếm khi ta lại có hứng thú thế này, để cho ngươi dắt đi dạo vậy. đang nói chuyện, nó gõ lên bàn phím một cái, giải quyết một con box nhỏ chào tạm biệt bà xã trên mạng. Chờ một chút, ta đi đổi trang bị, cho người dễ dắt đi dạo hơn. Đậu đầu tắt máy tính, chạy nhanh vào bên trong phòng. Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tôn giả hỏi. Bạch tiền bối, chút nữa ta đi học, người có dự tính gì không? Bạch Tôn giả cười ha ha một tiếng. Buổi sáng ta có chút việc, lúc trước có điện thoại gọi tới, nói là nhân viên hành chính ở khu này, hỏi chúng ta có thay đổi nhân khẩu hay không bởi vì bây giờ đang làm đăng ký nếu như có thay đổi thì cần làm giấy phép tạm trú ta cũng muốn làm nên phải chờ nhân viên hành chính đó đến chụp hình đăng ký cho ta ừm lại đến thời gian làm giấy tạm trú rồi à tống thư hàng gật đầu một cái vậy ta và đậu đậu đi đây bạch tiền bối có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho ta bạch tiền bối yên lặng gật đầu một cái ánh mắt lặng kẽ nhìn cái dương lớn phía sau đó là chiến lợi phẩm Hắn phấn đấu cả đêm qua mới có được, một cái tivi màn hình lớn, một cái máy lọc nước, hai cái loa, một cái nồi cơm điện, một cái bếp điện tử. May quá, không bị Tống Thư Hàng tiểu hữu phát hiện ra. Chờ Tống Thư Hàng tiểu hữu rời đi, dùng phi kiếm hàng xài một lần, bắn thẳng vào vũ trụ luôn. Chấm. 7 giờ rưỡi, Tống Thư Hàng và Đậu Đậu ra ngoài. Đậu Đậu đeo lên mình một chiếc vòng cổ, biến thành hình dáng của một con chó Bắc Kinh nhỏ đưa dây rắt cho tống thư hàng với vẻ mặt chẫm ban thưởng ngươi đúng là rắt chó đi dạo à tống thư hàng vốn nghĩ rằng đậu đậu cùng lắm cũng chỉ đi với hắn ra ngoài không ngờ nó lại đeo vòng cổ vào còn hiện hình ra để con người cũng có thể nhìn thấy nhưng như thế lại khó chơi rồi mặc dù khu đại học giang nam khá cởi mở ở trong trường thầy cô có thể nuôi vật gưng là chó mèo nhưng học sinh thì tuyệt đối không thể nuôi thôi cứ đi bước nào hay bước đó vậy Cùng lắm thì nói là thú cưng của giáo viên nào đó, mình chỉ phụ trách dẫn nó đi dạo thôi." Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó liền dắt Đậu Đậu ra cửa. Nửa đoạn đường đầu tiên Đậu Đậu rất nghe lời, quả thật là để cho Tống Thư Hàng dắt nó, chứ không phải là nó dắt Tống Thư Hàng. Chỉ là lúc gần đến khu đại học Giang Nam, ánh mắt Đậu Đậu đột nhiên sáng lên, chân chạy như điên. Đậu Đậu là một đại yêu khuyển, thực lực cao cường. Khi nó bắt đầu chạy, Tống Thư Hàng làm gì có bản lĩnh phản kháng. Chỉ có thể bị nó kéo theo chạy như điên, đúng là có khổ khó nói nên lời mà. Đậu đậu, người muốn chạy đi đâu đấy? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Gâu gâu, tìm được một trò vui, ta dẫn người đi chơi một chút. Đậu đậu dùng âm thanh chỉ có Tống Thư Hàng nghe được để trả lời, cũng chính là công phu truyền âm nhập mật. Cứ như vậy, một con chó Bắc Kinh đáng yêu chạy như điên phía trước, phía sau một là người học sinh trẻ tuổi bị kéo theo. Rất nhanh, đậu đậu đã tìm cái, trò vui, mà nó nói. Ở bên ngoài khu đại học Giang Nam có một con sông rất dài, con sông này chảy xuyên qua khu đại học Giang Nam. Qua nhiều thế hệ người dân chăm sóc, hiện tại hai bên bờ sông trong vắt này đều là cỏ xanh tỏa hương thơm ngát. Lúc này, có một ông già người Anh mặt mũi nghiêm túc, tóc tai chảy gọn gàng, đang dắt một con chó bét dê đức chân cừu có vóc dáng to lớn, nhàn nhã đi dạo trên cỏ. Chính là thầy giáo tiếng Anh của Tống Thư Hàng giáo sư Smith. Trước kia ông cũng có một con chó khá đáng yêu, chỉ là bởi vì vũ nhu tử cô nương thi triển pháp luật, làm cho nó cắn vị giáo sư một cú. Sau đó việc đầu tiên ông làm sau khi xuất viện đó là bán con chó kia vào tiệm lẩu, làm thành cái lẩu thịt chó. Đây là một con chó bé dê mà giáo sư Smith mới nuôi. Đậu đậu kéo Tống Thư Hàng chạy thẳng đến trước mặt giáo sư Smith. Tống Thư Hàng không tránh được, không biết làm gì hơn ngoài cười khan lên tiếng chào vị giáo sư chào buổi sáng thầy Smith giáo sư xoay lại gật đầu với tống thư hàng ông ta không nhận ra tống thư hàng trong mắt ông ta rất nhiều học sinh phương đông có khuôn mặt đều tựa tựa nhau ông cũng không nhớ được bao nhiêu người tống thư hàng đang muốn kéo đậu đậu đi nhưng đậu đậu lại kéo ngược lại hắn chạy đến trước mặt của con béc dê kia gâu gâu đậu đậu ngoắc đuôi nhìn con chó kia sủa điên cuồng con chó bé dê nghi ngờ cúi đầu nhìn đậu đậu, trong mắt ra vẻ nghi hoặc. Gâu gâu, đậu đậu tiếp tục sủa ầm ỉ, xoay người lại, lắc lắc cái mông với con đó, cắn ta đi, cắn ta đi, cái đầu cầu tạp chủng này. Đây chính là lời của đậu đậu mà Tống Thư Hàng nghe được. Nhưng hình như con bé dê này lại không hiểu mấy, dù sao, mặt nó cũng đầy nghi ngờ. Tống Thư Hàng ngượng ngùng cười khan với giáo sư Smith, sau đó dùng sức kéo dây. Đậu đậu đừng nghịch nữa, chúng ta đi thôi. Giáo sư Smith mỉm cười, cũng kéo con béc dê của mình chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, bóng rừng đậu đậu lại nhảy lên, đưa chân hướng quất vào mặt của con chó béc dê to lớn. Bốp! Con béc dê không kịp né tránh, cứ ăn trọn một cú như thế. Gâu! Gâu! Con béc dê cũng không phải loại hiền lành gì, con chó nhỏ xíu trước mắt dám động vào nó. Nó sủa ầm lên một tiếng, nhào tới chỗ đậu đậu. Khóe miệng giáo sư Smith giật giật, nhìn về phía bạn học tống thư hàng này, chó nhà cậu nhỏ thế mà lá gan cũng hơi bị to đấy nhỉ. Tống thư hàng hận không thể che mặt mình lại rồi kiếm cái lỗ nào chui quách vào cho rồi. Mình dắt đậu đậu đi dạo có phải lựa chọn đúng đắn không? Lúc này, đậu đậu và con bé dê kia đã thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, nhào vào cắn xé nhau. Tống thư hàng căn bản không thể kéo đậu đậu rời đi mà giáo sư Smith cũng không biết phải làm thế nào với con chó bé dê. Cùng lắm chút nữa bồi thường cho bạn học này một ít tiền vậy, một con chó Bắc Kinh nho nhỏ thế này cũng chỉ mấy ngàn tệ thôi. Giáo sư Smith thầm nghĩ. Tiếng chó sủa không ngừng, lông bay tán loạn. Một phút sau, lông của con bé dê đã rơi rất nhiều, cặp mắt đờ đẫn nằm trên đất, đờ đẫn nhìn con chó Bắc Kinh nho nhỏ kia thì đang dẫm lên người nó. Con chó Bắc Kinh vô cùng đắc ý, xoay đầu nhìn tống thư hàng. Go, go, go. Tống Thư Hàng lại hận không thể che mặt lại, một đại yêu khuyển như ngươi, ngay cả An Chi Ma quân tứ phẩm có ngự kiếm phi hành cũng bị ngươi đuổi phải trốn khắp trời, đánh thắng một con béc dê bình thường, thì có gì mà đáng để kiêu ngạo như thế chứ? Giáo sư Smith rụi mắt thật mạnh, là mình già rồi nên bị hoa mắt à? Té xuống đất nằm thở hổn hển kia là con béc dê của mình. Đánh thắng lại là con chó Bắc Kinh nhỏ kia. Điều này không khoa học. Đậu Đậu thấy Tống Thư Hàng cũng không khen ngợi nó thì cảm thấy không vui. Nó ngoắc ngoắc đuôi, xoay người chạy đến khu đại học Giang Nam. "Đậu Đậu chờ ta đã." Tống Thư Hàng kêu lên, hắn vội vàng nói với giáo sư Smith. "Giáo sư, xin lỗi, em đuổi theo Đậu Đậu trước đã." "Đi đi, đi đi." Giáo sư Smith cười khan nói. Chờ Tống Thư Hàng và tiểu Đậu Đậu chạy đi xa, giáo sư đứng cạnh con chó của mình quan sát lông ở trên đất đều là của con béc dê, con chó Bắc Kinh kia không hề rơi một cộng nào. Trên khóe miệng con béc dê có máu, trên người bị thương nhưng không có vết thương do cắn, mà tất cả đều do móng vuốt gây nên. Chó Bắc Kinh lợi hại đến vậy sao? chương 171, xem anh một mình xử sáu thằng đây. Tiết học buổi sáng, Tống Thư Hàng vẫn luôn chăm chú nghe giảng. Đậu đậu thì biến thành hình thái yêu thú mà người thường không thể nhìn thấy, phần lớn thời gian đều trốn trong ngăn bàn của hắn nghịch điện thoại. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống nhìn, đúng lúc nhìn thấy đậu đậu đang gửi nhận xét trên một trang bán hàng online, lại còn là complain, chủ shop làm ăn gian dối, dislike. Không phải đã bảo là vị thịt gà à, bố mày ăn hơn nửa túi rồi mà có thấy vị thịt gà đâu. Lừa đảo, lương tâm cho heo ăn rồi à. Tống Thư Hàng lập tức đổ mồ hôi lạnh ào ào. Người nói lát nữa mà chủ shop đọc được cái bình luận này thì liệu có vột miệng bật thốt khốn nạn hay không? Hay là lại chửi thêm tiếng nữa? Chắc tâm trạng của chủ shop sẽ là thế này đây, tên điên này lại đi đớp thức ăn cho chó à? Thế chả nhẽ mày lại là chó hả? À? Nói đi phải nói lại, chẳng trách mấy hôm nay đậu đậu không sai hắn mua đồ nữa, hóa ra là vì nó đã học được cách mua hàng online rồi à? Thế người đi nhận hàng là ai thế? Đừng có nói là đậu đậu tự mình xuống nhận đấy nhé nói thật thì Tống Thư Hàng cảm giác đậu đậu không phiền toái như các vị tiền bối trong nhóm vẫn hay nói. Ngoại trừ nó hơi quậy một chút ra thì chỉ cần thứ gì khiến nó hứng thú thì nó có thể tự ôm lấy mà chơi rất lâu. À đúng rồi, ngoại trừ việc mỗi ngày nó đều online mắng Hoàng Sơn chân quân ra thì những lúc còn lại nó vẫn đáng yêu lắm. Lại nói, kể từ sau khi đậu đậu tới nhà nó đến nay, hình tượng chủ nhóm cao lớn uy vũ của Hoàng Sơn chân quân trong đầu hắn đã tựa như một dòng sông lớn, nước trôi đi mãi chẳng thấy ngày về. Suốt ngày nghe đậu đậu luôn mồm mắng, tên Hoàng Sơn ngu ngốc, dần ra, Tống Thư Hàng đã sắp nhớ lộn tên của Hoàng Sơn chân quân thành Hoàng Sơn ngu ngốc mất rồi. Hơn 10 giờ sáng, hai tiết học sáng cứ trôi qua êm đềm như thế. Buổi chiều không có lớp, Lâm Thổ ba chán trường hỏi, bọn mày có định về ký túc xá ôn tập không, ngày mai là thi rồi đấy. Đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, vì để không phải học lại, cậu cũng phải cố gắng lên mới được lâm trận mài gương, không sáng thì cũng chói mà lị. Bình thường trước mỗi kỳ thi đều được nghỉ một hai ngày, để học sinh ôn bài lại cho tốt. Nhưng năm nay bởi vì thông báo thi ra sớm quá, nên chương trình học có chút gấp. Tao hẹn đi ôn bài chung với nha y rồi, không đi cùng với bọn mày được. Cao mỗ mỗ đẩy kính, vô tình bỏ rơi đám chiến hữu ế chồng mông cùng phòng. Lâm thổ ba dương dương nhìn về phía Lý Dương Đức. Mày đừng có nhìn tao như thế, trông tẩm lắm cùng lắm thì hôm nay đến chỗ tao đi, chỗ nào không hiểu thì tao giảng cho. Lý Dương Đức nói với vẻ mặt buồn nôn, cũng có phải con gái quái đâu, chừng mắt cún con ra cho ai xem. Thư hàng thì sao, có đi chung không, lâm thổ ba cười ha hả, hỏi tiếp. Để tao xem đã, nếu như buổi tối mà rảnh thì tao sẽ qua chỗ Dương Đức. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Hắn nghĩ, trước khi đi thì ít nhất cũng phải sắp xếp thỏa đáng cho Bạch Tiền Bối với đậu đậu cái đã. Không thì chờ tới chừng hắn về nhà lại thì chắc phải đi mua mấy món đồ điện mới về thay mất. Cô nàng Lục Phi ngồi kế bên thầm siết tay, cô còn định mời Tống thư hàng đến ký túc xá của cô học, bởi vì điều hòa ở ký túc xá bị hỏng rồi, không biết khi nào mới có người đến sửa. Lâm Thổ Ba hỏi xong một câu, cô cũng xấu hổ không tiện mở miệng. Tuy rằng Tống thư hàng đã khế ước với linh quỷ rồi, nhưng hắn vẫn luôn đeo phong hồn băng châu theo bên người, nên hiệu quả làm lạnh vẫn còn nguyên đừng nói là con linh quỷ ở bên trong, thậm chí bản thân phong hồn băng châu này đã là một món bảo bối rồi. Nghĩ kỹ lại mới thấy cô nàng vũ nhu tử kia ra tay đúng là hào phóng quá chừng. Cùng về ký túc xá không, Tống Thư Hàng quay sang hỏi cô nàng lục phỉ kia, hắn phải về ký túc xá cầm sách vở sang biệt thự mới được, sắp thi đến nơi rồi, kiểu gì cũng phải ôn tập lại một chút mới được. Ừ, lục phỉ vui vẻ trả lời. Một bên khác, Quỳ Hoa tu sĩ mặt mày lo lắng, "Thư Sơn áp lực đại đã tan học rồi, các vị đã chuẩn bị xong cả chưa?" Đứng bên cạnh hắn là sáu kẻ có vẻ mặt hầm hầm, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc. Những kẻ này đều là thuộc hạ của tên đàn chủ ở khu La Tín ở thành phố bên cạnh, bị Quỳ Hoa tu sĩ dùng đủ cách lôi kéo dụ dỗ tới đây. "Được rồi, vậy thì chuẩn bị hành động." Quỳ Hoa tu sĩ trầm giọng nói, thông báo cho thành viên cho thành viên bên hành chính bảo cô ta lúc đến làm giấy tạm trú cho vị tu sĩ họ Bạch kia thì cố gắng kéo dài thời gian nhé. Ở trong xã hội hiện đại hóa thế này, có rất nhiều cách để lui kéo người khác. Chúng ta đi mai phục cái tên thư sơn áp lực đại kia, nhớ kỹ, phải làm nhanh gọn vào. Bằng không chờ vị Bạch tu sĩ kia đuổi đến thì cũng ta sẽ toi đời đấy. Cơ hội chỉ có một thôi, lên. Chấm. Tống thư hàng tiến lục phỉ về ký túc xá, lại về ký túc xá của mình lấy sách vở ôn tập. Sau đó chuẩn bị đi qua nhà của dược sư. Đậu Đậu nằm trên vai của hắn, đang chơi game trên điện thoại. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Tống Thư Hàng đột nhiên dừng bước. Tuy là con đường này khá nhỏ, nhưng bình thường cũng có khá đông người qua lại. Nhưng lúc này lại chẳng có lấy một bóng người nào. Cảnh giác khá lắm, Đậu Đậu lên tiếng ngợi khen. Đối phương có bao nhiêu người? Tống Thư Hàng hỏi lại, hắn biết nhất định là có người muốn ra tay với hắn. Tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 người có thực lực tương đương với ngươi, đều là nhất phẩm, một 2 khiếu gì đó, một người là nhất phẩm 3 khiếu, cuối cùng là cái tên mặt mày thanh tú nhưng lưng hùm vai gấu hôm trước theo dõi ngươi, cảnh rời chừng nhất phẩm 5 khiếu, đã sắp đến cảnh giới dược long môn rồi. Chỉ là tên kia thầm thò thầm thụt nấp ở đằng sau, còn tưởng là ta không nhìn thấy hắn, gâu gâu. Đậu đậu biết rõ mồn một, kể vanh vách thực lực lẫn vị trí của mấy kẻ mai phục kia cho tống thư hàng nghe mặc dù những kẻ đang mai phục này đều đã che giấu khí thức cả rồi nhưng trong mắt đậu đậu thì chúng vẫn cứ rõ mồn một như ánh trăng trên trời cao tống thư hàng sờ sờ mấy thứ mình mang theo trên người một viên ác số hoàn một lá kiếm phù ba lá giáp phù ba lá phá tà phù cuối cùng là một chiếc nhẫn đồng cổ không rõ công dụng đậu đậu người có giúp ta không tống thư hàng hỏi đậu đậu nói với vẻ hào sảng đương nhiên rồi khi nào ngươi bị nện sắp chết thì ta sẽ tha ngươi chạy. Cứ yên tâm đi. Được rồi, cũng đúng ý ta lắm. Tống Thư Hàng cười ha hả, hắn ném ba lô của mình qua một bên, chủ động tiến vào vòng mai phục của tên quỷ hoa tu sĩ kia. Đậu đậu nhảy qua một bên tránh. Bước ra đi, Tống Thư Hàng lắc lắc tay chân, tổng cộng có sáu tên, ta đã thấy rồi. Không cần trốn nữa đâu. Hắn cố ý nói sót một người, là để cho quỷ hoa tu sĩ tưởng là hắn chưa phát hiện ra. Tống Thư Hàng vừa mới nói xong thì từ bốn phương tám hướng lập tức có sáu bóng người nhảy ra. Bọn họ đều cầm một cây đao không chui được đặc chế, lao tới chém Tống Thư Hàng với góc độ rất hiểm hóc. Đao không chui là thuộc hạ của đàn chủ à, Tống Thư Hàng nhủ thầm trong lòng. Lúc này, nếu như hắn có đủ tinh thần lực để kích hoạt nhãn khiếu thiên phú là cao thủ thị giác thì nhất định sẽ rất sướng. Đáng tiếc, nếu mà dùng tới cái đó thì khí huyết và tinh thần lực của hắn sẽ cạn sạch không còn tí nào ít nhất cũng phải chờ hắn mở thêm được hai khiếu nữa thì cái nhãn khiếu thiên phú này mới có thể phát huy tác dụng được. Cho nên, Tống Thư Hàng chọn cách dùng một lá giáp phù. Lá bùa này có thể ngăn cản được tất cả các đòn tấn công của tu sĩ tam phẩm đổ xuống, ngay cả đàn chủ cũng không thể nào phá vỡ được. Đám tu sĩ chỉ mới có từ một đến ba khiếu này, dù có dốc hết sức lực thì cũng không làm gì được Tống Thư Hàng. Keng 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 keng, sáu cây đao không chui chém lên người Tống Thư Hàng, tia lửa bắn ra khắp nơi. Đám thuộc hạ của đàn chủ đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bọn họ liên tục cầm cây đao sắc lẻm của mình đâm, chém, cưa, chặt đủ kiểu, nhưng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Tống Thư Hàng. Tốc độ cũng chậm quá, Tống Thư Hàng thầm nhủ, sau khi mở được nhãn khiếu xong thì hắn chỉ cần tập trung tinh thần là có thể nhìn rõ ràng tất cả động tác của đám thuộc hạ một hai khiếu của đàn chủ kia. Đây chính là do phẩm cấp cao thấp của công pháp cơ bản gây nên. Bản thân đàn chủ chỉ là một tên tán tu của quỷ môn, tất cả công pháp cơ bản mà hắn có thể tìm được cho bọn thuộc hạ của mình đều là loại hàng giạt của hàng giạt trong giới tu sĩ. Còn kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh của Tống Thư Hàng, ở trong mắt của mấy vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 cũng là công pháp cơ bản khá tốt rồi. So sánh một cái là đủ hiểu. Quyền pháp căn bản 2 Trong lòng Tống Thư Hàng nhầm thầm khẩu quyết quyền pháp, khí huyết chi lực trong tâm khiếu và nhãn khiếu sục sôi có thêm linh lực đất trời giúp đỡ. Quyền đánh ra ào ạt như sao băng. Chỉ chớp mắt, đã đánh ra gần 40 quyền, mỗi tên thuộc hạ của đàn chủ đều bị trúng mấy quyền. Trên người của bọn họ cũng không có bảo vật gì hộ thân, cho nên sau khi ăn đủ mấy quyền của tống thư hàng thì 6 tên thuộc hạ văng ra, đập lên vách tường, hộp cả máu mồm. Ngoại trừ một tên nhất phẩm ba khiếu trong lúc nguy cấp nhanh chân tránh được chỗ yếu hại ra thì năm tên thủ hạ khác đã nằm ngay đơ, sống chết không rõ. Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm, hắn phát hiện mình rất thích cảm giác người khác dùng nắm đấm với vũ khí chém cỡ nào cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, còn hắn chỉ cần nện một quyền là có thể lấy được nửa cái mạng của đối phương. Hay là sau này hắn cứ giữ nguyên phong cách chiến đấu này đi nhỉ? Suy nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu Tống Thư Hàng một cái mà thôi, hắn dẫm mạnh hai chân, lao về phía tên tu sĩ ba khiếu kia, nhân lúc hắn đang lơ là thì phải đánh phủ đầu. Quyền pháp căn bản 1 Quyền như trọng pháo, đây là quyền mạnh nhất của Tống Thư Hàng. Vị tu sĩ nhất phẩm ba khiếu kia có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, lúc trước chỉ là phòng ngự của Tống Thư Hàng đáng sợ quá thể, nên hắn mới bị dọa cho ngu người ra, sau đó trúng một quyền của Tống Thư Hàng. Chỉ thấy thân thể của hắn vặn vẹo kỳ lạ, tránh được một quyền của Tống Thư Hàng. Đồng thời trong 10 cái ngón tay của hắn đột nhiên xuất hiện tám lưỡi dao sắc bén, ném về phía Tống Thư Hàng. Keng 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 một loạt tiếng vang giòn giã mấy lưỡi dao sắc bén kia bắn trúng người tống thư hàng phát ra vô số tia lửa đều bị sức mạnh của giáp phù bắn bay ra mà lúc này tống thư hàng cười gian quyền đầu tựa như trọng pháo kia tự nhiên lại chuyển hướng rất quỷ dị tựa như một con linh xà đánh trúng lồng ngực của tên tu sĩ nhất phẩm ba khiếu kia tên tu sĩ nhất phẩm nọ phun máu một khối hộ tâm kính ở trước ngực bị tống thư hàng đánh vỡ nhưng lực lượng nặng nề trên đầu quyền của tống thư hàng vẫn ập lên người tên kia khiến hắn bay ra mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của ta còn ít nhưng từ nhỏ tới lớn ít nhiều gì cũng xem biết bao nhiêu bộ phim trưởng đấy nhé tống thư hàng đắc ý nghĩ thầm thật ra thì đây hoàn toàn không phải vì mấy bộ phim trưởng mà tống thư hàng xem hay ho cỡ nào mà bởi vì đối phương tình báo thiếu sót cộng thêm khinh địch mà thôi trong tin tức mà bọn họ thu được Tống Thư Hàng chỉ là một thằng nhãi con ăn may gặp được cao nhân, nên nhận được đan dược và công pháp, vừa mới mở được tâm khiếu không bao lâu. Lại là tay gà mờ không có kinh nghiệm chiến đấu, khác nào vật trong tay bọn họ đâu. chương 172, cây đao dược cháy. Hơn nữa, lực tấn công của Kim Cương căn bản quyền pháp của Tống Thư Hàng cũng chẳng kém, cấp dưới của đàn chủ bị hạ gục là điều đương nhiên. Phào, Tống Thư Hàng thở nhẹ, rồi lặng lẽ lộ ra sơ hở để cố tình dụ cái kẻ đang ẩn núp cuối cùng kia trong góc tối quỳ hoa tu sĩ cười lạnh thân hình hắn bỗng nhiên gồng lên cơ thể cứng cáp lại huyền chuyển như cơ thể của động vật họ mèo nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng tống thư hàng hai tay hắn cầm một lưỡi dao găm đâm thẳng về phía tống thư hàng keng lớp phòng ngự của giáp phù tiếp tục sáng lên đỡ đòn công kích của quỳ hoa tu sĩ đi ra rồi tống thư hàng chẳng hề do dự hắn tung cước đạp ra sau ngay tắp lự. Quỳ hoa tu sĩ không thể đâm chúng từ đòn đầu, liền lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn nhẹ nhàng nhảy đi. Sau đó, hắn sử dụng uy áp với tống thư hàng, trầm giọng bảo. Mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, thư sơn áp lực đại. Đối diện với ta, người không có cửa thắng đâu. Công tử hải sai người tới sao? Tống thư hàng hỏi lại rất thản nhiên, đồng thời, hắn cũng nhìn lớp phòng ngự của giáp phù trên người mình. Lực phòng ngự đã quá mỏng, cùng lắm chỉ đỡ được một đòn của quỳ hoa tu sĩ. Không hổ là đệ tử của một đại tông môn như vô cực ma tông, nhát đâm kia có lực công kích chẳng kém cạnh những tu sĩ nhị phẩm bình thường là bao. Ha ha, tùy ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, đừng kéo dài thời gian nữa, cái vị tiền bối đi với ngươi lần trước ta đã cho người níu chân rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm xuống đi. Cơ thể của quỳ hoa tu sĩ hơi trùng xuống, rồi hắn kích hoạt một pháp khí đê dai trên cơ thể, thanh phong ra tốc bên ngoài cơ thể hắn có một luồng gió nhẹ màu xanh quẩn quanh, khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp bội. Ngay sau đó, hắn vụt biến mất, rồi nhảy vào tới bên Tống Thư Hàng, mũi dao trong tay đâm về bụng hắn. Yên tâm, ta sẽ không giết người đâu, ta còn phải giữ lại tính mạng của ngươi mà. Tốc độ của hắn quá nhanh, Tống Thư Hàng chẳng thể né được. Keng! Sức mạnh của giáp phù lại sáng lên, đỡ lấy đòn tấn công nọ của quỳ hoa tu sĩ. Tống Thư Hàng nhân cơ hội cuộn người rồi lăn đi né ra một khoảng. Cùng lúc ấy, năng lượng của giáp phù trên người hắn cũng đã chẳng còn là bao. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, trừ phi kích hoạt kiếm phù, nếu không thì không thể địch nổi. Đậu đậu, Tống Thư Hàng hô lên, giờ đã đến lúc để đậu đậu lộ vẻ uy phong rồi. Ha 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 ha, hồi sáng người đột nhiên giữ ta lại, ta đã biết rằng người muốn ta giúp một tay mà. Yên tâm đi, ta chuẩn bị tinh thần hết rồi đến đao cũng cầm theo cho ngươi này, đón lấy đi, không cần cảm ơn. Đậu đậu truyền âm nhập mật, đồng thời cũng nâng móng vuốt, một thanh trường đao đen tuyển bay về phía tống thư hàng, rơi xuống tay hắn một cách vững vàng. Đúng là bảo đao bá toái. Tống thư hàng cầm chặt đao, dường thì sững ra. Đưa đao cho mình thì có ích gì chứ? Hắn mới học kim cương trụ cột quyền pháp thôi, đã từng học đao pháp đâu. Chẳng nhẽ do hồi sáng đậu đậu đánh thắng con hắc bối nọ, mình không cổ vũ nên nó nhân cơ hội này để trả thù. Nhưng giờ chẳng còn thời gian để hắn nghĩ nhiều. Quỳ hoa tu sĩ tiếp tục nhoáng lên đầy quỷ dị, lưỡi dao găm của hắn đâm thẳng về tống thư hàng, chẳng khác nào máy khoan điện. Nếu cú đâm này đâm trúng hắn, thì chắc chắn sẽ được một hố đâm từ trước ra sau. Giờ, hiệu quả của giáp phù trên cơ thể vừa tan biến, hắn còn chưa kích hoạt lá thứ hai, nhất định không được bị đâm trúng. Tống thư hàng vội vàng nâng thanh đao lên để đỡ lấy đòn tấn công của quỳ hoa tu sĩ. Keng, lưỡi dao trong tay quỳ hoa tu sĩ bị bá toái chém làm đôi. Hơn nữa, đao thế không hề giảm sút, nó còn tiếp tục lao về phía cánh tay của quỳ hoa tu sĩ. Bảo đao bá toái là thanh đao chấn tông của cả một môn phái, có thể chém cơ thể của tu sĩ tứ phẩm. Lưỡi dao trong tay quỳ hoa tu sĩ chỉ được tạo từ tinh cương tầm thường, đương nhiên không thể chống lại nó. Quỳ hoa tu sĩ vội vàng lùi về sau né cái lưỡi đao suýt thì chặt đứt tay hắn kia. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào cây bảo đao trong tay Tống Thư Hàng, hai mắt sáng rực, lộ vẻ tham lam nếu mình có được thanh đao này, thì sức chiến đấu sẽ tăng lên đến nhường nào chứ? Không đúng, đợi chút. Thanh đao này đến từ chỗ nào? Hình như, ngay trước lần tấn công cuối cùng, thanh đao này đột nhiên xuất hiện rồi rơi vào tay của Thư Sơn áp lực đại. Quỳ hoa tu sĩ không nhìn thấy đậu đậu nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến một khả năng chẳng nhẽ vị bạch tu sĩ nọ đang núp ở gần đây chẳng nhẽ người mình sắp đặt ở bên làm tạm trú trên cơ quan chức năng không kéo dài được thời gian à nếu cái vị bạch tu sĩ đó ở gần đây thì đến trốn hắn cũng chẳng có cơ hội chẳng còn cách nào khác quỳ hoa nghĩ thầm kệ cho bạch tu sĩ có đang núp ở trong tối không thì chỉ có duy nhất cách bắt được thư sơn áp lực đại thì hắn mới có cơ hội sống nghĩ thì nhiều nhưng thực chất mọi chuyện chỉ trải qua trong nháy mắt quỳ hoa tu sĩ quyết định ném nửa lưỡi dao trong tay mình xuống hai tay tung đòn khống chế một kim tống thư hàng một vươn ra định cướp lấy thanh bảo đao trong tay hắn tống thư hàng không chịu yếu thế hắn cầm bá toái chém điên cuồng về phía quỳ hoa tu sĩ hắn chưa từng tu luyện đao pháp nên nhát nào nhát đấy đều lộn xôn nhát trước còn đang chém dọc trên mặt nhát dưới đã chém về phía đùi Quỳ hoa tu sĩ e sợ độ sắc bén của cây đao, không dám chủ động giật lại cây đao ấy, thành thử, trong khoảng thời gian này vẫn không thể cướp được cây đao của Tống Thư Hàng. Bấy giờ, đậu đậu đứng cạnh liền truyền âm nhập mật. Thư Hàng, đừng chém lung tung nữa, dùng đao pháp đi. Ta chưa từng học đao pháp nha, Tống Thư Hàng thầm kêu khổ, nếu từng học thì hắn đã dùng từ lâu rồi ấy chứ. Dùng rằng mãi chẳng bắt nổi Tống Thư Hàng, quỳ hoa tu sĩ cảm thấy lo lắng vô cùng, không được không thể thế này mãi được. Ánh mắt hắn trao lại, rồi tiếp tục kích hoạt pháp bảo đê dai nọ. Thanh phong gia tốc, tốc độ giữa ngũ khiếu và nhị khiếu vốn đã tranh rất nhiều, dưới sự hỗ trợ của gia tốc, quỳ hoa tu sĩ có thể nhanh tới mức tống thư hàng không phản ứng nổi. Nhưng pháp thuật này tạo sức ép rất lớn lên cơ thể. Dù thể chất của quỳ hoa tu sĩ vượt hẳn những tu sĩ cung cấp, nhưng một ngày chỉ có thể dùng tối đa hai lần. Chỉ còn duy nhất một cơ hội, quỳ hoa tu sĩ đạp một cước, thân hình biến mất. Khi hắn xuất hiện thì đã ở ngay sau tống thư hàng. Bắt được rồi, quỳ hoa tu sĩ khắp khởi mừng thầm, hắn chụp được cánh tay cầm đao của tống thư hàng, tay kia thì móc về phía yếu hầu của hắn. Nhãn khiếu thiên phú, cao thủ thị giác, khi quỳ hoa tu sĩ thi triển ra tốc, tống thư hàng chẳng hề do dự, liền bật nhãn khiếu thiên phú lên ngay lập tức. Hắn nhìn rõ quỳ hoa tu sĩ chạy tới sau mình, mắt thì thấy vậy, nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp. Làm thế nào bây giờ? Não Tống thư hàng quay cuồng đủ thứ ý nghĩ. Thấy tay của quỳ hoa tu sĩ sắp đụng tới mình, bỗng nhiên, trong đầu Tống thư hàng hiện lên một cảnh tượng quen thuộc. Lửa rực cháy, đao rực cháy. Hắn xoay cổ tay, xoay tròn thân đao. Khí huyết còn sót lại trong tâm khiếu, nhãn khiếu phun trào. Trên ngón tay, chiếc nhẫn đồng cổ xưa chợt lóe sáng, một trận pháp bí ẩn được kích hoạt. Chương 173, đậu đậu không quá 2 giây. Ngọn lửa trên thân đao dược cháy hừng hực, vô cùng mãnh liệt. Nhưng, ngọn lửa ấy không phải tống thư hàng kích phát. Hỏa diễm đao pháp được vị Sích Tiêu Tử đạo trưởng dạy trong mơ nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế thì đã là đại đạo chí giản, mọi thứ đều quy về một mối. Nhát đao được chém ra tuy đơn giản, lại có thể thiêu cháy vạn vật trong thế gian, không có gì là không thiêu đốt được. Dù thiên phú của Tống Thư Hàng được nhân lên gấp trăm lần, thì cũng chẳng thể học được đao pháp ấy khi mới nhìn một lần, luyện một lần. Hơn nữa, trước đó, hắn chưa từng tiếp xúc với đao pháp, cầm bảo đao bá toái trong tay thì cũng chỉ chém lung tung mà thôi. Hơn nữa, để kích phát ngọn lửa trên thân đao thì chỉ ít cũng phải đợi đến cảnh giới nhị phẩm, để khí huyết trong cơ thể hóa thành chân khí mới được. Bây giờ, nhát đao của hắn có thể vung lửa là nhờ chiếc nhẫn đồng cổ xưa trên tay hắn trên nhẫn có khắc đòn tấn công hỏa hệ nhị phẩm hỏa diễm đao. Đây là đòn tấn công mà chủ nhân của chiếc nhẫn, Lý Thiên Tố, cố tình thêm vào. Thực ra, hỏa diễm đao pháp tầm thường này không giúp người đã ngưng tụ kim đan như Lý Thiên Tố gia tăng sức chiến đấu. Hắn giữ đao pháp này lại là bởi nỗi hoài niệm của hắn dành cho ân sư xích tiêu tử. Ngoài ra, nó còn phản ánh khát vọng của Lý Thiên Tố. Ngày ấy, trước khi xích tiêu tử và Lý Thiên Tố ly biệt, hắn đột nhiên lấy nhành cây làm đao, rồi chém ra hỏa diễm đao pháp. Hình ảnh ngọn lửa dập trời, rồi cây đại thụ cháy thành than trong nháy mắt đã khắc sâu vào tâm trí Lý Thiên Tố. Đương nhiên, khi thực lực của Lý Thiên Tố dần tăng lên, hắn tìm cách chuyển hóa hỏa diễm đao pháp thành pháp thuật tấn công, khắc vào chiếc nhẫn đồng cổ xưa của mình. Chỉ cần chủ của chiếc nhẫn mô phỏng theo chiêu thức của hỏa diễm đao pháp, thì pháp thuật trên nhẫn sẽ được kích hoạt, từ đó, người sử dụng có thể thi triển một chiêu hỏa diễm đao pháp. Ban nãy khi Tống Thư Hàng xoay người đỡ đòn, hắn đã mô phỏng theo chiêu thức của hỏa diễm đao pháp, cùng lúc ấy, khí huyết trong tâm khiếu, nhãn khiếu cũng sôi trào nên đã kích hoạt pháp thuật trên chiếc nhẫn đồng. Dù không mang khí thế ngùn ngụt như xích tiêu tử ở trong mơ, ngọn lửa trên thân đao cũng không phải là thứ có thể thiêu dụi mọi thứ, nhưng dù vậy, chiêu hỏa diễm đao pháp này vẫn có sức mạnh của đòn tấn công toàn lực của tu sĩ nhị phẩm. Ngọn lửa hừng hực trên thân đao hóa thành sóng nhiệt, chém về kẻ địch. Quỳ Hoa tu sĩ chỉ thấy sóng nhiệt ập tới trước mặt, nhưng hắn không thể tránh né. Thanh phong gia tốc trên người khiến hắn lao nhanh quá, muốn phanh cũng không phanh nổi. Thế nên mới bảo, chạy quá tốc độ là một việc vô cùng nguy hiểm. Cứ thế, một kẻ không thể kiểm soát tốc độ như hắn, liền lao thẳng về phía sóng nhiệt đang ập tới. Giữa ngọn lửa, hiện lên ánh đao sắc bén. Cơ thể đồ con của Quỳ Hoa tu sĩ thiếu chút nữa thì bị chém làm đôi, ngọn lửa vô tình nuốt chửng lấy hắn kết thúc rồi. Tinh thần của Tống Thư Hàng bị sử dụng quá độ, hắn chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Bây giờ, đậu đậu bỗng nhiên nhảy loáng tới bên quỳ hoa tu sĩ, nó vươn móng vuốt mò mò cơ thể kẻ này. Hai bình xứ nhỏ, một bùa hộ mệnh hình dây truyền được đậu đậu đào ra. Sau đó, cơ thể của quỳ hoa tu sĩ liền bị hỏa diễm đao pháp thiêu rụi, chẳng còn giữ lại bộ phận nào. Ánh mắt đậu đậu lộ ý cười, nó vứt ba thứ vừa mò được cho Tống Thư Hàng. Cho người đó, chiến lợi phẩm, bị đốt cháy thì tiếc lắm. Chiếc bình xứ mang phong cách Trung Quốc đựng khí huyết đan, chất lượng không tệ. Mà cái bùa hộ mệnh kia, chính là pháp khí cấp thấp thanh phong gia tốc, mà quỳ hoa tu sĩ vừa sử dụng. Nếu dùng đúng cách, sẽ có được hiệu quả thần kỳ. Tống Thư Hàng ngồi phệt xuống đất, đón lấy ba món đồ nọ rồi thở hổn hển. Nhãn khiếu thiên phú, đã xài hết tinh thần lực của hắn, mà đoạn cuối, hắn còn kích hoạt hỏa diễm đao pháp trong nhẫn, thành thử tinh lực của hắn đã bị vét cạn. Học, đậu đậu, chúng ta về thôi. Tống thư hàng nhìn về phía đậu đậu, cười nói. Bấy giờ từ trong góc bỗng nhiên có một bóng người thong thả bước tới. Ha 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 ha, quả là một trận chiến hấp dẫn. Đó là một trong những cấp dưới của đàn chủ, nhất phẩm nhị khiếu, từng trúng kim cương trụ cột quyền pháp nhị của Tống thư hàng rồi ngã sắp xuống đất. Hẳn kẻ này có phương pháp gì giúp phòng ngự, nên không bị thương nhiều lắm nhưng nãy giờ, hắn vẫn nằm giả chết trên nền, đợi đến khi quỳ hoa tu sĩ bị đánh bại, tống thư hàng kiệt sức, thì mới đứng dậy. Hai tay hắn, mỗi bên cầm một thanh đao không cán, hắn nghe răng cười với tống thư hàng, kỳ ngộ ngay trước mắt đây rồi, chỉ cần hủy hoại tứ chi của thư sơn áp lực đại, rồi đem hắn về vô cực ma tông là mình sẽ có cơ hội gia nhập vào vô cực ma tông. Đến khi ấy, con đường tu hành của mình có thể đẩy nhanh, mình sẽ tiến được một bước nữa. Không chừng, mình có thể trở thành cường giả mạnh hơn cả đàn chủ ngày xưa. Thấy cấp dưới của đàn chủ xuất hiện, Tống Thư Hàng thoáng thở dài. Mình đúng là còn non nớt quá, lần sau, nhất định phải xem xét cẩn thận những kẻ địch đã ngã xuống. Cấp dưới của đàn chủ cười ha hả Tiếc rằng ngươi chẳng còn lần sau nào đâu. Trong lúc nói vậy, hắn quăng lưỡi đao không cắn về phía Tống Thư Hàng, hòng hủy hoại tứ chi hắn. Kinh nghiệm cần tích lũy từ từ, lần sau cẩn thận là được bỗng có một giọng nói đáp lại từ trong hư vô. Chính là tiếng của đậu đậu. Sau đó, đậu đậu tao nhã tiến lên, che trước mặt tống thư hàng rồi hiện yêu thân, nó hóa thành một con đại yêu khuyển dài chừng 5 mét. Keng 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 keng, lưỡi dao sắc bén đâm vào người nó, đến một sợi lông cũng chẳng cắt nổi. Giống như vài hạt bụi từ không khí rơi vào, chẳng đem lại chút cảm giác. Gió nhẹ phe phất, đậu đậu cỡ lớn của hiện lại non vô cùng bảnh trẹo cấp dưới của đàn chủ trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn con chó Bắc Kinh dài hơn 5 mét trước mắt. Yêu thú! Sao yêu thú lại xuất hiện ở nơi này? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều hơn, đậu đậu đã há mồm, một ngọn lửa yêu màu xanh phun ra từ miệng nó, trùm lên người hắn, thiêu cấp dưới của đàn chủ thành cho. Năm tên cấp dưới đang nằm trên nền đất còn lại cũng không may mắn tránh khỏi. Đậu đậu quẳng cho mỗi kẻ một luồng yêu hỏa màu xanh, quét sạch thi thể. Không ngờ, đến cuối vẫn phải nhờ đậu đậu giúp sức may mà mình dắt đậu đậu theo tống thư hàng nghĩ thầm đi thôi về nhà đậu đậu kéo tống thư hàng và túi sách của hắn lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống lưng mình nó nhảy vút rồi bay lên trời sương mù che phủ nó và tống thư hàng khiến họ hoàn toàn biến mất đậu đậu bắt đầu tung bước trên không bộ lông mềm mại khiến cơ thể tống thư hàng chìm xuống hắn yếu ớt ghé vào lưng của đậu đậu ha nằm lên lưng đậu đậu rồi mới biết, người đậu đậu mềm quá, thích thật đấy. Tống Thư Hàng cười gian, hắn cọ cọ lưng đậu đậu. Dù là chiếc giường mềm mại, thoải mái thế nào thì cũng chẳng bằng lưng của đậu đậu. Đậu đậu ngừng một chút rồi bảo, nói trước cho người biết, ta là giống được. Nếu người muốn được như mấy nam chính trên phim hay trên truyền hình, khao khát một chuyện tình giữa người và thú thì ta không phải đối tượng phù hợp đâu. Chỉ bằng, ta giới thiệu cho người mấy nàng mèo nhé nàng chó thì còn lâu, ta không thể để ngươi nhúng chảm giống loài của mình được. Tống Thư Hàng, chương 174, không không đạo môn đường thiếu chủ. Ô, gần đây chắc chắn đậu đậu đã xem quá nhiều phim đen rồi. Tống Thư Hàng đang định viết một bài luận 800 chữ để khiển trách đậu đậu trong tâm tưởng thì điện thoại trong túi vang lên. Mở máy ra xem, thì ra là chủ nhóm Hoàng Sơn Trân Quân gọi tới. Tống Thư Hàng nghe máy. Hoàng Sơn tiền bối, có chuyện gì vậy? Ha ha, lúc trước ta nói sẽ đặt cho ngươi với bạch tôn giả mấy cái ô tô đúng không? Hôm nay 13 chiếc đã được vận chuyển tới một bãi đỗ xe gần Đại học Giang Nam rồi, mấy chiếc còn lại sẽ được chuyển tới trong vòng một tháng nữa. Tí nữa sẽ có người gọi điện cho ngươi, ngươi đi nhận xe nhé. Ta đã bao cả bãi đỗ xe luôn rồi, xe nào không dùng đến thì cứ đỗ ở đó là được. Tiếng cười sang sảng của Hoàng Sơn Trân Quân truyền tới. Tống Thư Hàng nghe xong thì trong lòng khẽ động, sau khi thi xong bằng lái, đương nhiên là hắn muốn có một con xe ngon, giấc mộng đàn ông trừ bay lên trời thì còn có xe ngon nữa mà. Không thành vấn đề, lúc nào ta cũng qua được. Hoàng Sơn chân quân lại hạ giọng hỏi, "Còn có chuyện khác nữa, bây giờ Bạch Tôn giả có ở gần ngươi không?" "Không, ta vừa tan học, đang trên đường về." Tống Thư Hàng đáp. "Thế thì ta nói luôn, ta hỏi ngươi này, gần đây có phải Bạch Tôn giả rất may mắn không?" hoàng sơn trân quân khẽ hỏi may mắn á hình như bạch tiền bối đúng là may thật đấy tống thư hàng gật đầu nói ví dụ như rút thưởng ngoài cửa hàng điện tử rút cái được giải nhất ngay này hoặc ví dụ hôm mình khế ước linh quỷ có thi thể của tán tu bay tới rất phi kiếm và nhẫn đồng cổ nữa này bây giờ thanh kiếm kia còn đang được bạch tôn giả dùng thay đi bộ đấy ừm quả nhiên là bắt đầu rồi chú ý an toàn nha thư hàng tiểu hữu Bạch tiền bối càng may thì người càng cần phải chú ý hơn đấy. Hoàng Sơn Trân Quân nói. Sao lại phải chú ý an toàn? Tống Thư Hàng nghi ngờ hỏi. Để ta nói kiểu dễ hiểu đi. Nếu có thiên thạch từ trên trời rơi xuống bên cạnh bạch tiền bối, sau đó ngài ấy phá thiên thạch ra được một đống tài liệu luyện khí mà tu sĩ dùng được, thì đây là may mắn đúng không? Hoàng Sơn Trân Quân hỏi. Đúng. Tống Thư Hàng gật đầu thế nếu cái tảng thiên thạch đó mém chút nện chết hoặc nện trọng thương người đang đứng bên cạnh bạch tôn giả thì sao? Hoàng Sơn Trân Quân nói khe khẽ. Tống Thư Hàng lập tức ngộ ra chân lý. Trân Quân, ý ngài là may mắn của bạch tiền bối thường đi kèm với vận rủi à? Cũng không phải thế, nói đúng ra hẳn phải là phú quý trong nguy hiểm ấy. Chỉ cần cẩn thận một chút thì ngươi sẽ thu lợi không ít đâu. Hoàng Sơn Trân Quân cảm thán. Được rồi, ta biết rồi. Tống Thư Hàng gật đầu, đây chính là nguyên nhân mà các tiền bối trong nhóm đều tránh bạch tiền bối sao. Còn việc cuối cùng nữa, coi như là kinh nghiệm tiền bối truyền thụ cho người đi. Hoàng Sơn Trân Quân nói với vẻ ý tứ sâu xa, sắp tới người tán gẫu với mấy cô nương xinh đẹp trong nhóm nhiều chút đi. Như cô nàng Vũ Nhu Tử trong nhóm cửu châu số một chúng ta ấy. Nói chuyện với cô ấy nhiều vào, vừa nói vừa nghĩ đến những điểm xinh đẹp của cô nương ấy nhé. Trong nhóm còn có lệ chi tiên tử, Cô nương này thì vừa mới ra nước ngoài dạy dỗ một tên thần linh bản xứ dám đắc tội cô ấy về, chắc là cũng sẽ online thường xuyên. Lúc nào rảnh ngươi tiếp xúc với cô ấy nhiều chút, cô nàng còn thích chụp ảnh tự sướng, ngươi sẽ thường xuyên thấy ảnh xinh đẹp của cô ấy, lúc xem thì nhớ nghĩ đến những điểm thu hút của người ta. Gì? Tống thư hàng nghe xong chẳng hiểu ra sao. Không có gì đâu, tiếp xúc với mấy cô nàng xinh đẹp nhiều vào, nghe tiền bối, chuẩn không sai. Hoàng Sơn chân quân thâm sâu nói, "Thế nhé, ta cúp trước." Tút tút, Hoàng Sơn chân quân cúp điện thoại. Tống Thư Hàng cầm máy di động, bồn bực lẩm bẩm. Mấy vị tiền bối trong nhóm toàn thích nói một nửa giữ một nửa, sao không chịu nói rõ ra nhỉ? Đậu Đậu dưới đất ngẩng lên nhìn Tống Thư Hàng một cái rõ sâu sắc, sau đó im lặng gật đầu. "Không có gì đâu, đừng có nghe Hoàng Sơn đại ngốc, cha đó đen tối lắm." Tống Thư Hàng gạch nối Phía khác, tại nhà của dược sư. Bạch tôn giả dựa vào tường, tư thế cực ngầu. Thế này được chưa? Được rồi, được rồi, giữ tư thế này đi. Trước mặt hắn là một cô nàng mặc đồng phục cảnh sát, tầm hơn 20 tuổi. Cô nàng cầm máy ảnh trong tay, miệng thầm nuốt nước miếng ửng ực. Cô nàng này chính là nhân viên phụ trách cấp giấy tờ tạm trú cho bạch tôn giả. Tách tách tách, sau khi chụp mấy chục tấm ảnh của bạch tôn giả, cô nàng liếm môi. Một tư thế cuối cùng, sau khi chụp xong tôi sẽ chọn một tấm để làm giấy tờ tạm trú cho ngài. Ừm, được, nhưng mà làm giấy tạm trú cần nhiều ảnh như vậy sao? Bạch tôn giả nghi ngờ nhưng vẫn rất phối hợp, đưa một tay lên đỡ chán làm một động tác cực cool. Cần chứ cần chứ, nhất định tôi phải làm ra một tờ giấy tạm trú hoàn hảo mới được. Nữ cảnh sát nghiêm túc nói, đoạn vuốt vuốt album trong máy ảnh, trong đó đã có tới hơn 20 tấm rồi. Tiếc quá đi, muốn chụp thêm nữa quá đi cô thậm chí còn muốn nhét cái người tên là Tống Bạch ở trước mặt này vào máy tính mà mang về nhà luôn ấy chứ. Mang về có thể khoe với các đồng nghiệp nữ dài dài. Tống Bạch chính là tên của Bạch Tôn Giả hiện tại. Bởi vì tên của Bạch Tôn Giả chỉ có mỗi một chữ Bạch, không tiện làm chứng minh thư. Cho nên khi Tuyết Lang động chủ làm chứng minh thư cho hắn thì thuận tay thêm luôn họ Tống vào. Sau khi lưu luyến không rời chụp nốt tấm ảnh cuối cùng, nữ cảnh sát để lại phương thức liên lạc của mình rồi nói. Ngài Tống Bạch, tối đa hai ngày nữa tôi sẽ gửi giấy tạm trú của ngài tới đây. Nếu ngài có nhu cầu gì cần gấp cũng có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ ưu tiên làm trước cho ngài. Cảm ơn, Bạch Tôn giả mỉm cười với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát mặt đỏ bừng, đeo máy ảnh, tim đập rộn rã không ngừng. Cuối cùng cô tiếc núi ngắm Bạch Tôn giả thêm một lúc nữa rồi mới ôm một bụng không cam lòng đi khỏi nhà của dược sư. Bạch Tôn giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong cả quá trình chụp ảnh hắn đều phải khống chế cẩn thận khí tức của mình, tránh cho mị lực đặc biệt trời sinh phóng ra ngoài. Mệt ơi là mệt. Sau khi nữ cảnh sát rời đi, bạch tôn giả đi ra sân, lấy một cái thùng to đùng. Trong này chính là chiến lợi phẩm mà hắn tích góp được trong ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay. Ngoại trừ tivi màn hình lớn, máy lọc nước, loa thùng, lò vi sóng, sáng nay, còn có cả máy hút mùi, lò vi sóng, máy làm sữa đậu nành nếu không phải sáng nay nữ cảnh sát kia đến sớm quá thì hắn còn muốn tháo nhiều thứ hơn cơ. Đương nhiên sau khi mấy thứ này hỏng tan tành thì hắn đều cẩn thận vẽ một trận pháp ảo ảnh ở vị trí cũ của chúng. Trong thời gian ngắn sẽ không bị ai nhìn ra điểm gì khác thường. Hy vọng là Tống Thư Hàng tiểu hữu sẽ không nhìn thấy điểm khác thường đi tương đương. Nhân lúc Tống Thư Hàng chưa về, mang đám này đi xử lý trước cái đã. chương 175, manh mối về lưu tinh kiếm là người xuất sắc trong lứa đệ tử này của không không đạo môn, từ khi hành nghiệp đến giờ, đường thiếu chủ rất ít khi thất bại. Lần này, cô muốn trả món nợ ân tình của quỳ hoa tu sĩ nên mới qua đây trộm huyết thần toàn. Hai hôm nay, cô thường xuyên quan sát đại trận phòng ngự của tòa nhà này, trận pháp của tòa nhà vô cùng rắc rối, cô không thể phá giải được nó trong khoảng thời gian ngắn được. Đương lúc cô đang đau đầu về vấn đề ấy, thì bỗng nhiên hôm nay, cô phát hiện ra đại trận rắc rối này có vấn đề, chẳng biết từ bao giờ, trận pháp đã bị ai đó tẽ ra một lỗ hồng lớn. Dù sau đó, đã có cao nhân trùng tu, nhưng chỉ cần trận pháp bị trùng tu, thì tức là đã có cơ hội để lèn vào. Phải tranh thủ thời cơ, không được bỏ lỡ. Đường thiếu chủ liền đi tới nơi trận pháp từng bị tẽ ra, bắt đầu dò xét lỗ hồng hồng phá trận. Bấy giờ, cánh cửa nhà mở ra, một người đàn ông Tuấn Mỹ đi tới sân. Đường thiếu chủ liền nằm úp sấp xuống sàn, rồi lấy pháp bảo tràng lên người mình, khiến mình rơi vào trạng thái ẩn thân. Sau đó, lén lút nhòm ngó người đàn ông trong sân qua lớp màng bảo vệ. Trong sân, bạch tôn giả đặt cái chiến lợi phẩm xuống, sau đó tiện tay bẻ một nhành cây, khắc vài trận pháp, chẳng mấy chốc đã chế ra phi kiếm dùng một lần bản 004. Đường thiếu chủ ở phía ngoài nhìn mà ngây người, phi kiếm, luyện thành như vậy sao? Đùa nhau à, hơn nữa cái nguyên liệu gỗ được sử dụng lại là một nhanh cây tầm thường đâu cũng ngắt nổi đến kim đan linh hoàng trưởng lão ở không không đạo môn cũng chẳng làm được thế. Cô lặng lẽ nuốt nước miếng. Bây giờ, bạch tôn giả lại đặt một thùng đồ gì đó lên trên phi kiếm. Sau đấy, hắn bắt kiếm quyết, rồi quát khẽ. Đi thôi. Phi kiếm dùng một lần bản 004 mang theo một thùng đồ to từ từ bay lên, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Ừm, bạch tôn giả gật đầu với vẻ vừa lòng. Ở phía ngoài, đường thiếu chủ sợ đến độ chân mềm hoạt, Cô chưa từng nghe nói về chuyện có ai có thể điều khiển phi kiếm bay vèo một phát cao như thế. Chuyện lấy thủ cấp của địch từ nơi cách xa ngàn dặm vốn đã phóng đại lắm rồi, nhưng phi kiếm của người đàn ông tuấn mỹ này đâu chỉ bay có ngàn dặm. Nếu không thấy bóng dáng đâu nữa, thì chắc hẳn nó bay vào vũ trụ rồi ấy chứ. Còn chơi với nhau được không đây? Không được, không thể nhận nhiệm vụ này, cùng lắm thì trả cái món nợ ân tình sau vậy, không nên vì một cái nhiệm vụ như thế mà bỏ mạng đường thiếu chủ nghĩ vậy liền chuẩn bị rút lui. Đạo hữu phía ngoài, đến từ không không đạo môn sao. Lúc này, bạch tôn giả xoay đầu lại, nhìn về phía đường thiếu chủ rồi cười khẽ. Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, pháp khí của ta được sư phụ tất từ cổ di tích, ngay cả kim đan linh hoàng ngũ phẩm cũng khó mà nhìn thấu. Đường thiếu chủ vô cùng sửng sốt. Trừ phi, cái người đàn ông tuấn Mỹ này có thực lực từ chân quân lục phẩm trở nên đừng bảo là mình xui xẻo thế chứ đường thiếu chủ rút đầu vào cái ý nghĩ chắc mừng chẳng xui xẻo đến vậy cô quyết định chậm rãi rụt người rồi lặng lẽ bỏ đi đừng đi pháp bảo kia của ngươi không qua nổi mắt ta giọng nói thản nhiên của bạch tôn giả vang lên đường thiếu chủ cứng họng cô đứng lên lật pháp bảo ra mặt mày nhăn nhó cái này đúng là chưa kịp báo tin thắng trận mà đã chết nha bạch tôn giả tươi cười chỉ chỉ tay đi vào từ phía cửa chính Lối đi vào trận pháp ở đó. Sau khi bế quan xong ra ngoài, hắn đang muốn đi tìm người của Không Không Đạo môn đây. Bởi vì lưu tinh kiếm, phi kiếm bản mạng của hắn bị người của Không Không Đạo môn trộm mất lúc hắn đang bế quan rồi. Tuy rằng có thể lần theo dấu vết trên phi kiếm để đi tìm, thế nhưng gặp được người của Không Không Đạo môn thì vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều lắm. Đường thiếu chủ sợ hãi đi tới trước mặt Bạch Tôn giả, nhỏ nhẹ nói: "Chào tiền bối." thực ra ta chỉ đi ngang qua đây thôi, ngài có tin không? Ha ha, bạch tôn giả cười ha hả Người của không không đạo môn ngồi trước cửa nhà ngươi, ngươi có tin cô nàng chỉ đi ngang qua thôi không? Nói đến không không đạo môn, bạch tôn giả liền nghĩ tới những việc khi mình bế quan, ngẫm lại thì cũng thú vị lắm. Ngẫm nghĩ một lát, hắn thất thần. Đường thiếu chủ nghe thấy vị cao nhân này cười ha ha thì khổ não lắm, phen này không chết cũng bị lột một tầng ra rồi cơ mà sao mãi hồi lâu mà vị tiền bối cao nhân này vẫn chưa có động tính gì nhỉ? Cô nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên giòm thì thấy hai mắt của bạch tôn giả mơ mơ màng màng, hình như là thất thần rồi. Cơ hội tốt nha, hay là chuồn thôi. Đường thiếu chủ cắn chặt răng, thế nhưng sau đó vẫn không dám trốn. Cho dù ngài ấy thất thần thật, nhưng mà với bản lĩnh tống cả dương đổ theo phi kiếm lên trời mất tích kia, thì cô chạy đi đâu mà người ta chẳng phi kiếm đuổi theo được ngay nói không chừng vị tiền bối này đang muốn thả cho mình chạy trốn, để lấy cớ thọt mình một kiếm ấy chứ. Nghĩ thế, cô nàng chỉ có thể ngồi ngây ra đó, im lặng đợi chờ. Nếu Tống Thư Hàng đang ở đây thì nhất định sẽ cao giọng khuyên cô. Nè cô bé, mau chuồn đi, bằng không sẽ nguy hiểm tính mạng đó. May mà sau khi xoa cầm suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng Bạch Tôn giả đột nhiên nghĩ ra hình như mình vừa mới tóm được một đệ tử đạo môn, thế là ngài hơi hồi phục tinh thần trở lại đường thiếu chủ may mắn lượm về được một cái mạng. Bạch tôn giả nhìn đệ tử không không đạo môn rụt rè đứng trước mặt mình rồi cất tiếng hỏi. Người tới đây để trộm thứ gì? Đường thiếu chủ thở dài đáp cụ thể. Một thứ bảo vật tên là huyết thần toản. Huyết thần toản à, bạch tôn giả có ấn tượng với thứ này, vì mấy ngày nay đã từng nghe mấy đạo hữu trong nhóm nhắc qua. Hình như thư hàng tiểu hữu định đổi huyết thần toản lấy cái gì của thất sinh phù đạo hữu trong nhóm thì phải nếu mục tiêu của ngươi là huyết thần toàn thì ta khuyên cô nên bỏ ý định với thứ đó đi. Bạch tôn giả nói, có đạo hữu đã sớm có ý với nó rồi, nếu chọc giận vị đạo hữu kia thì không biết chừng không không đạo môn của các ngươi sẽ diệt môn đấy. Trong lúc vô tình, bạch tôn giả đã để lộ thế lực khổng lồ sau lưng phủ chủ thất sinh phù. Diệt môn, đường thiếu chủ không tin, không không đạo môn là một môn phái bị rất nhiều người ghét nhưng vẫn tồn tại trên thế gian lâu như vậy, nó trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, đâu dễ dàng mà diệt môn. Ta đã nói hết lời, tin hay không tùy ngươi, thế nhưng dù sao ngươi cũng không thể trộm được huyết thần toàn. Bạch tôn giả cười lớn. Tức thì, lòng đường thiếu chủ trầm xuống, đúng vậy, mình làm gì có cơ hội ra tay. Theo ta vào nhà đi, có chút việc muốn hỏi ngươi về không không đạo môn của các ngươi đây. Bạch tôn giả vẫy tay với cô rồi đi vào trong nhà. Đường thiếu chủ ngoan ngoãn đi theo. Sau khi ngồi xuống phòng khách trên tầng 3, Bạch Tôn giả mới hỏi: "Khoảng 100 năm trước, có đệ tử nào của các ngươi đi đào một cái bảo tàng rồi lấy trộm một thanh phi kiếm không?" "Bảo tàng, phi kiếm." Đường thiếu chủ cười đắng ngắt, "Tiền bối có thể nói cụ thể hơn một chút được không?" Chương 176: Lệ chi tiên tử. "Trên thanh phi kiếm kia có dòng chữ Lưu Tinh." Bạch Tôn giả trả lời. "Lưu Tinh kiếm." Đường thiếu chủ lập tức nghĩ đến một chuyện chẳng lẽ là lãnh diễm kiếm lưu thiên túng tiền bối đây chính là một vị tiền bối nổi danh quái đản trong không không đạo môn có nhân vật phù hợp à nói thử xem nào bạch tôn giả mỉm cười nói nụ cười của hắn như có một ma lực thần kỳ làm cho đường thiếu chủ bất chi bất giác kể hết những chuyện mình biết ra lãnh diễm kiếm lưu thiên túng tiền bối nhưng trăm năm trước đây hắn đã đổi ngoại hiệu thành diệu thủ thiên thành lưu thiên túng là một đệ tử rất xuất sắc của không không đạo môn chúng ta, thường xuyên đi vào được một vài phong ấn mà trưởng bối ở đạo môn cũng không giải được, để đi tìm bảo tàng. Đường thiếu chủ nhớ lại nói, tuổi của cô ả cũng không lớn, phần lớn những việc liên quan đến lưu thiên túng tiền bối đều là nghe được từ sư tôn của mình. Nhưng hơn 100 năm trước, lưu thiên túng tiền bối tìm được một cổ tu di phủ, hắn mất rất nhiều thời gian đã thông tầng tầng cơ quan, đào mãi vào bên trong cổ tu di phủ kia. Theo lời hắn nói, cuối cùng hắn cũng chỉ lấy được có mỗi một thanh phi kiếm và một pho tượng. Hắn từng nghĩ đến việc mang pho tượng kia về không không đạo môn luôn, nhưng sau này không biết tại sao, nửa đường thì lại chôn pho tượng xuống lòng đất lại. Chỉ mang thanh, lưu tinh kiếm, này về đạo môn mà thôi. Sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu bế quan, điên cuồng tu luyện, ngay cả việc đi tìm bảo tàng cũng ít dần. Các trưởng bối trong môn phái đều nói một thân bản lãnh không không diệu thủ của hắn coi như phế bỏ. Về sau nữa, cũng chính là 10 năm trước, hắn đột nhiên phá quan mà ra, đi ra ngoài sông Sáo. Chỉ mấy năm thôi đã tạo nên thanh danh lãnh diễm kiếm hiển hách. Đại khái là như vậy đó. Đường thiếu chủ nói. Liên quan đến, lãnh diễm kiếm tiền bối còn có một ít chuyện riêng, cô không nói nhiều, ví như lãnh diễm kiếm lưu thiên túng tiền bối năm đó mang lưu tinh kiếm trở về môn phái thì mặt mày đờ đẫn. Đến ngày thứ hai hắn bắt đầu điên cuồng tìm đàn bà một ngày ít thì cũng ba người, nhiều thì năm sáu người, cứ như vậy suốt một năm trời. Lúc tất cả tiền bối trong môn phái còn cho là hắn sắp phế tới nơi rồi. Nhưng một năm sau, hắn lại bắt đầu bế quan, không màng thế sự bên ngoài, cứ thế mãi đến 88 năm. Lúc xuất quan thì đã trở thành một kiếm tu cường đại. Bạch tôn giả khẽ gật đầu, cái tên, lãnh diễm kiếm, lưu thiên túng này chính là kẻ mang lưu tinh kiếm của hắn đi. Vậy người có biết bây giờ lãnh diễm kiếm ở đâu không? Bạch tôn giả dò hỏi. Lúc nghe vấn đề này, đường thiếu chủ bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô kinh hoàng nhìn bạch tôn giả, không chịu trả lời, cô lo lắng bạch tôn giả sẽ hại đến tiền bối trong môn phái. Yên tâm đi, ta không có ý làm hại các ngươi đâu. Bạch tôn giả nói, ta chỉ muốn lấy lưu tinh kiếm của ta về thôi. Đường thiếu chủ nhất quyết không chịu lên tiếng. Bởi vì hình như lãnh giếm kiếm lưu thiên túng tiền bối, phải đi cứu tiền bối, phân vụ đạo trường, trong Không Không Đạo môn, vị tiền bối kia bị kẻ khác dùng thiên thạch trấn áp đã hơn 200 năm. Chuyện liên quan đến an nguy của hai vị tiền bối, cô không dám nói nhiều. Tiểu nha đầu ngươi cũng cảnh giác lắm, thôi được rồi, ngươi cứ ở lại nơi này của ta mấy ngày. Qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Lưu Tinh kiếm. Bạch Tôn giả cười nói. Một bên khác, sau khi Tống thư hàng nghe xong điện thoại của Hoàng Sơn chân quân, đầu óc mơ hồ cả đi hắn liền cầm điện thoại lên, mở nhóm cửu châu số 1 lên xem, định tìm ít manh mối từ đó. Lúc này nhóm cửu châu số 1 đang rất náo nhiệt, bởi vì có một vị tiền bối hình như mới từ nước ngoài về còn mang theo thần linh bản địa. Móc lửng. Khoảng vài phút trước, lệ chi tiên tử gửi một cái ai cần mặt cười dạng dỡ. Cái đạo hiệu, lệ chi, này có chút cổ quái. Chủ yếu cũng bởi vì lúc đặt đạo hiệu, sư tôn của cô nhất thời hứng chí, đặt cho đệ tử môn hạ một đống đạo hiệu kỳ quái có mật đào tiên tử hạ lê đạo trường ba la đạo trường anh đào tiên tử tất cả đều là tên của mấy loại trái cây so với mấy loại đạo hiệu như mật đào tiên tử thì cái đạo hiệu lệ chi vẫn xem như tốt chán sau này gọi mãi cô cũng quen luôn hoàng sơn chân quân lệ chi hoan nghênh trở lại lệ chi tiên tử cảm ơn hoàng sơn tiền bối ta cuối cùng cũng trở lại rồi chuyến này ra ngoài mất một ít thời gian, bản thể của thổ chứ thần kia lại được giấu trong một dị không gian, trốn cũng khá kỹ, nhưng vẫn bị ta tìm ra được, cho nó nếm qua mùi vị của một ngàn viên oanh thiên lôi, sau đó tiêu diệt. Túy Nguyệt cư sĩ, hoan nghênh trở lại, chuyến này lệ chi tiên tử thu hoạch thế nào? Lần sau ngươi đi thu phục thần linh bản địa ở nước ngoài thì nhớ gọi ta với nha. Đồng quái tiên sư cuối cùng cũng được hủy bỏ cấm ngôn thở dài nói. Hoàn thành không tôi, chỉ là gần đây thần linh bản địa càng ngày càng nghèo. Đề nghị đạo hữu lần sau mà có đi thu phục, hãy tìm loại mà rất lâu chưa bị ai đánh mà thu phục. Lệ chi tiên tử nói xong, liền gửi lên mấy tấm hình. Trong hình là một cô gái phương đông với đôi mắt to tròn, trên mặt mang theo một nụ cười thoải mái, lúc cười lên còn có hai má lúm đồng tiền. Dưới chân cô là một hợp thể giữa rắn và con trùng đang nằm sấp, đây chính là một loại thần linh bản địa. Thần linh bản địa phân ra rất nhiều loại, có loại là yêu thú dị biến, có loại là do hương khói thì trở thành hương hỏa thần linh, còn có loại là người tu luyện một vài công pháp đặc thù rồi chuyển hóa mà thành. Tấm hình phía dưới chính là những thu hoạch của cô, một ít nguyên liệu luyện khí loại tốt. Sau đó còn có thi thể của thần linh bản địa, thường ở tình huống này, tu sĩ sẽ rất ít khi giết thần linh bản địa, vì phải gánh một ít nhân quả không cần thiết, rất phiền toái. Chỉ là thần linh bản địa này đắc tội rất nặng với lệ chi tiên tử, cho nên mới bị cô trực tiếp làm thịt. Dược sư, thì ra Lệ Chi tiên tử đẹp như vậy, phần trăm sao thăng. Dòng chữ phía sau trở thành một đàn loạn mã, suy nghĩ một chút, bên cạnh Dược sư còn có vị Giang Tử Yên cô nương, là hiểu ngay đang xảy ra chuyện gì. Trước mặt Tử Yên cô nương mà dám khen người đàn bà khác đẹp, Dược sư chết không oan. Hoàng Sơn chân quân bĩnh tĩnh không nhìn Dược sư, nói trong nhóm chat. Lệ Chi à, sau này có rảnh rỗi thì gửi thêm ít hình lên nhóm đi. Lệ Chi Tiên Tử thắc mắc hỏi lại. Hoàng Sơn Chân Quân nhanh chóng đổi sang chế độ nói chuyện riêng với Lệ Chi Tiên Tử. "Hừm, Bạch Chân Quân bây giờ đã là Bạch Tôn Giả đã xuất quan, bây giờ trong nhóm có một vị đạo hữu mới đang tiếp đãi hắn." "Ừ ừ." Lệ Chi Tiên Tử tỏ ra là đã hiểu, hiểu hiểu cái giam a. À. "Chẳng lẽ vị đạo hữu mới kia tiếp đãi Bạch Tôn Giả thì phải đưa hình cô ra để bổ não a?" À. Lúc này Đồng Quái Tiên Sư đột nhiên ngóc đầu lên nói ha ha, nói đến hình của lệ chi tiên tử, ta có một tấm lệ chi, nút, đây này. Trắng bóc, rất chói mắt nha. Gì? Lệ chi tiên tử chừng hai mắt lên, cô chụp hình, nút, lúc nào? Lại còn trắng bóc, tuyết lang động chủ. Mặc dù gu thẩm mỹ của lão phu không giống loài người các ngươi, nhưng gửi lên nhìn thử xem sao. Tạo hóa pháp vương, có hứng thú nhìn một chút. Thất sinh phù phủ chủ. Người đã muốn gửi lên, ta nhìn qua một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Sược sư, phần trăm thăng về kép, đồng quái tiên sư cười đắc ý, sau đó gửi lên tấm hình đúng là lệ chi, nút, thật. mươi 177, cả nhà đổi mới. Tuyết lang động chủ, tạo hóa pháp vương, phủ chủ thất sinh phù. Sược sư, đây thật sự là đồng quái tiên sư, thật sự không phải cuồng đao tam lãng đang online nick của hắn đấy chứ. Tuy Nguyệt cư sĩ nói với vẻ nghi hoặc, mặc dù đồng quái tiên sư lúc trước luôn bói xái nhưng cũng không ngu ngốc tự tìm chết như thế. Ha ha, Hoàng Sơn chân Quân. Hệ thống thông báo, đồng quái tiên sư bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân Quân cấm nói một ngày. Từ cái lần mà đồng quái tiên sư gửi video Hoàng Sơn chân Quân tiếp đãi bạch chân Quân xong, bây giờ càng lúc càng đi xa trên con đường tự tìm chết, không cách nào quay đầu lại được nữa rồi. Nếu như không phải từng luyện chế thối thể dịch, chỉ xem đống nhật ký chat này thì ai mà tin được đây là một nhóm tu sĩ hàng thật giá thật đang nói chuyện chứ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bất quá, Hoàng Sơn Chân Quân còn nhờ vả Lệ Chi Tiên Tử gửi nhiều ảnh mỹ nữ lên nhóm, lại còn đặc biệt dặn dò Tống Thư Hàng phải ngắm mỹ nữ nhiều vào, còn phải thường xuyên nghĩ về mấy cô nàng xinh đẹp nữa. Không phải là Chân Quân sợ mình bị Bạch Chân Quân tiền bối ảnh hưởng đấy chứ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Nếu như loại mị lực đặc biệt trên người Bạch Tiền Bối mà phát ra thì đúng là không ai chống cự lại được. Dù chỉ là chút mị lực hắn vô tình phát ra trong lúc bế quan ở bên trong pho tượng, cũng khiến cho vô số nam nữ trẻ tuổi, thậm chí là mấy bác gái, ông chú phát cuồng. Còn tạo nên trận đánh nhau quy mô lớn ở đạo quán vô danh trong thôn Lâm Diêu nữa. Chỉ là bây giờ Bạch Tiền Bối đã có thể khống chế được mị lực trên người của hắn rồi. Chỉ cần hắn không ngẩn người thì cũng chỉ là một người đàn ông có bộ dạng tuấn mỹ hơn người tí thôi, làm gì đến mức có chuyện chứ? Có lẽ là mấy người Hoàng Sơn chân quân còn chưa biết Bạch Tiền Bối đã có thể khống chế được mị lực bản thân chăng? Đúng rồi, thư hàng tiểu hữu có online không? Đúng lúc này, Tuyết Lang động chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống thư hàng vội trả lời, có đây tiền bối, ta vừa mới online. Ha ha, thư hàng tiểu hữu khi nào thì ngươi mới đưa Bạch Tiền Bối đi làm thẻ ngân hàng thế? Mấy hôm trước Bạch Tiền Bối liên lạc với ba, nói là muốn dùng chút vàng bạc đổi thành tiền lưu thông bây giờ. Chờ sau khi ngươi đưa hắn đi làm thẻ ngân hàng xong thì ta sẽ chuyển mấy chục triệu qua cho Bạch Tiền Bối dùng đỡ trước. Tuyết Lang động chủ cười nói. Mấy chục triệu dùng đỡ? Tống thư hàng lập tức nhớ đến 10 triệu tiền điện thoại trong máy mình. Nhưng hắn vẫn đáp ngay, được, ta sẽ tranh thủ đưa Bạch Tiền Bối đi đăng ký tài khoản ngay mà sao bạch tiền bối đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đổi tiền thế nhỉ? Hắn cần mua thứ gì hà? Đúng lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì đậu đậu nhẹ nhàng bay vào, đáp xuống mặt đất. Về tới nhà rồi, đậu đậu kêu to. Tống Thư Hàng bịn dịn không nỡ leo xuống khỏi lưng đậu đậu. Móc chìa khóa ra mở cửa. Hửm, sao lại không mở được cửa thế này? Tống Thư Hàng nghi hoặc xoay xoay chìa khóa, nhưng cửa vẫn trơ trơ. Hắn kéo chìa khóa ra nhìn, đâu có sai đâu, cái này đúng là chìa khóa cửa chính mà chẳng lẽ ổ khóa bị gì rồi tống thư hàng nhìn chằm chằm vào ổ khóa trên cửa hình như ổ khóa này có dấu vết bị người ta cậy rồi thì phải là ảo giác à nhưng không sao hết bạch tiền bối hẳn là đang ở trong nhà tống thư hàng giơ tay nhấn chuông cửa reng 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 tương đương reng 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 tương đương tiếng chuông cửa êm tai vang lên nhưng tống thư hàng lại ngẩn ra hắn nhìn đậu đậu hỏi đậu đậu nếu như ta nhớ không lầm thì chuông cửa của chỗ này không phải tiếng reng 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 tương đương reng 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 tương đương nhỉ. Đậu đậu liếc mắt, từ khi ta tới đây đã ấn chuông bao giờ đâu mà biết. Cùng đúng, người chưa ấn chuông bao giờ, hay là do ta nhớ nhầm, tống thư hàng lẩm bẩm Rất nhanh, bạch tiền bối mỉm cười mở cửa ra, về rồi đấy à, thư hàng tiểu hữu Ừ, tiền bối, hình như ổ khóa ngoài cửa bị hỏng rồi, chìa khóa không mở được lát nữa ta sẽ gọi người đến sửa tống thư hàng thuận miệng nói hỏng rồi à ha 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 được đấy bạch tiền bối tiếp tục giữ nguyên nụ cười gần như hoàn mỹ kia à còn nữa khi nãy hoàng sơn tiền bối gọi đến nói là xe mà hắn đặt mua đã chuyển đến một bãi đổ xe ngầm ở gần đại học giang nam rồi lát nữa sẽ có người liên lạc với ta để chúng ta qua đó kiểm tra nhận xe tống thư hàng đi lên lầu vừa đi vừa nói với bạch trân quân xe hơi phương tiện giao thông ấy à, tốt quá, Tống Thư Hàng nói với vẻ hân hoan. Đang lúc nói chuyện, Tống Thư Hàng đi qua lầu ba mà Bạch Tiền Bối đang ở, sau đó nhìn thấy có một vị khách ngồi trong phòng. Đó là một cô gái đáng yêu hơi tròn, bất quá lúc này cô ta ngồi ngây đưa ra, trông bộ dạng có vẻ rất gượng gạo. Khách của Bạch Tiền Bối à, Tống Thư Hàng hỏi. Không phải, Bạch Tôn Giả lắc đầu cười nói, là người của không không đạo môn, muốn tới đây trộm huyết thần toàn của ngươi, nhưng bị ta bắt lại đúng lúc ta định mấy ngày nữa sẽ đưa cô ta đi tìm lại lưu tinh kiếm của ta a à, lưu tinh kiếm tống thư hàng nhớ bạch tiền bối từng nói thanh kiếm kia đã bị một đệ tử của không không đạo môn trộm đi mất nhìn cô gái có vẻ đáng yêu kia tống thư hàng sờ cầm hỏi liệu cô ta có trốn không hơn nữa cứ để cô ta ở lại trong nhà như thế liệu cô ta có nhân cơ hội lẻn vào phòng hắn trộm huyết thần toàn không hay là trói cô ta lại đi hắn đề nghị. Đường thiếu chủ gượng cười một cái với Tống Thư Hàng. Khỉ gió, cô ta còn định lén lút bỏ chạy, giờ lại bị Tống Thư Hàng chặn mất cả đường lui rồi. Gặp được một cô gái đáng yêu như bà đây, lẽ nào chú mày không thể thương hoa tiếc ngọc được một chút à? Chú mày ế chỏng gọng chắc rồi, thằng chết giấm. Ừ, người nói cũng có lý lắm, bạch tôn giả gật đầu nói. Sau đó, đường thiếu chủ bị trói gô cổ, lại cộng thêm một lá bùa giam cầm của bạch tôn giả, cam đoan cô ta không thể chạy được. Đường thiếu chủ oán hận liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, cứ nhớ cái bản mặt của thằng này đi đã. Đừng có nhìn ta như thế, phải có lòng đề phòng trộm cắp chứ. Tống Thư Hàng cười nói, sau đó hắn lấy điều khiển tivi ra, hay là ta mở tivi cho ngươi xem đỡ chán nhé. Xem tivi, nghe câu này, Bạch Tôn giả lại thấy giật thoát tim. Tống Thư Hàng ấn điều khiển, lại bật nút nguồn trên tivi, Bạch tôn giả lập tức thầm bấm pháp quyết, máy phát hình, lập tức sáng ngời, nhưng chỉ có một màu trắng toát, không có tin tức gì hết. Hửm, hay là bị nhiễu sóng rồi, tống thư hàng nghi hoặc gãi đầu, thử bấm thêm mấy nút nữa. Lúc này, bạch tôn giả lại lặng lẽ cầm điện thoại lên mạng, tìm mấy kênh truyền hình trực tiếp, tìm tiết mục của kênh số 6. Sau đó, hắn lại âm thầm bấm pháp quyết tiếp. Màn hình của máy phát hình sáng lên, sau đó xuất hiện tiết mục của kênh số 6 đang chiếu một bộ phim điện ảnh. À, có tín hiệu rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Bạch Tôn giả thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô xem phim đi nhé, Tống Thư Hàng nói với Đường thiếu chủ. Sau đó, hắn đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Bạch Tiền Bối có muốn ăn gì không? Mấy ngày trước ta mua được nhiều món ngon ở khu La Tín lắm. Chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Tủ lạnh đã được Bạch Tiền Bối sửa lại đôi chút hiệu quả làm lạnh cũng không đến nỗi nào. Lúc nghe thấy tên lò vi sóng thì bạch tôn giả dơ hai tay ôm mặt, thở dài. chương 178, ông ngoại của thổ ba mời. Không biết có phải mình cảm giác sai hay không, sao cứ thấy linh khí trong nhà có vẻ như sung túc hơn thế nhỉ? Tống thư hàng đi về phía tủ lạnh, lòng lại nghĩ thầm. Lúc hắn lấy một vài món ăn ra, định cho vào lò vi sóng hâm nóng lại thì đậu đậu yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo thấy rõ, Tống Thư Hàng đã thấy Đậu Đậu dùng ánh mắt này rất nhiều lần rồi, cho nên hắn đặc biệt mẫn cảm với nó. Chẳng lẽ chuyện mình sắp làm có vấn đề gì à? Hắn nhìn kỹ lại mấy món ăn trên tay mình, lại nhìn quần áo trên người, đâu có gì đâu. Đậu Đậu, có gì thì nói thẳng ra đi có được không? Tống Thư Hàng bất đắc dĩ hỏi. Không có gì hết, ta chỉ muốn xem xem người dùng lò vi sóng, hâm nóng đồ ăn kiểu gì thôi. Đậu Đậu nhếch môi cười đều có thể dùng hình dạng kinh ba để cười nhếch mép này thật đúng là không dễ dàng gì. Lò vi sóng có vấn đề à? Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra. Hắn giơ tay sờ thử, kết quả phát hiện bàn tay của hắn xuyên thấu qua cái lò vi sóng ở trước mắt như xuyên qua không khí, giống như thứ ở trước mặt chỉ là linh hồn của lò vi sóng mà thôi. Ha ha, đậu đậu cười gian. Là bạch tiền bối à? Tống Thư Hàng cười khổ hỏi, ngoại trừ bạch tiền bối ra thì trong nhà chẳng còn ai làm mấy chuyện này cả. Đồng thời, hắn lập tức hiểu ra có phải TV ban nãy cũng có vấn đề hay không. Ha ha, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vách tường, tay bấm điều khiển khí thế, còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như thế, trông hay ho lắm. Đậu đậu nói, thực lực của nó có thể nhìn thấu ảo thuật mà bạch tôn giả lập ra, bởi vì trình độ của mấy cái ảo thuật mà bạch tôn giả tạo ra khi nãy cũng không cao lắm. Ngoại trừ lò vi sóng ra, còn thứ gì có vấn đề nữa không? Tống Thư Hàng thở dài hỏi ngoại trừ cái tỷ lạnh đã bị cải tiến kia ra thì gần như tất cả mọi thứ trên lầu ba đều bị thay đổi rồi. Đậu đậu cười hắc hắc, lúc nãy ta mới vừa xem xong, có nhiều thứ ở dưới lầu hai cũng bị dỡ ra. Nhưng vì có kinh nghiệm dỡ đồ ở lầu ba rồi, nên phần lớn mấy thứ ở dưới đều được lắp lại nguyên vẹn. Đậu đậu cười hắc hắc nói. Tống Thư Hàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Bạch Tiền Bối lại muốn đổi tiền mặt. Chắc là hắn muốn mua lại mấy món đó đổi lại mấy món đã bị hắn tháo bông ra. Thôi vậy, Tống Thư Hàng bỏ đồ ăn lại trong tủ lạnh, làm bộ như mình không biết để không khiến Bạch Tiền Bối xấu hổ. Sau đó, hắn mỉm cười đi ra nói với Bạch Tôn Giả, Bạch Tiền Bối, ta đột nhiên nổi hứng, hay là mình đi mua mấy món mới ăn đi. Lát nữa chúng ta đi kiểm tra xe xong thì đến khu La Tín dạo cũng được. Thời đại bây giờ có nhiều đồ ăn ngon lắm, cũng đáng để tiền bối đi ăn thử một lần. Bạch tôn giả gật đầu mỉm cười, mấy lời mà đậu đậu và tống thư hàng nói ở trong bếp hắn đều nghe thấy cả rồi ây ấu hổ quá chấm trong phòng của lý dương đức lâm thổ ba nhăn nhó ôn tập bực quá tại sao người khác miêu tả cuộc sống đại học chỉ toàn cua gái ăn chơi mà mình thì lại phải vùi đầu ôn bài khổ như cho thế học kỳ nào cũng phải nai lưng ra học để thi là sao lâm thổ ba thở dài nói bởi vì cậu tự mình chọn đại học giang nam Lý Dương nước đẩy mắt kính nói. Nếu như muốn tốt nghiệp Đại học Giang Nam được thì trong 4 năm học tuyệt đối không thể nợ quá 3 môn. Nợ môn thì phải thi lại, chỉ có hai cơ hội thi lại mà thôi, nếu như không qua được thì xem như ở lại. Nếu như ở lại 3 lần thì, xin lỗi, bằng tốt nghiệp không có phần của anh. Đại học Giang Nam xem như đỡ lắm rồi, cái trường đại học ở thành phố bên cạnh mới là không có nhân tính, không có cửa mà thi lại đâu ở lại đủ 3 năm sẽ phát cho anh một vé về thành miễn phí, tiễn anh về với ông bà bô ở nhà. Tao mà biết trước như thế thì đã trả đem chọn đại học Giang Nam rồi. Lâm thổ ba nhăn nhó, còn nữa, tại sao thằng cao mỗ mỗ kia có thể ôn bài với bạn gái xinh đẹp? Thằng Tống Thư Hàng có thể sẽ có vé được học cùng với bạn Lục Phỉ, còn tao thì chỉ có thể học với mày. Trên trán Lý Dương Đức lập tức nổi gân xanh, học cùng với tao thì thiệt thòi cho mày lắm à? Có muốn học nữa không? Không muốn thì cút về ký túc xá đi, đến đây làm phiền bố làm gì? Tao chỉ muốn than thở tí cho đỡ buồn ấy à, mày không phối hợp với tao được một tí à? Lâm Thổ Ba cười ha ha, tiếp tục vùi đầu học bài. Lúc này, điện thoại của Lâm Thổ Ba lại vang lên. Cậu ta mở điện thoại lên, là ông ngoại của cậu ta gọi tới. Lâm Thổ Ba lập tức nghe máy, "Alo, ông ngoại có chuyện gì thế ạ?" À? "Thổ Ba, cháu nói xem, trên đời này liệu có ma quỷ thật không?" ông ngoại của Lâm Thổ Ba nói với giọng điệu vô cùng nặng nề. Hả, ông ngoại, không phải ông vẫn luôn cho là phải tin vào khoa học, không nên mê tin à? Sao đột nhiên ông lại nói đến quỷ thần thế này? Lâm Thổ Ba nghi hoặc hỏi lại. Gần đây ông cứ cảm thấy sao sao ấy, trong thôn xảy ra chuyện lạ liên tục, ông có cảm giác như gặp quỷ thật đây. Ông ngoại của Thổ Ba nói với giọng ỉu xìu. Thổ Ba không biết phải nói gì, ông ơi, phải tin vào khoa học chứ khoa học chính là sức mạnh, đừng tin vào mấy điều mê tín ma quỷ. Sao câu này cứ quen quen thế nhỉ? Đây chính là câu cửa miệng của ông ngoại Lâm Thổ Ba, một tháng trước, ông ngoại của Thổ Ba còn nói mấy lời này với Vũ Nhu Tử. Thằng nhãi này, ngứa ra đấy hả? Ông ngoại của Thổ Ba tức giận quát lên. Hắc hắc, Lâm Thổ Ba cười khan. Gần đây ông cũng dối trí lắm, cứ luôn cảm giác bạn học lần trước cháu đưa về chắc biết được gì đấy. Không phải cháu sắp được nghỉ phép rồi à? Sau khi nghỉ phép thì đưa cậu ta đến đây chơi có được không?" Ông ngoại của Lâm Thổ ba hỏi quanh co. Lại nói, sau khi trong thôn liên tục xảy ra những điều kỳ lạ, không biết tại sao ông đột nhiên lại nghĩ đến đôi trai gái từng đến thôn La Tín của mình. Đặc biệt là cô bé kia, những khi ông nghĩ đến cô thì lại không thể nào nhớ nổi bộ dạng của cô trông ra sao hết, chỉ nhớ hình như đó là một cô bé rất xinh đẹp, vô cùng thần bí cho nên ông mới ra chủ ý gọi cho thổ ba. Ha ha, không thành vấn đề ạ, à. đợi đến lúc được nghỉ thì cháu sẽ đưa thư hàng đến chỗ ông chơi. Dạ, nếu như thi chót lọt không bị rớt thì ba ngày sau cháu sẽ đến chỗ ông. Thổ ba nói, được đấy, càng nhanh càng tốt nhé. Ông ngoại của thổ ba nói với vẻ thỏa mãn, sau đó lại nói thêm, cố gắng thi cho tốt vào, đừng có mà nợ môn đấy nhé. Nửa câu sau có ý uy hiếp vô cùng lớn cách hai chiếc điện thoại mà Lâm Thổ Ba vẫn cảm giác được sự uy hiếp dữ dội của ông ngoại. Cậu chàng lập tức sợ run người. Sau khi cúp máy, cậu ta nhíu mày, lẽ nào bên chỗ ông ngoại thật sự có chuyện gì à? Dương Đức, mày có tin chuyện ma quỷ không? Cậu ngẩng đầu lên hỏi Lý Dương Đức. Không tin, Lý Dương Đức trả lời không chút do dự. Sau khi dừng một lúc thì Lý Dương Đức lại nói thêm, nhưng có lẽ trên đời này vẫn còn một số lực lượng mà khoa học không thể nào giải thích được. Dù sao thì trên đời này còn nhiều bí ẩn không có lời giải đáp lắm. Còn nữa, tốt nhất mày đừng có nghĩ vẩn vơ nữa, không thì cánh cửa thi lại sẽ chào đón mày đấy. Mày đừng có rùa tao thi lại mãi như thế được không? Nói chuyện tí cũng không được à? Thổ Ba buồn bực cầm sách lên. Trước giờ ăn cơm vẫn còn dư lại chút thời gian. Lúc này Tống thư hàng đang dùng máy tính xem lại đoạn ghi hình của Quỳ Hoa tu sĩ do đậu đậu quay được. Quỳ hoa tu sĩ này là một đệ tử của phân bộ vô cực ma tông, đám thủ hạ của đàn chủ là do hắn kéo đến để đối phó với ta. Tống thư hàng tắt máy, hơn nữa, tên trộm mà bạch tiền bối bắt được cũng là do hắn sai đến đây đánh cắp huyết thần toàn. Theo như phong cách làm việc của hắn thì hình như tên quỳ hoa tu sĩ này không phải thuộc hạ của công tử Hải. Trong đầu tống thư hàng nhớ lại hình tượng của công tử Hải, nếu như là thủ hạ của tên kia thì nhất định sẽ cực đoan hơn, cũng sẽ kín đáo và tàn nhẫn hơn nhiều. Không thể nào giống như Quỳ Hoa tu sĩ, chưa lập kế hoạch đâu ra đó cho đàng hoàng, giống như hứng lên là làm vậy. Nếu như không phải thủ hạ của công tử Hải thì tên Quỳ Hoa tu sĩ này lại là thủ hạ của ai đây? Hay là thấy lợi nên nảy lòng tham. Đi hỏi tù binh dưới lầu cái đã. Tống thư Hàng đi xuống lầu, đến trước mặt của ả đệ tử không không đạo môn đang bị trói gô cổ ngồi trên ghế. Sau khi Đường thiếu chủ nhìn thấy là Tống thư Hàng thì trợn mắt phồng má hừ lạnh quay đầu qua chỗ khác. Quỳ hoa tu sĩ có quan hệ gì với ngươi? Tống Thư Hàng hỏi thẳng vào vấn đề. Quỳ hoa tu sĩ gì chứ, ta không biết gì hết. Đường thiếu chủ vẫn rất có nghĩa khí, nhưng trong lòng thì thầm than không xong, đối phương biết cả thân phận của quỳ hoa tu sĩ rồi sao? Là tên đệ tử của vô cực ma tông đã sai ngươi tới đây trộm huyết thần toàn. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Đồng tử của đồng thiếu chủ co rụt lại, Cố nói, chỉ là một người ủy thác nhiệm vụ bình thường mà thôi, ta và hắn không có quan hệ gì đặc biệt hết. Ha ha, Tống thư Hàng vươn tay ra, trong lòng bàn tay có một sợi dây hộ phù. Nếu như chỉ là quan hệ người ủy thác và được ủy thác bình thường thì ngươi cần gì phải giúp hắn giấu thứ này? Mau khai thân phận của hắn ở trong Vô Cực Ma Tông ra, hắn nghe theo lệnh của kẻ nào? Tống thư Hàng nheo mắt lại hỏi. Sợi dây hộ phù này chính là bảo bối của Quỳ Hoa tu sĩ. Một món pháp khí có thể khiến cho bản thân có thể thanh phong gia tốc. Bây giờ món pháp khí này đang nằm trong tay của Tống thư hàng, chứng tỏ Quỳ Hoa tu sĩ đã lành ít dữ nhiều. Ta thật sự không biết gì cả." Đường thiếu chủ cười khổ lắc đầu, cô chỉ nợ một nhân tình của Quỳ Hoa tu sĩ, chỉ biết hắn là đệ tử phân bộ của Vô Cực Ma Tông, ngoài ra cô không biết gì nữa. Tống thư hàng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Những kẻ mạnh miệng đúng là phiền thật hắn không có kỹ thuật bức cung hay là lần sau mình đi học cách bức cung thử xem nhỉ ê ê ta thật sự không có mạnh miệng mà đường thiếu chủ nổi nóng tống thư hàng nhìn đường thiếu chủ chằm chằm cô cho là tôi sẽ tin lời cô nói à lúc này đậu đậu mới hớn hở nhảy ra nói để ta để ta ta dành vụ bức cung lắm hắn đang chán muốn chết đây nên chạy khắp nơi tìm chuyện để chơi được rồi đừng có chơi chết đó hình như bạch tiền bối còn cần dùng tới ả ta. Đợi sau khi bạch tiền bối dùng xong, nếu ả ta vẫn không chịu mở miệng thì người có ăn tươi nuốt sống cô ta cũng không sao hết. Tống Thư Hàng nghiêm trang nói thêm, hắn cố ý hình dung đậu đậu đáng sợ một chút, muốn dọa cô ả đệ tử không không đạo môn này. Đậu đậu phối hợp nhe răng hung tợn, đáng tiếc là bây giờ nó vẫn giữ hình dạng của một chú chó nhỏ, bộ dạng này làm gì cũng chỉ khiến người ta thấy đáng yêu mà thôi. Tống Thư Hàng thở dài, phải nghĩ cách để moi ra xem quỷ hoa tu sĩ kia thuộc về phân bộ nào mới được. Hình như bây giờ Tô Thị A thất tiền bối đang đi hủy mấy phân bộ của vô cực ma tông. chương 179, hôm nay lại kiên cường sống sót. chừng 12 giờ trưa, Tống Thư Hàng nhận được một cú điện thoại, là người bên đại lý mà Hoàng Sơn chân Quân đã sắp xếp, phụ trách đưa mấy chiếc ô tô mà Hoàng Sơn chân Quân đã mua đến bãi đỗ xe ngầm ở gần trường Đại học Giang Nam, sau khi người kia hỏi thăm xem tống thư hàng có ở nhà hay không thì lập tức chạy đến chỗ tống thư hàng đang ở hiện nay thái độ cực kỳ khách sao có tiền không chỉ có thể sai khiến ma quỷ còn có thể sai khiến quỷ thần sau đó người kia lái xe chở tống thư hàng và bạch tiền bối đến bãi đỗ xe kia lần này đậu đậu không có hứng đi ra ngoài cùng tống thư hàng nó chỉ ở lại giữ nhà dù sao thì trong nhà vẫn còn đệ tử của không không đạo môn như đường thiếu chủ nó có thể dùng đủ cách để tra kháo đường thiếu chủ cho đỡ buồn tống thư hàng dè dặt leo lên xe với bạch tiền bối sợ hắn nửa đường nổi hứng lên sẽ dỡ banh chiếc xe này ra mất bạch tiền bối bị tống thư hàng nhìn chằm chằm vào mãi cũng thấy ngượng lắm không cần nhìn ta như thế đâu ta sẽ không tháo xe này ra tin ta đi tống thư hàng xấu hổ gãi đầu chấm một đường suôn sẻ sau khi đến bãi đỗ xe kia người kia giao chìa khóa của bãi đỗ xe cho tống thư hàng Toàn bộ bãi đỗ xe này đều bị Hoàng Sơn Trân Quân bao trọn rồi, đây là một bãi đỗ xe nhỏ, có thể đổ được chừng 50 chiếc xe ô tô, Hoàng Sơn Trân Quân đang chuẩn bị nhét hết xe vào nơi này. Chào ngài, Tống Thư Hàng Tiên Sinh, xin ngài ký vào đây, đây là 13 chiếc xe đầu tiên, mỗi chiếc đều được đổ đầy xăng rồi. Cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hết cả, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới được đưa đến đây. Đây là danh sách và hợp đồng các loại xe mà Hoàng Văn Trung Tiên Sinh đã mua, xin ngài so sánh lại cho kỹ, nếu như không có vấn đề gì thì xin ký tên xác nhận, tôi mới tiện báo lại với Hoàng Văn Trung tiên sinh. Người kia mỉm cười nói, Hoàng Văn Trung kia đương nhiên chính là tên của Hoàng Sơn Trân Quân ở hiện đại, cũng không phải tên thật của hắn. 13 chiếc xe, đủ kiểu dáng mẫu mã. Có chiếc hơn 10 triệu, cũng có chiếc chừng vài trăm ngàn. Dù sao thì ngay cả người kia cũng không rõ cậu chàng trẻ tuổi này cần nhiều xe như thế làm gì. Anh ta thật sự không hiểu nổi tư duy của mấy kẻ có tiền. Nhưng không sao cả, có tiền là được rồi. Dù cho người ta muốn mua một chiếc xe mấy trăm triệu với một chiếc xe ba bánh thì cũng là chuyện của họ, anh ta có thể nói được gì đây. Chỉ cần anh ta có đủ tiền hoa hồng thì dù khách hàng có muốn xe ba bánh thật thì anh ta cũng có thể mua chiếc đẹp nhất về. Nếu như ngài phát hiện xe có vấn đề gì thì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào. Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh. Người kia vỗ ngực nói rất sóng giạc. Tống Thư Hàng cầm lấy hợp đồng mua xe, sau đó đối chiếu với 13 chiếc xe trong bãi. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì cậu gật đầu, ký lên từng tờ hợp đồng. Sau khi ký xong thì hắn đột nhiên giật mình, ôi mẹ ơi, chủ sở hữu của mấy chiếc xe này toàn là Tống Thư Hàng thôi. Hoàng Sơn Trân Quân trực tiếp quăng hết bấy nhiêu xe lên danh nghĩa của hắn. Liệu mình có bị người ta báo lên viện kiếm xóa ép về tội sở hữu tài sản không rõ lai lịch hay không đây? Tống Thư Hàng thầm phỉ nhổ, đương nhiên, Hoàng Sơn Trân Quân đã làm việc thì chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như thế rồi. Sau khi Tống Thư Hàng xác nhận và ký tên xong thì người kia đưa tất cả chìa khóa lên, cùng nhắc nhở thêm, đây là chìa khóa của 13 chiếc xe kia. Theo như Hoàng Sơn Trân Quân đã dặn dò thì sau khi đưa đủ hết xe đến đây thì vấn đề bảo an sẽ do Tống Tiên sinh tự mình phụ trách đúng không? Không có vấn đề gì chứ. Vấn đề bảo an chúng ta sẽ tự mình xử lý. Bạch tiền bối đang hớn hở, mặt mày nôn nao muốn thử, nên vội nói ngay. Được rồi, đợi khi nhóm xe còn lại đưa tới thì ta sẽ liên lạc với Tống Tiên Sinh ngày sau. Thái độ phục vụ của anh chàng này xứng đáng nhận năm sao với 32 cái like. Sau khi làm xong các thủ tục thì anh ta tạm biệt Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối, lái xe của mình rời đi. Lát nữa anh ta còn phải gửi tin thông báo cho Hoàng Văn Trung Tiên Sinh cho xong việc nữa. Chấm. Bạch Tiền Bối, ta đưa ngươi chạy một vòng trước đã, để ngươi xem cách lái sơ qua trước nhé tống thư hàng hỏi ừ không thành vấn đề lúc trước ta đã xem sơ qua quy tắc tham gia giao thông với hướng dẫn lái xe căn bản rồi hơn nữa ta dẫu gì cũng là người có bằng lái không sao đâu bạch tiền bối cười nói tống thư hàng tiền bối cái bằng lái của ngài là do tuyết lang động chủ đi cửa sau lấy được đấy sau khi lên xe hắn bắt đầu giới thiệu với bạch tiền bối cắm chìa khóa vào xoay tròn chiếc xe này là mẫu truyền thống, bây giờ có một số xe đời mới không cần cắm chìa khóa, cái đấy thì sau này hãng nói. Tống Thư Hàng đặc biệt chọn chiếc xe này là vì nó khá giống với chiếc xe mà hắn lái lúc học, dù sao thì hắn cũng chỉ là người mới học. Sau đó lại giới thiệu cách cầm bánh lái, phanh, chân ga, bộ L ly hợp các loại. Bạch tiền bối chăm chú lắng nghe. Sau khi lái xe ra khỏi kho hàng thì Tống Thư Hàng nhấn chìa khóa đóng cửa bãi đỗ xe lại. Sau đó, hắn chở bạch tiền bối ra ngoài đi dạo một vòng, chạy mãi đến một con đường mới xây. Bởi vì góc đường bên này hơi vắng, cả xe lẫn người đi lại đều ít. Đúng là nơi thích hợp nhất để người mới chạy thử. Sao hả, bạch tiền bối? Tống thư hàng đỗ xe lại, hỏi bạch tiền bối. Ừ, thật đúng là một phương tiện giao thông rất đơn giản, ta cảm giác mình đã học được rồi. Bạch tiền bối gật đầu nói, ngoài ra tốc độ ngươi chạy chậm quá, chỉ chạy với vận tốc 30-40 cây em là sao? Ta cũng chỉ là ma mới thôi mà, Tống Thư Hàng cười gượng, đây là lần đầu tiên hắn lái xe ra ngoài mà không có huấn luyện viên đi theo. Bạch Tiền bối nôn nao muốn thử, đến lượt ta. Sau đó, Tống Thư Hàng đổi chỗ với hắn. Bạch Tiền bối bắt trước động tác của Tống Thư Hàng, gạt côn, nhấn ga, mấy thứ này không làm khó dễ gì được hắn. Dù sao thì thực lực của hắn cũng ở đó, với tốc độ phản ứng của hắn thì dù có làm gì sai thì cũng có thể phản ứng, sửa chữa lại ngay lập tức khởi đầu rất ổn, tăng tốc cũng rất ổn. Chuyển hướng thuần thục, chỉ mới nhìn qua một lần thôi mà bạch tôn giả đã hoàn toàn điều khiển được xe. Đơn giản quá, tiếp theo chúng ta lái đi đâu chơi đây? Bạch tôn giả hỏi, tùy ý tiền bối, tống thư hàng đáp. Được rồi, ngồi vững nhé. Bạch tôn giả nhấn đạp chân ga, xe lao vun vút lên. Tống thư hàng vội kêu to, bạch tiền bối, chú ý tốc độ. Đang chú ý đây mà, cứ yên tâm đi. Ta đã nhớ rõ luật giao thông rồi, hơn nữa dù có bị tịch thu bằng lái cũng không sao hết, cùng lắm thì lại bảo Tuyết Lang làm thêm một cái bằng lái là được." Bạch Tiền Bối nói với vẻ vô cùng tự tin. Nửa câu đầu còn khiến Tống Thư Hàng an tâm một chút, nửa câu sau khiến trái tim của Tống Thư Hàng chui tọt lên tới cuống họng. Cũng may, trên đường đi, Bạch Tiền Bối cũng xem như giữ luật, không vi phạm gì. Lại chạy thêm một đoạn nữa. Bạch Tôn Giả đột nhiên tìm một chỗ đỗ xe lại, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh xe không biết vẽ vời cái gì tiền bối đang làm gì vậy tống thư hàng tò mò hỏi ta khác ba cái trận pháp trận pháp ẩn hình trận pháp cách âm thêm một trận pháp che giấu năng lượng dùng để phản trinh sát sau khi vẽ xong thì xe của chúng ta có thể tàng hình sẽ không bị ai hay thiết bị nào nhìn thấy được bạch tôn giả đáp cho xe tàng hình để làm gì tống thư hàng buột miệng hỏi luôn sau khi hỏi xong hắn lập tức hiểu ran gay, lẽ nào tiền bối ngài muốn đua xe à? Ha ha, tốc độ chậm quá, nên không quen lắm. Bạch tôn giả phủi tay, xong rồi. Sau đó, hắn lên xe, nổ máy. Tiếp theo đạp lên chân ga. ầm, um, chiếc xe phát ra tiếng nổ vang trời, bắn cái vèo về phía trước, thoáng cái đã lao đi với tốc độ 100 km một giờ. Tốc độ vẫn còn đang tăng lên vùn vụt, chẳng mấy chốc mà kim chỉ cây em đã vỡ ra mặt mày tống thư hàng tái mét. Không được, vẫn chậm quá, bạch tôn giả thì vẫn tiếc núi chưa thỏa mãn. Sau đó, hắn nhìn về phía sợi dây đeo trên cổ tay của tống thư hàng, đúng là pháp khí mà quỳ hoa tu sĩ làm rất lại sau khi chết. Tống thư hàng đeo phong hồn băng trâu trên cổ rồi, nên hắn đeo sợi dây này lên cổ tay. Hắc hắc, bạch tôn giả giơ tay điểm nhẹ một cái lên vòng đeo tay của tống thư hàng. Thanh phong ra tốc, trang sức bị kích hoạt, Bạch Tôn giả áp dụng pháp thuật của nó lên xe. Một khắc sau, Tống Thư Hàng cảm giác chiếc xe nháy mắt đã đột phá giới hạn nào đó rồi. Phong cảnh hai bên trôi qua vùn vụt. Còn Bạch Tôn giả thì đánh tay lái vô cùng ngầu lòi. Chiếc xe lao phăm phăm trên đường. Chấm. Thứ gì đứng ở phía trước thế kia? Chạy mãi chạy mãi, Bạch Tôn giả đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái chạm, có vô số xe đang dừng xếp hàng chờ ở trước chạm. Cửa vào, cao tốc, chúng ta phải dừng lại đóng tiền tống thư hàng nói hắc hắc không thể đóng tiền được rồi bây giờ chúng ta đang tàng hình mà bạch tôn giả nói xong thì tay phải vỗ nhẹ lên chiếc xe khiên dẫn thuật một khắc sau chiếc xe bay lên không phóng qua trạm thu phí đi vào cao tốc oa ha ha chạy ở trong này sướng hơn nhiều bạch tôn giả cười ha hả tống thư hàng dựa sát ghế dường như hắn nghe thấy tiếng lục cục loáng thoáng phát ra từ trong xe thì phải Bạch tôn giả vẫn tiếp tục phóng xe đi như bay. Chấm. 5 phút đồng hồ sau. Ha ha ha, nhanh nữa, nhanh nữa nào. Ê, sao thế này? Tiếng cười sung sướng của bạch tôn giả đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì thế? Tống thư hàng quay sang nhìn hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy bạch tiền bối cầm vô lăng trong tay, đang lái xe mà cầm vô lăng như thế thì cũng bình thường thôi. Nhưng vấn đề là lúc này nửa thân trên của bạch tôn giả đều đang quay sang chỗ tống thư hàng, vô lăng nằm trong tay hắn đã bung ra khỏi thân xe. Bạch tôn giả nhìn tống thư hàng với vẻ vô tội, lúc nãy hăng quá, nên dùng sức hơi mạnh, vặn gãy vô lăng rồi. Phanh lại, mau phanh lại, tống thư hàng kêu to. Ha ha ha, lúc nãy khi lên cao tốc thì hình như phanh đã đứt rồi, ha ha. Bạch tôn giả cười gượng hai tiếng, nói với vẻ khá là xấu hổ. Sắp đụng rồi, sắp đụng rồi, tống thư hàng chỉ vào rào chắn ở phía trước không sao đâu, xem ta này, khiên dẫn thuật, bạch tôn giả khẽ quát lên một tiếng nữa. Đừng nhảy mà tiền bối, phía trước là vách núi đó. Tống thư hàng gào to. Nhưng đã muộn rồi, chiếc xe đã nhảy lên cao ơi là cao. Lao thẳng xuống vách núi, cảnh tượng này trông mới oai làm sao. Năm phút sau, tống thư hàng mơ mơ màng màng chui ra từ trong đống tàn tích của chiếc xe, dùng sức sờ nắn mặt mình rơi xuống từ vách núi cao như thế mà mình không bị thương gì cả, là do bạch tiền bối bảo vệ mình à. Mà bạch tiền bối đâu rồi nhỉ? Hắn quay đầu nhìn xem xung quanh, sau đó phát hiện bạch tiền bối đang ngồi chỗ một rừng trúc dưới vách núi đào cái gì đó. Ha ha, hay lắm, hay lắm, hai một măng trúc, ai gặp cũng có phần, thư hàng tiểu hữu cho ngươi một cái này. Thứ này có thể thông mũi, tăng cao năng lực của khứu giác. Người đang trùng kích cảnh giới tị khiếu, sau khi ăn nó vào sẽ có được lợi ích rất lớn đó. Bạch Tôn giả ném một mụt măng màu tím cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đần mặt nhận lấy món bảo bối đó, cái vận may quỷ gì kia của Bạch Tiền Bối lại xuất hiện nữa rồi à. Đồng thời, trong nhóm Cửu Châu số 1, chương 180, lá bài tẩy của cảnh mạch đà chủ. Lúc Hoàng Sơn Trân Quân vừa mới gửi tin này lên thì Tống Thư Hàng đang ngồi trên phi kiếm của Bạch Tiền Bối chuẩn bị bay về nhà xe đã rơi tan tành rồi, bạch tiền bối đào một cái hố sâu chôn chiếc xe ngay tại chỗ. Sau đó lại dùng bình thổ chủ để lấp đắp lại y như cũ, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết đào bới nào. Bình thổ chú này hắn đã dùng nhiều quá rồi nên rất quen tay. Sau đó, bạch tiền bối thôi động phi kiếm màu lam, chở Tống Thư Hàng bay về nhà. Trên đường đi, Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm cửu châu số 1, lập tức thấy được tin nhắn của Hoàng Sơn Trân Quân bảo hắn đi học lái máy bay. Lông tơ toàn thân tống thư hàng lập tức dựng đứng lên, hắn lặng lẽ quay người lại, dùng tấm lưng che điện thoại, sợ bị bạch tiền bối nhìn thấy. Nói dẫn cái gì thế? Bạch tiền bối học lái xe thôi mà có thể dùng pháp thuật để độ xe tăng tốc độ lên, cuối cùng rước lấy cảnh lao đầu rơi xuống vực, xe thì tan nát. Nếu như để cho bạch tiền bối lái máy bay thì, chắc là phải bay vào trong vũ trụ luôn ấy chứ. Tới lúc đó chắc, máy bay, sẽ thành, máy hư, mất thôi. Không được, tuyệt đối không thể để cho Bạch Tiền Bối có cơ hội tiếp xúc với máy bay được. Trước tiên cứ từ chối Hoàng Sơn Tiền Bối trước đi đã, dù sao thì bây giờ học máy bay vẫn nguy hiểm quá. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, đang chuẩn bị PM riêng để từ chối lời đề nghị của Hoàng Sơn chân Quân. Nhưng đúng lúc này, có một ít tên Bạch Tôn giả gửi tin lên nhóm cửu châu số 1, ể. Hoàng Sơn ngươi có thể trực tiếp sắp xếp cho người ta đi học lái máy bay à? Khi nào thì được, đến lúc đó để ta và thư hàng tiểu hữu đi học cùng nhau đi. Hôm nay ta mới học lái xe xong, quả thật rất thú vị. Ta nghĩ, học lái máy bay nhất định sẽ còn thú vị hơn nhiều. Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Thư Hàng cảm thấy mình sắp thòng tim tới nơi, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bạch tiền bối vừa ngự kiếm phi hành vừa cầm điện thoại nhắn tin. Lái xe không được xài điện thoại đâu nhé, Tiền Bối ngài vừa ngự kiếm vừa cầm điện thoại như thế thật sự không có vấn đề gì đấy chứ? Hình như Bạch Tiền Bối cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Thư Hàng, nên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó dường như cũng hiểu ra trong lòng hắn đang nghĩ gì, nên nói: "Ha ha, không sao đâu. Ta đã xác định tọa độ ở trong nhà của dược sư rồi, phi kiếm sẽ tự động đưa chúng ta về bên đó, không khác gì lái xe tự động cả. Chỉ cần chú ý một chút, đừng để đụng phải vật thể bay nào đó trên đường là được rồi." lời bạch tiền bối nói ra khiến cho tống thư hàng an tâm hơn một chút. Hóa ra ngựa kiếm phi hành cũng có chức năng lái tự động cơ đấy, quả nhiên mấy phát minh mà người hiện đại tự cho là phát kiến mới này đã sớm bị các tiền bối trong giới tu sĩ chơi banh chành cả rồi. Nhưng đột nhiên, tống thư hàng lại thấy lo lắng, chỉ cần chú ý một chút, đừng để đụng phải vật thể bay nào đó trên đường là được rồi. Móc lửng chấm hỏi chấm hỏi. Với tính cách của bạch tiền bối thì lỡ như hắn đột nhiên ngẩn người ra, đụng phải máy bay hay cột điện thì cũng chỉ là chuyện thường thôi. Chỉ có thể cầu nguyện, mong rằng đừng xảy ra tai nạn như thế. Đúng rồi, thư hàng tiểu hiếu, ban nãy ở trong nhóm, Hoàng Sơn có nói tới chuyện muốn sắp xếp cho người đi học lái máy bay đấy, khi nào thì ngươi rảnh. Chúng ta cùng nhau đi học lái máy bay đi, Bạch Tiền Bối nói với vẻ chờ mong. Ha ha, thật ra ta cũng vừa mới đọc được tin nhắn của Hoàng Sơn Tiền Bối xong. Nhưng mấy ngày sắp tới ta phải tham gia thi cuối kỳ, sau khi kỳ thi kết thúc ta còn phải chuẩn bị đến khu la tín ở thành phố kế bên một chuyến nữa tống thư hàng nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nếu như đã không thể tránh khỏi thì phải cố gắng kéo dài thời gian mới được chờ đến khi nào hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xong thì lại đi học lái máy bay với bạch tiền bối sau vậy thành phố kế bên có chuyện gì hà bạch tiền bối tò mò hỏi tống thư hàng nói ta muốn đi tìm một đám người là thuộc hạ của tên đàn chủ trước kia từng muốn cướp đồ của ta lần này quỷ hoa tu sĩ của vô cực ma tông âm mưu muốn cướp huyết thần toàn nên đã liên hệ với bọn họ. Bởi vì bọn họ từng hợp tác với quỷ hoa tu sĩ, nên có thể bọn họ sẽ biết được đôi điều liên quan đến quỷ hoa tu sĩ, nếu như có thể biết được hắn là người của phân bộ nào của vô cực ma tông thì càng tốt. Nếu như có thể biết được vị trí phân đà của quỷ hoa tu sĩ thì mình có thể đưa tin này cho Tô Thị A thất tiền bối, để tiền bối đến làm cỏ phân đà này. Ừ, được thôi, vậy chúng ta học lái máy bay sau cũng được không sao hết, cũng không gấp. Bạch tiền bối cười nói, dù sao thì trong bãi đỗ xe vẫn còn nhiều xe ô tô lắm, ta có thể chơi được một thời gian nữa. Ha ha, tiền bối vui vẻ là được rồi. Chán tống thư hàng đổ mồ hôi lạnh ào ạt, bạch tiền bối muốn trả đạp hết đám xe trong bãi đỗ xe à. Chấm. Chừng 3 phút sau. Hoàng Sơn Trân Quân lặng lẽ gửi riêng một tin nhắn cho Tống Thư Hàng, Thư Hàng tiểu hữu à, hôm nay ngươi đưa Bạch Tôn giả đi học lái xe à. Đúng thế, Tống thư hàng trả lời. Có bình an không? Hoàng Sơn chân quân hỏi, vấn đề ngắn gọn thẳng thắn, chỉ thẳng vào điểm chính. Hoàng Sơn tiền bối, ta chỉ có thể nói, ta vẫn còn sống. Tống thư hàng nói với vẻ cảm khái, ngài biết không, Bạch tiền bối vẽ thêm ba cái trận pháp lên thân xe. Một trận pháp ẩn hình, một trận pháp cách âm, còn dùng cả trận pháp che giấu năng lượng phản trinh sát. Sau cùng hắn lại cho thêm một cái thanh phong gia tốc lên xe nữa. Khóe miệng của Hoàng Sơn Trân Quân co giật. Cuối cùng ấy à, vô lăng bị vặn gãy, phanh xe cũng hỏng mất. Chúng ta rơi xuống vách núi, bất quá may là ta tìm được một mụt măng thúy trúc, có thể thanh tị, tăng cường khứu giác, giúp ích rất nhiều cho việc mở tị khiếu của ta. Ha 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 ha. Giải cười ha 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 ở phía sau kia, Tống Thư Hằng cũng không biết mình ghi ra thế để làm gì nữa. Nhưng nếu như không thêm vài chữ ha ha thì hắn lại thấy kỳ kỳ. Hoàng Sơn Trân Quân. Cố gắng lên, hồi lâu sau chân quân mới trả lời lại, sau khi nhiệm vụ tiếp đón lần này kết thúc thì Bạch Tôn giả sẽ cho ngươi một phần thù lao. Mấy người trong nhóm bọn ta cũng sẽ thương lượng với nhau, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc thì chúng ta cũng sẽ hùn nhau cho ngươi một phần quà, bảo đảm sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Dù sao thì thực lực của Bạch Tôn giả mà tăng lên thì bản lĩnh phá hoại của hắn cũng tăng theo, khiến cho độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên, nên phải đền bù thêm chút đỉnh. Tống thư hàng vội trả lời: Ta chỉ chờ có những lời này của Hoàng Sơn tiền bối ngài mà thôi. Còn nữa, có rảnh thì nhớ đưa Bạch Tôn Giả đi học lái máy bay nhé. Hoàng Sơn chân quân khuyên nhủ, mấy thứ khác không nói làm gì, nếu như là học lái máy bay, có Bạch Tôn Giả học cùng ngươi thì chắc là sẽ an toàn hơn một chút. Ngươi cứ nghĩ thử xem, lỡ như máy bay mà rơi thật, ngươi đi học một mình bảo đảm chết là cái chắc. Nhưng nếu như ngươi học chung với Bạch Tôn Giả thì ít nhất hắn cũng có thể ngự kiếm phi hành đưa ngươi rời khỏi bình an đúng không? Hoàng Sơn Trân Quân nói cũng đúng lắm, Tống Thư Hàng cảm giác mình hoàn toàn không thể nào phản bác được. Đúng vậy, ít nhất thì lỡ như máy bay có sự cố thì bạch tiền bối có thể ngự kiếm đưa mình chạy trốn. Nghĩ thế thì hình như không cần phải từ chối việc học lái máy bay chung với bạch tiền bối rồi. Chờ sau khi ta thi cuối kỳ với giải quyết xong một việc riêng nho nhỏ thì sẽ đi học lái máy bay chung với bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Nói xong, hắn lại nhìn phi kiếm dưới chân với vẻ ngưỡng mộ. Ngự kiếm phi hành tốt thật đấy, đáng tiếc là muốn ngự kiếm phi hành được thì phải có cảnh giới tứ phẩm đổ lên. Tạm thời đây chính là giấc mộng lớn nhất của Tống Thư Hàng bây giờ, chân đạp phi kiếm, bay một cái vèo lên không, ngầu phải biết. À đúng rồi, đợi sau này mình có phi kiếm riêng rồi, thì nhất định phải chế tạo phi kiếm to to một chút, sau đó lại tạo thêm một hàng rào bảo vệ xung quanh phi kiếm của mình, như thế mới có cảm giác an toàn. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Chấm. Cùng lúc đó, bên trong tổng tông môn của vô cực ma tông. Cảnh mạch đà chủ giã xử lý xong một số việc lặt vặt ở ma hầu phong, đang ngự đao phi hành, bay vội tới Giang Nam. Trên đường đi, hắn liên hệ với Trần Chấp Sự ở phân bộ của mình. Trần Chấp Sự, chuyện điều tra thư sơn áp lực đại làm thế nào rồi? Cảnh mạch đà chủ trầm giọng hỏi, mái tóc màu bạc dựng thẳng lên như con nhím của hắn bay phất phới trong gió. Đà chủ, mấy ngày trước ta đã phái Quỳ Hoa tu sĩ đến đó điều tra thư sơn áp lực đại. Nhưng hôm nay Quỳ Hoa tu sĩ đột nhiên mất liên lạc với chúng ta, e là đã lành ít giữ nhiều, nhóm nhân viên thứ hai của chúng ta hiện tại đang đến gần khu đại học Giang Nam. Ít nhất thì cũng phải tìm ra nơi Quỳ Hoa tu sĩ đã bỏ mạng thì mới có thể quyết định tiếp. Trần chấp sự cẩn thận đáp lời, miễn cho lời ăn tiếng nói của mình có sai lầm gì, chọc giận cảnh mạch Đà chủ. Nghe Trần Chấp Sự nói thế, trong mắt cảnh mạch đà chủ có lôi quang lóe lên. Hắn im lặng một lát rồi nói, "Ta cũng có chút ấn tượng với Quỷ Hoa tu sĩ, nếu như là hắn thì đáng lẽ ra sẽ làm việc rất cẩn thận." Thư Sơn áp lực đại cùng lắm chỉ là một thằng nhãi con vừa mới mở tâm khiếu, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn được. Nếu như Quỷ Hoa tu sĩ mà bị giết chết thì chứng tỏ bên cạnh Thư Sơn áp lực đại có một vị cao thủ nào đó. Đang lúc nói chuyện thì có một tên thuộc hạ đến bên cạnh Trần Chấp Sự đưa một bức thư. Đây là phần tin tức sau cùng của Quỳ Hoa Tu sĩ đưa về phân bộ trước khi chết. Trần Chấp Sự mở ra xem, bên trên có ghi lại một số tin tức gần đây nhất của Thư Sơn Áp Lực Đại, cùng với có một vị cao thủ cực kỳ đáng sợ đang ở bên cạnh hắn. Đa chủ, vừa nhận được tin tình báo sau cùng của Quỳ Hoa Tu sĩ gửi về. Đúng là có một vị cao thủ đang ở bên cạnh Thư Sơn Áp Lực Đại, đó là một vị tu sĩ cực kỳ cường đại chỉ lỡ xảy chân ngã một cái thôi cũng có thể đập cho mặt đất sập thành một cái hố lớn hơn 30 mét. Trần chấp sự vội vàng kể lại. Một cái hố có đường kính hơn 30 mét, chẳng lẽ là một linh hoàng ngũ phẩm giống như Tô Thị A Thất? Sau khi cảnh mạch đà chủ suy nghĩ một lát thì nói, trước tiên các người cứ nghĩ cách tập trung vị trí của vị tu sĩ cao nhân ở bên cạnh thư sơn áp lực đại trước đi đã, chờ sau khi ta trở về sẽ đến thăm hỏi hắn và vị tiền bối kia. Trong giọng nói của cảnh mạch đà chủ tràn ngập vẻ tự tin, Hắn thầm sờ vào một tờ bảo phù trong lồng ngực của mình. Bởi vì gần đây Tô Thị A thất đang điên cuồng tấn công phân đà của Vô Cực Ma Tông, cho nên lần này trước khi trở lại phân đà, hắn đã xin sư phụ cho hắn một tờ bảo phù. Đây là một tờ bảo phù có phong ấn huyết độn đại trận pháp, đừng nói là linh hoàng kim đan ngũ phẩm, cho dù là chân quân lục phẩm cũng không thể làm gì được hắn. Dù có gặp phải Tô Thị A thất thì hắn cũng có thể giữ được mạng sống. Có lá bảo phù này ở đây, hắn có thể lặng lẽ đến gần quan sát thư sơn áp lực đại và vị cao thủ ở bên cạnh hắn. Nếu như vị cao thủ ở bên cạnh thư sơn áp lực đại chỉ là tu sĩ tứ phẩm, thì hắn tự tin là mình sẽ không thua đối phương. Có cướp huyết thần toàn đi cũng không thành vấn đề gì. Nếu như vị cao nhân kia là cường giả kim đan ngũ phẩm đỏ lên, thì hắn sẽ chuồn gấp. Nếu như đối phương phát hiện ra hắn, là có ni ra tay với hắn. Có bảo phù ở đây, ít nhất cũng không phải lo sợ mất mạng. Dù sao thì vị tiền bối bên Thư Sơn áp lực đại cũng không thể nào là tôn giả thất phẩm được đúng không nhỉ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 180.